chương 2141 trong bạch ngân thần điện chính là ngân hà mênh mông. Ngân hà lộng lẫy chảy xuôi, hình thành bốn mảnh tinh đoàn. Nếu nhìn kỹ, hình dáng của ngân hà kia rõ ràng là toàn bộ thế giới nam đầu. Mà bốn mảnh tinh đoàn chính là tứ đại tinh vực gồm đông huyền tinh vực, nam nguyên tinh vực, bắc minh tinh vực, tây u tinh vực của thế giới nam đầu. Trong bạch ngân thần điện rõ ràng là một thế giới nam đầu thu nhỏ. Mà mảnh ngân hà mênh mông này chính là sức mạnh căn nguyên của thế giới nam đầu so sánh với sức mạnh căn nguyên có thể nói giống như biển rộng bao la này, sức mạnh ẩn chứa trong ngọc bội của Tô Vũ trước đó quả thực như một vũng nước nhỏ. Ca, ca đây, đây là... Vân Khê cũng sợ ngây người. Những mảnh dân trào như ngân hà bao la kia đều là sức mạnh căn nguyên. Điều này làm Vân Khê dại ra, có cảm giác như gặp được Kim Sơn. Quân tiêu giao lại rất thản nhiên, nếu người khác nhìn thấy cơ duyên trước mắt thì nhất định sẽ mừng như điên. Nếu có thể kế thừa luyện hóa sức mạnh căn nguyên cuồn cuộn này, thì tuyệt đối là một bước lên trời. Nhưng đối với quân tiêu giao thì đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Hơn nữa hắn cũng không tính trở thành chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đẩu, dù sao nơi này chẳng qua là một tấm ván cầu cho hắn mà thôi. Con đường chân chính phía trước của hắn là trong vũ trụ giới hải rộng lớn, mà làm người ta chấn động không chỉ là mảnh sức mạnh căn nguyên bao la, như ngân hà này, chỉ thấy trong bốn tinh đoàn này, cũng chính là vị trí trung tâm của tứ phương tinh vực thế giới Nam Đẩu, có một binh khí lẳng lặng đứng sừng sững ở trong đó đó là một cây quyền trượng, toàn thân như được đúc thành từ bạc trắng, hơn nữa có chứa vô số những quầng sáng, giống như cất chứa vô số sao trời vào trong đó. Khí tức do căn quyền này toát ra không nói tới các bậc tiên khí, nhưng cũng đạt tới chuẩn tiên khí, uy áp do nó tỏa ra khiến người ta giật mình. Chuẩn tiên khí, chẳng lẽ đây là binh khí do chủ nhân thế giới năm đầu để lại? Quân Tiêu do thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng thế giới năm đầu là một thế giới đại thiên nhưng quân tiêu giao chưa bao giờ nhìn thấy có thế lực nào có thể lấy ra tiên khí, thậm chí còn chưa thấy cả chuẩn tiên khí. cho nên ở thế giới đại thiên, tiên khí xem như bảo bối tuyệt tích, chuẩn tiên khí cũng cực kỳ hiếm thấy. vậy xem ra quyền trượng trước mắt chính là thần binh đứng đầu thế giới năm đầu. KK, nếu có được những truyền thừa này thì ca chính là thế giới năm đầu chi chủ tương lai. khuôn mặt nhỏ của Vân Khê đỏ bừng, mang theo hưng phấn. theo lý thuyết, cơ duyên trước mắt đủ để huynh đệ thủ túc tốt nhất trở mặt thành thù làm quan hệ huyết thống chém giết lẫn nhau nhưng vân khê lại không có ý chiếm hữu thậm chí còn không nghĩ tới chiếm được chút chỗ tốt nào nàng chỉ lập tức nghĩ đến quân tiêu dao cho dù quân tiêu dao một mình độc chiếm tất cả cơ duyên nơi đây trong lòng vân khê cũng sẽ không chút để ý và bất mãn nào ngược lại còn mừng cho quân tiêu dao quân tiêu dao cũng cười cười hắn không có quyết định này huống chi trước khi thu lấy cơ duyên nơi đây hắn còn cần giải quyết một phiền toái nhỏ xuất hiện đi ngươi muốn chờ tới khi nào Quân Tiêu Dao nhìn về phía căn nguyên ngân hà cuồn cuộn kia, ý cười trên mặt chợt tắt, giọng điệu vô cùng đạm bạc. "Ca ca." Vân Khê lập tức hoang mang khó hiểu. "Ha ha." Đúng lúc này, một tiếng cười mang theo lạnh lẽo khắc cốt vang lên. Trong mảnh căn nguyên ngân hà kia, một bóng dáng hiện lên. Đó chính là Tô Vũ. "Là ngươi?" Vân Khê dựng ngược mày liễu, không nghĩ tới lại đụng phải Tô Vũ ở chỗ này. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao không chút gợn sóng, chuyện này đã nằm trong dự đoán của hắn. Tô Vũ chính là thế giới chi tử được ý chí thế giới nam đầu khâm điểm, tất nhiên hắn ta có tư cách đến chỗ này nhất. Nhưng, quân tiêu giao cứ cảm thấy so với trước đó thì Tô Vũ có chút không thích hợp, giống như có khí tức không bình thường nào đó, khí tức này có vẻ không hợp với thế giới này. Nhưng điều này lại làm trong mắt quân tiêu giao hiện lên một tia thâm ý, Tô Vũ làm như vậy chính là phá hỏng con đường của mình. Vân Khê, hiện nàng tại còn chưa rõ tấm chân tình của ta sao? Tô Vũ nhìn về phía Vân Khê, Ánh mắt vốn lãnh khốc của hắn ta cũng xuất hiện ra một tia nhu tình. Hắn vĩnh viễn không quên được thiếu nữ giống như thiên sứ đã tặng đan dược cho hắn. Nhưng hiện tại, ánh mắt Vân Khê nhìn về phía Tô Vũ chỉ có lạnh lẽo. Tô Vũ này chẳng những nhiều lần trêu chọc nàng, còn luôn đối nghịch với Kaka, ca ca, thậm chí cản trở ca, ca nàng. Hiện tại Tô Vũ lại xuất hiện, muốn ngăn cản Quân Tiêu Dao có được căn nguyên thế giới, điều này làm Vân Khê hoàn toàn chán ghét Tô Vũ. Đối với Vân Khê mà nói, Quân Tiêu Dao chính là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Vân Khê kia, Tô Vũ chỉ cảm thấy như vạn kim đâm vào tim, làm hắn ta vô cùng đau đớn. Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Vũ, quân tiêu giao thở dài một tiếng, quả nhiên nam nhân làm liếm cầu là không, có đường ra. Kẻ không tiếp được cả một chiêu của ta còn dám có ý tưởng không an phận, với Khê Nhi, người lấy tự tin này từ đâu vậy? Quân tiêu giao mang theo một tia nghiền ngẫm mà nói. Ngữ khí của quân tiêu giao thật sự tràn đầy châm biếm. Ngay lập tức, Tô Vũ tức giận đỏ bừng cả mặt thất bại nặng nề trong buổi lễ thành niên tuyệt đối là tâm ma mà tô vũ không có cách nào xóa bỏ được hắn vốn có gương mặt thanh tú nhưng bởi vì thù hận quá sâu đậm mà trở nên vặn vẹo lại là giọng điệu này lại là ánh mắt này tại sao ngươi vừa sinh ra đã có thể cao cao tại thượng nhìn xuống sinh linh tại sao lại có loại người như ngươi đè năng trên đầu chúng sinh ngươi dựa vào đâu tô vũ hét lên đầy giận dữ phát tiết nỗi hận trong lòng hắn có xuất thân thấp kém vươn lên từ trong vũng bùn nếu không gặp phải Quân Tiêu Giao, thì đây nhất định là một kịch bản kẻ thất bại phản kích thành công, một bước lên trời. Nhưng Quân Tiêu Giao giống như khắc tinh định mệnh của hắn ta. Mỗi khi Tô Vũ cho rằng bản thân đã thoát khỏi vũng bùn thì Quân Tiêu Giao lại như hiện thực lạnh lẽo, vung tay tát vào mặt hắn ta một cái. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tô Vũ trở nên độc ác. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sắc mặt của Quân Tiêu Giao không thay đổi, chỉ thản nhiên nói: ta không có hứng thú nói đạo lý nhân sinh gì với ngươi ở chỗ này. Ngươi chỉ cần biết một điều, có vài người vừa sinh ra đã là vương giả, nhất định ngự trị phía trên chúng sinh. Giọng điệu của quân tiêu giao rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại khí phách tuyệt thế. Có vài người sinh ra là để nắm giữ tất cả, thống trị vạn giới. Nếu quân tiêu giao không thể chúa tể cả thiên hạ, nắm giữ tất cả thì cuộc đời của hắn cũng không còn ý nghĩa gì. Đây là cảm giác mà loại người có xuất thân thấp kém như Tô Vũ không thể cảm nhận được. Ha ha, sinh ra là vương giả, vân tiêu, hình như ngươi quá xem trọng bản thân mình rồi đó. Đúng là tiên thiên thánh thể đạo thai rất cường đại, nhưng ngươi đừng quên ta mới là thế giới chi tử, mà nơi này là sân nhà của ta. Ánh mắt của Tô Vũ sắc bén như đao. Bỗng nhiên, hắn thúc đẩy khí tức của bản thân. Trong phạm vi bạch ngân thần điện, căn nguyên thế giới nam đầu cuồn cuộn, phập phòng giống như biến thành thủy triều, dao động theo ý chí của Tô Vũ. Tuy rằng dùng cảnh giới thực lực hiện tại của Tô Vũ, trong khoảng thời gian ngắn, còn chưa thể hoàn toàn hấp thu hết luồng sức mạnh căn nguyên khổng lồ này nhưng nếu chỉ là điều động nó thì vẫn có thể thực hiện được hơn nữa ngoại trừ sức mạnh căn nguyên hắn còn có thể điều động sức mạnh của chuẩn tiên khí quyền trượng nam đấu tô vũ hét lớn một tiếng quyền trượng màu bạc lộng lẫy như ánh sao trời rơi vào tay hắn tô vũ là thế giới tri tử tất nhiên là người có tư cách sử dụng căn quyền trượng này đương nhiên do trở ngại về mặt cảnh giới tô vũ cũng không có khả năng hoàn toàn triển khai sức mạnh của chuẩn tiên khí nhưng cho dù chỉ có thể điều động một phần nhỏ sức mạnh này, thì cũng đã đủ đáng sợ, có thể tạo ra uy hiếp lớn đối với cường giả trí tôn thất cảnh. Hiện tại, hắn ta có sức mạnh căn nguyên trên người, còn có thể vận dụng sức mạnh của chuẩn tiên khí, quyền trượng nam đấu. Hơn nữa, hắn còn có một con át chủ bài chưa lật. Giờ phút này, lòng tự tin của Tô Vũ đạt tới đỉnh điểm, ý chí chiến đấu sôi sục Ca ca, hắn. Vân Khê không nhịn được toát ra một tia lo lắng. Lúc này, khí tức của Tô Vũ khiến ngay cả nàng cũng có cảm giác kinh hồn táng đảm. Có thể nói, dù là một vài vương giả trẻ tuổi bị phong ấn ở thế giới năm đầu, cũng không thể địch lại Tô Vũ vào thời khắc này. Nói cách khác, trong toàn bộ thế hệ tuổi trẻ của thế giới năm đầu, chỉ có quân tiêu giao có thể mặt không đổi sắc mà đối mặt với Tô Vũ. Con kiến mượn sức mạnh bên ngoài cũng vẫn là con kiến mà thôi. Quân tiêu giao không để ý chút nào. Hắn không phải chưa từng gặp qua căn nguyên thế giới hay chuẩn tiên khí, con bài chưa lật của quân tiêu giao cũng nhiều đến đếm không xuể. Hơn nữa, hắn trùng tu một đời, trụ cột, thực lực, các phương diện tất cả đều tiến bộ hơn nhiều so với lúc trước. Có thể nói, trừ phi tô vũ luyện hóa căn nguyên của toàn bộ thế giới đại thiên, thì mới bước đầu có năng lực đối đầu với hắn, nhưng cũng chỉ là bước đầu mà thôi. Càng đừng nói hiện giờ Tô Vũ chỉ có thể điều động một bộ phận sức mạnh căn nguyên. Cho nên quân tiêu giao căn bản không để hắn ta vào mắt. Hiển nhiên, thái độ của quân tiêu giao như vậy càng chọc giận Tô Vũ. Rốt cuộc, hắn ta cũng động thủ. Mà ngay lúc Tô Vũ ra tay, triển khai trận quyết đấu với quân tiêu giao, bên phía thế giới Nam Đẩu, trận chiến giữa đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều và đại quân của Huyền Thiên Thần Triều, cũng đến thời điểm gay cấn. Không biết có bao nhiêu tu sĩ sinh linh ngã xuống, toàn bộ tinh vực Đông Huyền đều bị nhuộm thành một màu huyết sắc. Đúng ngay lúc này, Nguyên Tổ Thần Triều bỗng có di động khác thường. Quốc vận của Nguyên Tổ Thần Triều đột ngột, dâng trào mạnh mẽ giống như lửa được đổ thêm dầu. Hơn nữa, một ít tu sĩ của Nguyên Tổ Thần Triều cũng bắt đầu đột phá cảnh giới, thậm chí tu vi vốn trong tình trạng bình cảnh của vài cường giả đã đạt đến cấp bậc chuẩn đế thuộc Nguyên Tổ Thần Triều cũng bắt đầu dao động. Sự thay đổi này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Là Tô Vũ. Rất nhanh, mọi người hiểu được nguyên nhân. Nguyên Tổ Thần Triều xuất hiện biến hóa như vậy nhất định là vì Tô Vũ. Nhất định Tô Vũ đã đoạt được cơ duyên chân chính trong tinh lục, trở thành chủ nhân tương lai của thế giới năm đầu vì vậy quốc vận của nguyên tổ thần triều mới dâng trào mạnh mẽ như thế thật ra suy đoán của mọi người cũng không tính là sai bởi vì quả thật hiện tại tô vũ đang điều động sức mạnh căn nguyên của thế giới năm đầu để chiến đấu đây không chỉ là cuộc chiến của hắn ta và quân tiêu giao mà còn là cuộc chiến tranh đoạt quốc vận giữa nguyên tổ thần triều và huyền thiên thần triều bởi vì tô vũ điều động sức mạnh căn nguyên thế giới cho nên khí vận của toàn bộ thế giới năm đầu mới bắt đầu dịch chuyển gần về phía nguyên tổ thần triều ngược lại sắc mặt của mấy vị lão tổ cùng các tu sĩ bình thường thuộc thần triều huyền thiên đều vô cùng khó xem chẳng lẽ thật sự sắc mặt của một vị lão tổ trắng bệch không thể nào thiếu đế là tiên thiên thánh thể đạo thai làm sao có thể bị tô vũ đánh bại không sai phải tin tưởng thiếu đế các vị lão tổ của huyền thiên thần triều đều đang tự an ủi bản thân nhưng nhìn tình thế trước mắt muốn tự an ủi mình cũng vô cùng khó khăn dù sao sự thật đã bày ra rõ ràng trước mắt ầm ầm Đúng lúc này, từ chỗ sâu trong hư không tinh vũ, một hình bóng mạnh mẽ xuất hiện, đứng sừng sững giữa trời đất. Một luồng khí thế đế vương đầy bá đạo cường thế phóng ra. "Hôm nay, Huyền Thiên Thần triều nhất định hủy diệt." Nghe thấy lời nói này, sắc mặt các cường giả thuộc Huyền Thiên Thần triều đều đột nhiên thay đổi. "Nguyên Đế." Ngữ điệu của Thái Tổ Đế cảnh thuộc Huyền Thiên Thần triều lạnh như băng. "Rầm rầm." Nguyên Đế đích thân xuất hiện. Ông ta vươn một tay ra, che lấp trời đất, muốn dùng một trường săn bằng thủ đô của huyền thiên thần triều. Dầm. Nhưng ngay lúc này, từ sâu trong huyền thiên thần triều có hào quang đế vương bao phủ, rực rỡ lộng lẫy, một hình bóng xinh đẹp khuynh tuyệt thiên hạ xuất hiện. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Bệ hạ. Các tướng sĩ của huyền thiên thần triều đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng sắc mặt của các lão tổ lại không quá đẹp. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, giờ phút này tuy khí tức của nguyệt chỉ lam rất cường đại nở rộ hào quang lộng lẫy các bậc đế đạo nhưng cũng không được ổn định hiển nhiên bà còn chưa hoàn toàn bước vào đế cảnh có lẽ có thể gọi là bán bộ đại đế theo tư chất và thực lực của nguyệt chỉ lam muốn chứng đạo thành đế hẳn không phải vấn đề quá lớn nhưng trong tình thế trước mắt vì đối kháng với nguyên đế nguyệt chỉ lam bất đắc dĩ không thể không ra tay mà dùng thực lực bán bộ đại đế không ổn định hiện tại của nguyệt chỉ lam mặc dù có thể chống đỡ được thủ đoạn của nguyên đế trong thời gian ngắn nhưng cũng sẽ cắt đứt hoàn toàn con đường chứng đạo của nguyệt chỉ lam cho nên hiện tại là nguyệt chỉ lam đang dùng tiền đồ của bản thân mình để đánh cuộc nguyệt chỉ lam người chứng đạo chưa hoàn toàn vậy mà dám ra tay đối đầu với bản đế ngữ khí của nguyên đế vô cùng lạnh lùng mấy đứa con trai của ông ta bao gồm thập bát tử tiểu nguyên vương đều chết trong tay quân tiêu giao cho nên nguyên đế tuyệt đối không để lại đường lui nào cho quân tiêu giao và huyền thiên thần triều Ta tin tưởng nhi tử của ta, chỉ cần nó còn tồn tại thì Huyền Thiên thần triều vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Tuy nữ đế Nguyệt Chỉ Lam là thân nữ tử, nhưng giờ phút này khí phách chấn động thế gian, cân quắc bất nhường Tu Mi, hoàn toàn không hề thua kém Nguyên đế chút nào. Cùng với sự xuất hiện của Nguyên đế và nữ đế Nguyệt Chỉ Lam, trận chiến bất diệt của hai thần triều bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Đương nhiên, tất cả mọi người biết Huyền Thiên thần triều đang rơi vào hoàn cảnh xấu. Rất nhiều người đều cho rằng chắc là Tô Vũ đã đoạt được cơ duyên chân chính trong tinh lục, trong tương lai có thể trở thành chủ nhân của thế giới năm đầu. Cho nên quốc vận của nguyên tổ thần triều mới có thể tăng vọt theo. Nhưng cho dù tất cả mọi người tin rằng Tô Vũ mới là người chiến thắng cuối cùng, thì trong lòng Nguyệt Chỉ Lam, quân tiêu giao vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại bởi người cùng thế hệ. Vì vậy Nguyệt Chỉ Lam tiếp tục chiến đấu. Bà tin tưởng, trong trận chiến này, huyền thiên thần triều tuyệt đối không phải là kẻ bại trận. Mà ngay lúc trận đại chiến giữa hai thần triều đạt đến đỉnh điểm, ở trung tâm tinh lục, trong Bạch Ngân Thần Điện, một trận đại chiến cũng đang bùng nổ, đó là cuộc chiến giữa quân Tiêu Giao và Tô Vũ. Nhưng trận chiến này cũng không chiều dâng sóng dậy như trong, tưởng tượng, bởi vì, đây gần như là một hồi nghiền áp nghiêng về một phía. Quân Tiêu Giao đứng sừng sững tại chỗ, bất động như tùng, bàn tay lật một cái, trời sụp đất nứt, đàn sao tan vỡ. Cả tòa Bạch Ngân Thần Điện đều đang run rẩy dường như không chịu nổi khí thế của quân Tiêu Giao. Tuy rằng Tô Vũ cũng rất cường đại, có thể điều động sức mạnh căn nguyên của thế giới nam đầu còn có thể vận dụng sức mạnh của quyền trượng nam đấu nhưng người mà hắn phải đối mặt là quân tiêu dao đã trùng tu một đời đừng nói hiện tại quân tiêu dao đã trùng tu một đời cho dù là quân tiêu dao trước khi trùng tu tô vũ cũng hoàn toàn không có một chút phần thắng nào cấp bậc của thế giới tiên vực không biết cao cấp hơn bao nhiêu so với thế giới đại thiên hiện tại tô vũ cùng lắm chỉ được xem như người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi ở thế giới đại thiên nhưng quân tiêu giao lại là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của tiên vực. Hơn nữa hiện giờ quân tiêu giao đã trùng tu một đời, cường đại hơn hơn bản thân hắn trước đây rất nhiều lần. Trong mắt quân tiêu giao, cho dù Tô Vũ là thế giới chi tử, thì cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ xem như tên hề, món đồ chơi thì càng thích hợp một chút. Không tệ lắm, Tô Vũ, hiện tại ngươi có thể đỡ được hai ba chiêu của ta thì cũng đã đủ tự hào. Quân tiêu giao đứng khoanh tay, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt thậm chí ngay cả góc áo cũng không có một vết nhăn nào. Trái lại, lúc này khóe miệng Tô Vũ đã trào ra máu tươi, toàn thân đều bị thương. Chỉ mới giao thủ mấy chiêu mà hắn ta đã bị thương thành như vậy, Tô Vũ quả thực không thể chịu đựng được sự thật này. Ở gần đó, sau khi thấy cục diện trước mặt, khóe miệng Vân Khê cũng toát ra một nụ cười ngầm hiểu. Không hồ là ca ca của nàng, cho dù đối mặt với cục diện thế nào, với bất cứ kẻ nào, ca ca của nàng cũng trầm tĩnh như vậy, có quyết đoán chấn áp tất cả trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Khê xuất hiện sự sùng bái càng nồng đậm. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Trong mắt Tô Vũ dày đặc tơ máu, nhìn bóng dáng bạch y trước mặt. Hắn cho rằng thế giới nam đầu tuyệt đối không có khả năng sinh ra loại yêu nghiệt này. Tiên thiên thánh thể đạo thai, đế khí cộng sinh, 18 tuổi đã đạt đến cảnh giới huyền tôn. Cho dù ở vũ trụ đơn thể cấp bậc cao hơn một tầng, thì loại yêu nghiệt như quân tiêu giao cũng là có một không hai. Vì vậy, Tô Vũ cho rằng có lẽ quân tiêu giao thật sự có lai lịch thần bí, là vị đại năng hoặc đại đế nào đó chuyển thế, trùng tu. Thật ra suy nghĩ của hắn ta cũng không sai. Quân tiêu giao không phải đại đế chuyển thế, nhưng lại cường đại hơn so với đại đế chuyển thế. ầm, um. Tô Vũ điều động sức mạnh của quyền trượng nam đấu, ánh sao mênh mông xuất hiện, hóa thành một mảnh ngân hòa lộng lẫy không có giới hạn, đánh về phía quân tiêu giao. Quân tiêu giao nâng tay lên, một ánh kiếm quang rực rỡ xé rách trời đất. Đại la kiếm thai chém ra ánh kiếm vạn trượng ngang trời, trực tiếp chia cắt mảnh ngân hà kia thành hai mảnh đồng thời kiếm khí của đại la kiếm thai phun ra nuốt vào ánh sáng sắc bén va chạm với quyền trượng nam đấu tuy hiện tại đại la kiếm thai chỉ là đế binh nhưng lại không hề yếu thế khi va chạm với quyền trượng nam đấu ở cấp bậc chuẩn tiên khí càng không thể bị vỡ nát đáng chết lực phản chấn mạnh mẽ tác động khiến tô vũ lại bị đẩy lui lần nữa trong mắt hắn ta hiện ra một tia âm u cực độ cho dù mượn sức mạnh căn nguyên và sức mạnh của chuẩn tiên khí hắn ta vẫn không thể đối phó quân tiêu giao như vậy chỉ có thể sử dụng con bài chưa lật trong tay, tuy rằng Tô Vũ cũng không muốn sử dụng đến nó, nhưng lúc này lý trí của Tô Vũ sớm đã bị sự oán hận, không cam lòng, phẫn nộ mãnh liệt chiếm lấy. "Vân Tiêu, ngươi cho rằng đại cục đã định rồi phải không?" Tô Vũ cười, một nụ cười âm ngoan tàn khốc. Đuôi lông mày của Quân Tiêu Dao hơi nhướng lên. "Xem ra ngươi còn có chỗ dựa." Quân Tiêu Dao nói. Bỗng nhiên trên người Tô Vũ xuất hiện một tia khí tức hung thần không gì sánh kịp. Từng nét, từng nét ma văn bắt đầu lan tràn trên cơ thể hắn ta, một luồng sức mạnh vượt xa cảnh giới thực lực của hắn ta xuất hiện. Từ trong cơ thể Tô Vũ phun ra một loại khí tức đen nhánh mênh mông, cuồn cuộn giống như khói báo động. Một ma ảnh cao ngất tựa núi cao từ thời thái cổ thấp thoáng phía sau hắn. Ca ca, đó là Vân Khê cảm nhận được một loại nguy hiểm và đáng sợ mà xưa nay chưa từng thấy. Sức mạnh của ma ảnh đen nhánh kia quá khủng bố, quả thực giống như ma thần có thể hủy diệt thiên địa nhưng quân tiêu giao nhìn thấy tình hình này cũng không quá kinh ngạc nếu nguyên tổ thần triều thật sự có cấu kết với bạt tộc thì tô vũ quả thật có khả năng đạt được sức mạnh của bạt tộc tô vũ người thân là thế giới nam đầu tri tử vậy mà lại sử dụng sức mạnh của bạt tộc giọng điệu của quân tiêu giao mang theo một chút nghiền ngẫm người thắng làm vua kẻ thua làm giặc vân tiêu là ngươi ép ta lúc này trong đôi mắt của tô vũ mơ hồ hiện ra một ánh tím yêu dị thấy vậy trong mắt quân tiêu dao xẹt qua một tia sáng Bạt tộc dựa vào màu sắc của đôi mắt để phân chia cấp bậc thực lực. Màu trắng là thông thánh cửu giai, màu xanh lục là trí tôn thất cảnh, màu đỏ là cảnh giới chuẩn đế, màu xanh lam là cảnh giới đại đế, mà màu tím. Tô Vũ, xem ra người thật sự xa đọa, dám mượn cả sức mạnh của vương giả bạt tộc để sử dụng. Quân tiêu giao lạnh lùng nói. Trong bạt tộc, màu tím là màu sắc vô cùng cao quý, chỉ có ba vương giả trong truyền thuyết bạt tộc mới có đôi mắt màu tím cao quý này mà hiện tại, không còn gì để nghi ngờ, con bài chưa lật của Tô Vũ chính là một tia sức mạnh của vương giả bạt tộc. Không ai biết vương giả bạt tộc cường đại đến mức nào. Chỉ biết đối với loại cường giả như thế thì việc hủy diệt một thế giới cũng không phải một việc quá khó khăn. Là do ngươi ép ta, vân tiêu, đều là do ngươi ép ta. Tô Vũ gào rú, mang theo hận thù khắc cốt ghi tâm. Hắn ta thân là thế giới năm đầu chi tử, nếu không có quân tiêu giao thì làm sao hắn ta có thể hợp tác với bạt tộc. Căn nguyên tất cả sự việc đều là do quân Tiêu giao, chỉ cần ngươi chết thì tất cả đều có thể kết thúc. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ hiện đang trào dâng trong cơ thể mình, Tô Vũ nở một nụ cười khát máu, một cặp răng nanh lạnh lẽo hiển lộ ra. Chỉ cần sử dụng sức mạnh của bạt tộc, thì Tô Vũ cũng đừng mong phủi sạch quan hệ với bạt tộc được nữa. Nhưng đối với Tô Vũ, làm như vậy là đáng giá. Hắn ta có thể cảm nhận được, lúc này cho dù đối đầu với Vô Thượng Huyền Tôn, hắn ta cũng có đủ sức mạnh để xé nát. Nhưng điều khiến Tô Vũ bất ngờ là hắn ta không nhìn thấy trên gương mặt quân tiêu dao xuất hiện chút hoảng loạn nào việc này khiến đáy lòng tô vũ dâng lên một tia nghi hoặc ngay sau đó quân tiêu dao phát ra một tiếng thở dài khe khẽ ý chí của thế giới năm đầu đây là thế giới tri tử mà ngươi lựa chọn sao có phải có chút châm chọc không quân tiêu dao vừa dứt lời thì một tiếng thở dài trong cõi u minh cũng vang lên ai nghe thấy tiếng thở dài này tâm trí của tô vũ bất chợt như bị siết chặt bỗng nhiên ở trung tâm của dãy ngân hà căn nguyên mênh mông kia ánh sao trời hội tụ cuối cùng biến thành một bóng dáng mờ ảo lộng lẫy xung quanh hình bóng mờ ảo kia lấp lóe vô số ánh sao vô cùng siêu phàm ngân hà như hội tụ dưới chân ông ta trong đó còn có nhật nguyệt sao trời tô điểm khi nhìn thấy hình bóng kia đôi mắt xinh đẹp của vân khê đã chừng lớn ai mà không kinh ngạc khi trong đại dương căn nguyên lại đột nhiên xuất hiện một bóng dáng như vậy kk đó là vân khê giật mình nhưng vẻ mặt lại có đôi chút đáng yêu ý chí của thế giới năm đầu hoặc có thể gọi là cựu chủ nhân của thế giới nam đầu. Quân tiêu giao nhìn về phía bóng dáng mờ ảo lộng lẫy kia, thản nhiên trả lời. Ha ha, làm đạo hữu chê cười rồi. Bóng dáng mờ ảo kia cũng liếc nhìn quân tiêu giao một cái. xưng hô của ông ta đối với quân tiêu giao, khiến trong mắt hắn hiện ra một tia khác thường. Sau đó, bóng dáng kia lại nhìn thoáng qua tô vũ, khẽ lắc đầu. Hậu nhân của nam đầu tinh tông ta lại suy đổi đến mức này sao? Nghe thấy lời nói của bóng dáng mờ ảo, Tô Vũ hoảng hốt, ngơ ngác nhìn lại ông ta. Tiền, tiền bối, chẳng lẽ ngài là người sáng lập nam đầu tinh tông sao? Tô Vũ lắp ba lắp bắp hỏi. Trước kia hắn ta từng nghe trưởng lão nói qua, nam đầu tinh tông của họ đã từng là tông môn đứng đầu ở thế giới nam đầu. Mà người sáng lập nam đầu tinh tông đã từng là chủ nhân của thế giới này. Không ngờ sự thật đúng là như thế. Ta vốn nghĩ rằng, khi hắc họa tộc đàn lại xâm lược thì hậu nhân của nam đầu, tinh tông cũng sẽ lại xuất hiện anh hùng chống cự hắc họa, bảo vệ thế giới lần nữa. Nhưng thật không ngờ, thế giới chi tử lại trở thành đồng lõa của bạt tộc. Bóng dáng kia thở dài thường thượt. Thế giới chi tử vốn đạt được thiên mệnh vốn phải là người chống lại bạt tộc, cứu vớt thế giới. Nhưng hiện giờ người này lại nghiêng về phía bạt tộc. Sự thật này đúng như lời nói của quân tiêu giao, quả thật là quá châm trọng. Tất cả đều do hắn, nếu không phải hắn thì ta cần gì đi đến bước đường này. Đôi mắt tô vũ đỏ ngầu, tràn ngập tơ máu, mang theo oán cùng hận nồng đậm. Gặp phải thất bại, không hỏi lại bản thân mình mà chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Lần này quả thật là ánh mắt của bản đế có vấn đề. Nhưng cũng may, vẫn còn kịp sửa chữa sai lầm. Bóng dáng kia nói, đồng thời vươn một tay ra. Quyền trượng nam đấu trực tiếp thoát khỏi khống chế của Tô Vũ. Đồng thời, Tô Vũ không thể lại điều động sức mạnh căn nguyên của thế giới nam đầu. Không, không, đây là sức mạnh của ta. Tô Vũ gào thét đến xé gan xé ruột. Việc này tương tự như một kẻ ăn mày bất chợt lên làm hoàng đế, nhưng còn chưa hưởng thụ được bao lâu thì đột nhiên bị thu hồi tất cả quyền thế biến trở về thành gã ăn mày tranh lệch này không phải người bình thường nào cũng chấp nhận được huống chi là thế giới chi tử đã xa đoạn như tô vũ không thế giới năm đầu là của ta tiếng gào rú của tô vũ khiến thiên địa chấn động bỗng nhiên từ hai mắt của ma ảnh cao ngất phía sau hắn ta phóng ra ánh sáng sắc nhọn tinh đế năm đầu ngươi cho rằng mình có thể ngăn cản tất cả sao ma ảnh đen nhánh mở miệng mà bóng dáng mờ ảo kia chính là cựu chủ nhân của thế giới Nam Đầu, tinh đế Nam Đầu. Là ngươi, tướng thần. Trong giọng nói của tinh đế Nam Đầu mang theo chút ngưng trọng. Ma ảnh trước mắt này chính là một trong ba vương giả của bạt tộc, tướng thần. Đương nhiên, đây không phải là bản thể, mà chỉ là một tia sức mạnh của tướng thần do tô vũ luyện hóa. Nhưng tinh đế Nam Đầu trước mắt cũng không phải là bản thể, cũng chỉ là một sợi ý chí còn tàn lưu lại của ông ấy mà thôi. Bạt tộc của ta nhất định sẽ chiếm cứ được thế giới Nam Đầu. Tướng thần lạnh lùng nói: "Tộc đàn hắc họa các ngươi xâm lược hết thế giới này đến thế giới khác, nhưng các thế giới giới hải chúng ta có thể ngăn cản các ngươi lần thứ nhất thì cũng có thể ngăn cản lần thứ hai." Ầm. Um. Trong Bạch Ngân Thần Điện, Hải Dương căn nguyên cuồn cuộn, khắp nơi đều sôi sùng sục. Ý chí của Tinh Đế Nam Đầu điều động sức mạnh của Hải Dương căn nguyên, lại trồng lên sức mạnh của chuẩn tiên khí, quyền trượng nam đấu càn quét về phía bóng dáng của tướng thần. Bóng dáng tướng thần cũng xuất thủ, chặn lại chiêu thức của ý chí Tinh Đế Nam Đầu giết hai người kia, đợi sau khi bổn vương trấn áp ý chí của lão ta xong, thì ngươi có thể luyện hóa mảnh hải dương căn nguyên này, trở thành chủ nhân mới của thế giới năm đầu. Bóng dáng tướng thần lạnh lùng quát lớn. Tô Vũ cắn chặt hàm răng, hắn ta thoáng nhìn qua ý chí của tinh đế năm đầu. Làm như vậy không khác nào hoàn toàn phản bội. Nhưng, Tô Vũ đã không còn lựa chọn nào khác. Hắn ta thúc đẩy sức mạnh của tướng thần trong thân thể, trực tiếp đánh về phía quân tiêu giao. Ngươi, ý chí của tinh đến nam đầu vô cùng phẫn nộ. Tại sao thế giới nam đầu lại sinh ra một kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy? Chẳng lẽ ta không động thủ thì ông sẽ tha thứ cho ta sao? Nhưng giờ cũng không sao cả, cho dù đi theo con đường nào thì ta cũng sẽ là chủ nhân tương lai của thế giới nam đầu. Lúc này, Tô Vũ đã gần như nhập ma, căn bản không quan tâm gì nữa. Thậm chí cho dù đối mặt với Vân Khê, trong mắt hắn ta cũng hiện ra một tia sát ít, sự theo đuổi cố chấp của hắn ta, tình yêu chân thành của hắn ta, đổi lại là sự căm ghét của Vân Khê. Tô Vũ đã nghĩ thông, chỉ cần có thể trở thành chủ nhân của thế giới nam đầu, thì tương lai có gì không chiếm được. Sao lại phải cố chấp với một nữ nhân? Nhìn thấy Tô Vũ đánh tới, vẻ mặt của quân tiêu giao vẫn rất bình tĩnh. Nghe lời nói của ngươi, dường như ngươi cho rằng, đạt được một tia sức mạnh của tướng thần là có thể giết chết được ta vậy. Quân tiêu giao khẽ lắc đầu, sức mạnh trong thân thể hắn cũng đang sôi sùng sục. Sức mạnh của tiên thiên thánh thể đạo thai cuồn cuộn, Hắn không phải là chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai lúc trước, mà là tiên thiên thánh thể đạo thai chân chính. Dị tượng lục đại thánh thể hiện ra ở phía sau quân tiêu giao, vạn thánh triều bái, tiên vương lâm cửu thiên, hỗn độn trùng thanh liên, âm dương sinh tử đồ, cẩm tú sơn hà, thiên địa huyền môn. Quân tiêu giao nắm chặt năm ngón tay, sức mạnh của lục đại thánh thể dị tượng dung hợp vào lục đạo luân hồi quyền, một quyền phóng ra, thiên hạ tan vỡ. Kể từ sau khi trùng tu một đời đến hiện tại. Đây là lần đầu tiên quân Tiêu Giao nghiêm túc vận dụng chiêu thức thần thông này. Lúc trước cho dù đối mặt với cục diện nào, quân Tiêu Giao đều chỉ dùng một quyền một trưởng để giải quyết chiến đấu. Mà khi quân Tiêu Giao đã nghiêm túc thì sức mạnh kia quả thực vô cùng đáng sợ, thật sự không giống thực lực của một vị Huyền Tôn. Mặc dù lúc này Tô Vũ đã vận dụng sức mạnh của Vương giả Bạt tộc tướng thần trở nên cường đại như vậy, nhưng vẫn có cảm giác như châu chấu đá xe. ầm, um, một tiếng va chạm vang lên, thân hình của Tô Vũ bay ngược ra sau, máu tươi phun trào. Mặc dù đạt được một tia sức mạnh của tướng thần, hắn ta vẫn không phải là đối thủ của Quân Tiêu Giao. "Hả?" Thậm chí bóng dáng của tướng thần cũng liếc nhìn Quân Tiêu Giao một cái. "Huyết mạch của ngươi?" Trong mắt của bóng dáng tướng thần lập lòe ánh sáng sâu kín, mang theo một tia suy ngẫm. Sức mạnh tiềm ẩn trong huyết mạch của Quân Tiêu Giao làm tướng thần cảm thấy có chút quen thuộc. "Chẳng lẽ là gia tộc kia?" Ánh mắt tướng thần trở nên ngưng trọng. Không ngờ ở thế giới nam đầu lại xuất hiện huyết mạch của gia tộc kia việc này hoàn toàn vượt qua suy đoán của tướng thần vậy thì tô vũ đại bại cũng là chuyện hợp tình hợp lý quân tiêu dao không chỉ là tiên thiên thánh thể đạo thai còn có được huyết thống của gia tộc kia quả thật tô vũ thất bại cũng không oan uổng thú vị chúng ta sẽ còn gặp lại hình bóng tướng thần nhìn chằm chằm quân tiêu dao sau đó tiêu tán rời đi không không tướng thần đại nhân lúc này tô vũ bị thương nặng sắc mặt trắng bệch như tờ hắn ta có thể cảm nhận được sức mạnh của tướng thần trong cơ thể cũng đã biến mất vừa không có sức mạnh căn nguyên thế giới cũng không còn lực lượng của tướng thần tô vũ hiện tại giống như con hổ đã bị cắt hết nanh vuốt trở thành con mèo bệnh tật loại cảm giác đánh mất sức mạnh này khiến tô vũ càng điên cuồng hắn ta trở thành con cờ bị vứt bỏ của bạt tộc đã mất cả chỉ lẫn trài kết thúc quân tiêu dao cũng lười dây dưa với tô vũ hắn đánh một trưởng về phía tô vũ tinh đến năm đầu tiền bối ta là truyền nhân duy nhất của nam đầu tinh tông, xin tiền bối cứu ta. Tô Vũ như một con chó sắp chết, bò về phía ý chí của tinh đế nam đầu. Nhưng tinh đế nam đầu chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Phụt! Một trưởng của quân tiêu dao ráng xuống, Tô Vũ trực tiếp biến thành cho tàn. Thế giới đại thiên chi tử này hoàn toàn ngã xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi Tô Vũ ngã xuống, cả tòa bạch ngân thần điện cũng khôi phục yên tĩnh. Nhìn thấy thế giới chi tử được chọn ngã xuống ở trước mắt, Tinh đế Nam Đầu cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó ông nhìn về phía Quân Tiêu Dao, chắp tay nói, "Đa tạ đạo hữu thay thế giới Nam Đầu ta diệt trừ một mầm tai họa. Nếu chúng sinh của thế giới Nam Đầu nhìn thấy hình ảnh này thì nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc." Tinh đế Nam Đầu, cựu chủ nhân của thế giới Nam Đầu lại chắp tay nói lời cảm tạ với một hậu bối như Quân Tiêu Dao, việc này tuyệt đối làm người ta không thể tin được. Quả thật là tràn đầy vinh quang, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý chuyện hắn để ý là cách tinh đế nam đầu xưng hô. Quân tiêu giao thản nhiên hỏi, tại sao tiền bối lại xưng hô tại hạ như vậy? Tinh đế nam đầu cười nhẹ, nói, đạo hữu, đến lúc này rồi cần gì phải che giấu nữa? Thế giới nam đầu ta tuyệt đối không có khả năng sinh ra cường giả yêu nghiệt, như đạo hữu. Ngay cả vũ trụ đơn nguyên hay vũ trụ đa nguyên cao cấp hơn, cũng không thể dựng dục một tồn tại nghịch thiên như vậy. Thậm chí, ta cho rằng, đạo hữu có lẽ là chân tiên chuyển thế trong truyền thuyết. Tinh đế Nam Đẩu vừa nói vừa quan sát quân tiêu giao. Nói thật, với tầm mắt và lịch duyệt của tinh đế Nam Đẩu, khi vừa nhìn thấy quân tiêu giao, ông cũng vô cùng kinh ngạc, không thể tin thế giới Nam Đẩu sẽ có một cường giả như vậy. Người này không chỉ là tiên thiên thánh thể đạo thai độc nhất vô nhị vạn cổ, mà còn đạt đến cảnh giới vô thượng huyền tôn khi mới 18 tuổi. Nói ra có thể dọa chết một số người. Cho nên ngoại trừ khả năng là chân tiên chuyển thế, tinh đế Nam Đẩu thật sự không nghĩ ra được làm sao lại có yêu nghiệt, như thế tồn tại loại tồn tại này nhất định không có khả năng ra đời ở thế giới Nam Đẩu. Tại sao tiền bối nghĩ thế giới Nam Đẩu không thể ra đời cường giả như ta? Quân tiêu giao nói. Đơn giản thôi, thế giới Nam Đẩu chính là nội vũ trụ của ta, mà thiên phú cùng thực lực tương lai của đạo hữu vượt qua ta rất nhiều. Ngữ khí của tinh đế Nam Đẩu mang theo tia tán thưởng nhàn nhạt, nhạt. Nếu không phải thiên phú của quân tiêu giao quá yêu nghiệt thì với địa vị của mình, tinh đế Nam Đẩu sẽ không nói chuyện với thái độ bình đẳng như vậy với hắn. Hừm, lúc này quân tiêu giao thật sự có chút bất ngờ thế giới nam đầu lại là nội vũ trụ của tinh đế nam đầu vậy chẳng lẽ các thế giới của giới hải đều là nội vũ trụ của các cường giả đế cảnh nếu đây là sự thật thì lai lịch của giới hải vô biên này còn ẩn chứa bí mật sâu xa hơn hơn nữa thế giới nam đầu là một thế giới đại thiên tinh đế nam đầu có thể dựng dục ra một nội vũ trụ cấp bậc thế giới đại thiên chứng minh thực lực ban đầu của ông ấy tuyệt đối là cực mạnh so với một số cường giả đế cảnh khác bởi vì để đánh giá thực lực của một cường giả đế cảnh phần lớn phải dựa vào sức mạnh nội vũ trụ của người đó một nội vũ trụ cấp bậc thế giới đại thiên là vô cùng đáng sợ nhưng tinh đế nam đầu trước mắt chỉ là một sợi ý chí tàn dư mà thôi tất nhiên không thể có thực lực ở thời kỳ đỉnh cao quân tiêu dao cũng không che giấu nữa cười nhạt và nói ta họ quân lời này vừa nói xong trong mắt tinh đế nam đầu liền hiện ra một tia chấn động lúc nãy ông thật sự cảm nhận được một luồng uy áp tiềm ẩn trong huyết mạch của quân tiêu dao nếu ông không đoán sai hẳn loại huyết mạch này thuộc về một thế lực vô cùng cường đại ở giới hải. Nhưng quân tiêu giao nói, hắn họ quân. Với tầm nhìn của mình, tinh đế nam đầu không thể không biết chữ quân này có ý nghĩa như thế nào. Chẳng lẽ ngài là gia tộc kia? Ngay lập tức, trên mặt của tinh đế nam đầu hiện lên vẻ trịnh trọng. Nếu thật là cường già chuyển thế của gia tộc kia, thì ông ấy thật sự không trêu chọc nổi. Uy áp tiềm ẩn trong huyết mạch của quân tiêu giao, thuộc về một thế lực vô cùng cường thịnh của giới hải. Có thể nói ở giới hải không người nào không biết, không người nào không hiểu. Nhưng họ quân này không chỉ nổi tiếng ở riêng giới hải. Có thể nói, trong muôn vàn thế giới, chỉ cần là người có chút nhãn giới, không ít thì nhiều cũng biết đến quân gia. Nhìn thấy vẻ mặt của Tinh đế năm đầu, Quân Tiêu giao thản nhiên gật đầu, xem như thừa nhận lai lịch của hắn. Tinh đế năm đầu thở dài một tiếng và nói, khó trách, nếu là gia tộc kia thì sinh ra một cường giả như đạo hữu đây cũng xem như hợp tình hợp lý. Từ trước đến nay quân gia không thiếu cường giả vang danh thiên hạ Tinh đế nam đầu từng mơ hồ nghe nói Hình như có tin tức cường giả quân gia vẫn luôn hoạt động ở giới hải Vân Khê bên cạnh nghe đối thoại giữa quân tiêu giao và tinh đế nam đầu Lúc đầu nàng còn ngây ngốc chưa hiểu gì Nhưng sau đó đã rõ Theo lời của tinh đế nam đầu Kỳ thật ca ca của nàng là cường giả chuyển thế Hơn nữa hình như thân phận lai lịch cũng vô cùng thần bí và cường đại Tại sao lại như vậy? Đầu óc Vân Khê trống rỗng Vậy chẳng lẽ ca ca thật ra không thể hoàn toàn xem như ca ca của nàng? Suy cho cùng, huynh ấy còn có lai lịch sâu xa hơn, không phải chỉ đơn thuần là huynh muội sinh đôi của nàng. Vân Khê nhớ lại Nguyệt Chỉ Lam cũng từng nói với nàng, ca ca của con có lai lịch bất phàm, nó được trời ban cho tên thật, gọi là quân tiêu giao, tương lai nó nhất định sẽ vượt trội hơn người, mà con là muội muội của nó, tiền đồ cũng sẽ không tệ. Đến bây giờ Vân Khê mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Nguyệt Chỉ Lam. Ngay lúc Vân Khê đang sững sờ thì tinh đế Nam Đầu nói với quân tiêu giao, với thân phận của đạo hữu, có thể sinh ra ở thế giới Nam Đầu là vinh hạnh của thế giới Nam Đầu ta. Trước mắt đạo hữu cũng thấy, thế giới Nam Đầu bị một trong các tộc đàn hắc họa, bạt tộc xâm lược. Ta hy vọng đạo hữu có thể ra tay cứu giúp thế giới Nam Đầu. Tinh đế Nam Đầu chắp tay chân thành nói, quân tiêu giao lại cười nhẹ và nói, nhưng với thực lực của tại hạ cũng không có cách nào thay đổi cục diện. Tinh đế Nam Đầu trả lời, thiên phú và thực lực của đạo hữu phi phàm thân phận thế giới tri tử có chút không xứng với đạo hữu nhưng nếu đạo hữu không ngại căn nguyên của thế giới đại thiên này bao gồm chuẩn tiên khí quyền trợ nam đấu đều sẽ thuộc về đạo hữu khí vận của cả thế giới nam đầu sẽ được gia chỉ cho đạo hữu trợ giúp đạo hữu tu luyện đạo hữu sẽ là chủ nhân tương lai của thế giới nam đầu nam đầu tinh đế muốn đưa tất cả cơ duyên cho quân tiêu giao việc này cũng rất bình thường suy cho cùng quân tiêu giao là tiên thiên thánh thể đạo thai Nhân vật như vậy, đừng nói làm chủ nhân của một thế giới đại thiên, cho dù thống trị toàn bộ thế giới ở giới hải, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mà có quân tiêu giao, nam đầu tinh đế, cũng tin tưởng thế giới nam đầu nhất định có thể ngăn cản tộc đàn hắc họa xâm lược. Nghe được lời nói của nam đầu tinh đế, quân tiêu giao hơi mỉm cười. Mục đích của hắn xem như đã đạt được. Thế nhưng, mấy thứ này không phải hắn muốn có cho bản thân mình. Rốt cuộc quân tiêu giao hắn không có thời gian rãnh rỗi để quản lý thế giới nam đầu rất nhanh hắn sẽ rời khỏi thế giới này nhưng trước khi rời đi hắn vẫn phải đưa quyền khống chế thế giới nam đầu vào trong tay thân nhân của mình thật ra so với ta có một người càng thích hợp trở thành chủ nhân tương lai của thế giới nam đầu quân tiêu dao cười nhạt và nói ồ nam đầu tinh đế sửng sốt địa vị chủ nhân của một thế giới đại thiên bày ra trước mắt vậy mà quân tiêu dao có thể chắp tay nhường cho người khác điều này khiến nam đầu tinh đế kinh ngạc phải biết rằng ở giới hải không biết có bao nhiêu cường giả đế cảnh đánh đến vỡ đầu chảy máu để tranh đoạt quyền thống trị một thế giới đại thiên ngược lại quân tiêu dao lại hờ hững như thế muội muội của ta vân khê nó mới là người được chọn thích hợp nhất để trở thành chủ nhân tương lai của thế giới năm đầu quân tiêu dao nói ca ca nghe quân tiêu dao nói như vậy vân khê lại vội vàng trong mắt nàng quân tiêu dao mới là người thích hợp nhất để trở thành chủ nhân của thế giới năm đầu hắn là tiên thiên thánh thể đạo thai nếu lại có được căn nguyên thế giới năm đầu và khí vận gia trì thì Quân Tiêu Dao tuyệt đối có thể như hổ thêm cánh, nhanh chóng trưởng thành lên. Có thể nói, vị trí chủ nhân của một thế giới đại thiên là thứ mà người khác cầu, cũng cầu không được, thậm chí cả đại đế cũng thèm nhỏ dãi vị trí này, mà Quân Tiêu Dao lại trực tiếp chắp tay nhường cho nàng. Điều này làm Vân Khê vô cùng cảm động, nhưng nàng lại hy vọng Quân Tiêu Dao có thể kế thừa vị trí này, nghe Quân Tiêu Dao nói thế, nam đầu tinh đế thở dài một tiếng, chuyện này cũng nằm trong dự đoán của ông ấy. Tuy rằng thế giới đại thiên rất lớn, nhưng chỉ tương đương với một mảnh sông nước. Mà tiên thiên thánh thể đạo thai quân tiêu giao này nhất định phải trở thành côn bằng, bay thẳng lên chính vạn dặm. Thế giới giới hải có diện tích vô cùng rộng lớn, đó mới là chiến trường của nhân vật như quân tiêu giao. Mảnh sông nước này không cất chứa nổi con côn bằng là quân tiêu giao, hoặc có thể nói, nếu quân tiêu giao, cam nguyện lưu lại thế giới nam đầu thì mới là khinh nhờn thiên phú của mình. Nam đầu tinh đế lại nhìn về phía vân khê, sau đó gật gật đầu và nói, không tồi, cũng là một hạt giống tốt. Vân Khê có huyền xá chi thể, thiên tư của, nàng cũng rất phi phàm. Tuy không thể so sánh với quân tiêu giao, nhưng tuyệt đối là một hạt giống ưu tú. Hơn nữa, có lẽ vì là Long Phượng thai cộng sinh với quân tiêu giao, hình như Vân Khê cũng được chia một chút thiên phú yêu nghiệt của quân tiêu giao. Mà nếu Vân Khê có thể trở thành thế giới nam đầu chi chủ, được gia trì toàn bộ khí vận căn nguyên thế giới, vậy ngày sau nàng nhất định sẽ tiền đồ vô lượng ít nhất có tư cách đi theo bên cạnh quân tiêu giao, sẽ không bị bỏ lại quá xa. Cũng tốt, thế giới nam đầu cũng khá nhỏ đối với đạo hữu. Nam đầu tinh đế hơi mỉm cười và nói. Tuy rằng quân tiêu giao không thể trở thành thế giới nam đầu chi chủ có hơi đáng tiếc. Nhưng ít ra, Vân Khê là muội muội của hắn. Nam đầu tinh đế tướng tin rằng, nếu thế giới nam đầu thật sự xảy ra vấn gì đề, cho dù chỉ nề mặt Vân Khê thôi thì quân tiêu giao cũng sẽ không bỏ mặc. Cứ như vậy, nam đầu tinh đế cũng đạt được mục đích của mình chỉ cần quân tiêu giao, có thể hơi chiếu cố thế giới nam đầu thì kỳ thật ai ngồi vị trí thế giới nam đầu, chi chủ cũng không quan trọng. Sau khi xác định người được chọn, nam đầu tinh đế duỗi tay một cái. Sức mạnh căn nguyên cuồn cuộn trong bạch ngân thần điện lập tức tràn vào thân thể Vân Khê. Đương nhiên, lấy tu vi cảnh giới hiện tại của Vân Khê, thì không có khả năng hoàn toàn luyện hóa tất cả sức mạnh căn nguyên. Nhưng đây là một loại thừa nhận. Vân Khê thay thế Tô Vũ trở thành thế giới nam đầu chi tử, có được tư cách điều động căn nguyên thế giới nam đầu hơn nữa ngày sau sẽ thuận lý thành trương trở thành thế giới nam đầu chi chủ. Chuẩn tiên khí, nam đấu quyền trượng cũng rơi vào trong tay Vân Khê. Thiên phú, tu vi, cảnh giới, thực lực của Vân Khê cũng liên tục tăng lên, mà trong khoảng thời gian Vân Khê tăng lên tu vi thực lực, quân tiêu giao cũng đặt câu hỏi với nam đầu tinh đế. Theo tiền bối nói thì thế giới nam đầu chính là nội vũ trụ của tiền bối. Vậy chẳng lẽ tất cả thế giới trong giới hải đều do nội vũ trụ của cường giả hóa thành? Quân tiêu giao cực kỳ tò mò với vấn đề này. Nam đầu tinh đế cũng nói, đại khái là như thế. Nhưng vì sao rất nhiều cường giả, sẽ hiến tế nội vũ trụ, hóa thành giới hải minh mông kia chứ? Quân tiêu giao tiếp tục truy vấn. Nam đầu tinh đế lại giữ kín như bưng, chuyện này liên quan đến quỷ bí quá mức xa xăm, hơn nữa có liên quan đến nguồn gốc của hắc họa tộc đàn. Nếu đạo hữu thật sự muốn biết nội tình, kỳ thật gia tộc sau lưng người cũng biết được đôi chút. Hừm, trong mắt quân tiêu giao lộ ra tia dị sắc. Gia tộc mà Nam đầu Tinh đề ám chỉ không phải là quân gia, mà là bối cảnh của quân tiêu giao ở giới hải trong đời này, cũng chính là thế lực phụ tộc của hắn. Xem ra thế lực phụ tộc của mình cũng cực kỳ cường đại ở giới hải, quân tiêu giao thầm nghĩ trong lòng. Đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt nói. Hắn cứ cảm thấy giới hải hình thành nhất định có liên quan gì đó, đến cái gọi là yên thế hắc họa. Trước kia khi vô trùng đại đế trở về từ giới hải đã bị thương nặng, hẳn chuyện này cũng liên quan gì đó đến yên thế hắc họa hoặc có thể nói là hắc họa tộc đàn. đương nhiên, hiện tại quân tiêu giao còn chưa có năng lực điều tra những chuyện này, trừ phi đi đến phụ tộc của hắn. Tiêu giao cũng rất hứng thú với phụ tộc thần bí cường đại của mình, hắn không trông cậy vào phụ tộc đời này có thể cường thịnh như quân gia, nhưng ít ra cũng là một đầu sỏ quan trọng ở giới hải. Điều này rất có lợi trong chuyện quân tiêu giao tìm kiếm bốn hồn của khương thánh y. Mà đúng lúc này, vân khê cũng bước đầu tiêu hóa một phần sức mạnh căn nguyên thế giới năm đầu. Đương nhiên so sánh với toàn bộ căn nguyên thế giới năm đầu thì nó chỉ là một phần cực nhỏ. Nhưng điều này đã giúp Vân Khê phá vỡ liên tục mấy cảnh giới ở Thông Thánh Cửu giai, hiện tại đã tới chuẩn Thánh chi cảnh cũng không nên xem thường chuẩn Thánh, phải biết rằng hiện tại Vân Khê chỉ mới 18 tuổi mà thôi. Chuẩn Thánh 18 tuổi, nói ra sẽ hù chết một nhóm người. Dù là kiếp trước của Quân Tiêu giao, khi 18 tuổi cũng chỉ là thánh nhân mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú của Vân Khê yêu nghiệt đến mức nào cũng đã gần với quân tiêu giao của trước kia. Nàng vốn là huyền xá chi thể, cộng thêm được căn nguyên một thế giới đại thiên gia trì, tương lai của Vân Khê là không thể giới hạn. Càng đừng nói chờ Vân Khê tiêu hóa phần còn lại của căn nguyên thế giới, thì tu vi cảnh giới của nàng còn sẽ tinh tiến lần nữa, tuyệt đối không thua Thiên Kiêu đứng đầu giới Hải. Vân Khê trưởng thành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ca sức mạnh của Khê Nhi. Hiển nhiên Vân Khê cũng rất kinh ngạc về sự tiến bộ nhanh chóng của mình không tồi, có thế giới nam đầu gia trì, tu vi của muội sẽ nhanh chóng gia tăng. Quân tiêu giao mỉm cười và nói, đây đều là ca ca cho khê nhi. Vân khê nhìn thật sâu vào mắt quân tiêu giao. Lấy thiên phú yêu nghiệt của quân tiêu giao, nếu có thêm sức mạnh căn nguyên thì khó có thể tưởng tượng hắn sẽ mạnh đến, cỡ nào. Nhưng quân tiêu giao lại không chút do dự mà nhường cơ hội quý giá này cho nàng. Địa vị của quân tiêu giao trong lòng Vân Khê vốn đã rất quan trọng. Mà hiện tại còn cất cao tới một trình độ có một không hai, thậm chí cả Nguyệt Chỉ Lam cũng phải bước xuống vị trí thứ hai. Sau khi Vân Khê trở thành thế giới chi tử mới của thế giới Nam Đẩu, khí vận toàn bộ thế giới đều được thêm vào trên người Vân Khê. Thân là người thân thiết với Vân Khê nhất, quân tiêu giao, Nguyệt Chỉ Lam và toàn bộ huyền thiên thần triều đều chiếm được chỗ tốt. Chuyến này cũng coi như viên mãn. Cũng được rồi, chúng ta cũng nên trở về thần triều. Quân tiêu giao nói, đạo hữu, thế giới Nam Đẩu nhờ vào ngươi, ta có thể cảm giác được hắn sắp tới. Nam Đẩu tinh đế nói hắn là tướng thần sao quân tiêu giao nói thân là một trong bạt tộc tam vương sức mạnh của tướng thần thật sự sâu không lường được nhưng quân tiêu giao cũng không sợ sau khi trải qua cuộc chiến ách họa hắc ám náo động dù là cục diện gì cũng không làm tâm cảnh của quân tiêu giao sinh ra chút dao động nào sau đó quân tiêu giao và vân khê rời khỏi bạch ngân thần điện chuẩn bị quay lại huyền thiên thần triều quân tiêu giao mơ hồ có dự cảm huyền thiên thần triều đã xảy ra đại sự gì rồi mà Vân Khê vẫn luôn cúi đầu, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, hình như muốn nói cái gì, rồi lại không dám nói ra. Quân Tiêu Dao nhìn thấy hết dáng vẻ này của Vân Khê, hắn nhàn nhạt nói, "Khê Nhi, muội rất tò mò về lai lịch chân chính của vi huynh sao?" Vân Khê nghe vậy thì đầu tiên là gật gật đầu theo bản năng, sau đó đột nhiên phản ứng, lại lắc lắc đầu, nhưng sau đó lại cẩn thận mà khẽ gật đầu. Động tác ngây thơ như vậy làm Quân Tiêu Dao khẽ bật cười. Kỳ thật cũng không xem như đại bí mật gì không phải cấm kỵ gì không thể cho ai biết ta là huynh trưởng của muội vân tiêu nhưng cũng là quân tiêu giao quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt nói trùng tu một đời không phải bí mật không thể cho ai biết của quân tiêu giao hắn cũng thực thản nhiên mà nói ra quân tiêu giao vân khê lẩm bẩm trong lòng đây là một cái tên tiêu sái phiêu giật tới cực điểm thậm chí vân khê cũng tò mò rốt cuộc huynh trưởng của mình có lai lịch gì nhưng vân khê có thể cảm giác được mặc dù huynh trưởng nàng là chuyển thế thân nhưng độ tuổi ban đầu hiển nhiên cũng sẽ không quá lớn tuy rằng quân tiêu giao hành sự trầm ổn đạm nhiên nhưng vẫn có cảm giác nghiên thiếu khí phách và sắc nhọn cho nên ít nhất vân khê có thể xác định ca ca nàng tuyệt đối không phải lão cổ tuổi tác cực xa xưa gì chắc hẳn trước chuyển thế còn rất trẻ tuổi nói như vậy trên người của ca ca có huyết mạch quân thị khác với khê nhi đúng không vân khê nghiêng đầu nhìn về phía quân tiêu giao và nói quân tiêu giao gật gật đầu quả thật hiện tại hắn vừa có huyết mạch quân thị cũng có huyết mạch vân thị Vân Khê nghe vậy thì lộ ra một tia ý cười, đôi mắt cong thành trăng non. Nói như vậy, nếu quân tiêu giao khôi phục thân phận ban đầu, xét một cách nghiêm túc thì không thể xem như ca ca ruột của nàng, dù sao huyết mạch của hắn cũng hoàn toàn bất đồng với nàng. Vậy thì không thành vấn đề. Vân Khê cười thật sán lạn. Khê Nhi, cái gì không thành vấn đề? Nhìn thấy Vân Khê lộ ra nụ cười tươi đẹp sán lạn đáng yêu, quân tiêu giao liếc nhìn một cái, hắn không nghĩ ra trong đầu nhỏ của Vân Khê sẽ sinh ra ý tưởng nghịch thiên gì không có gì, đúng rồi, Khê Nhi có thể kêu ca là tiêu giao ca ca không? Vân Khê thân mật mà kéo cánh tay quân tiêu giao, chớp chớp đôi mắt to long lanh. Quân tiêu giao hơi ngơ ra. Tiêu giao ca ca xưng hô quen thuộc này làm hắn nhớ, tới bóng hình tươi đẹp sán lạn kia, không biết hiện tại nàng sống thế nào. Ca ca. Vân Khê nghi hoặc mà liếc nhìn quân tiêu giao một cái. Đương nhiên có thể. Quân tiêu giao tỉnh táo lại, mỉm cười và nói. Vân Khê cũng lộ ra ý cười sán lạn lại nói, ca ca còn nhớ ước định với Khê Nhi không? Chỉ có xuất hiện nam tử cùng thế hệ ưu tú hơn ca ca thì Khê Nhi mới gà ra ngoài, bằng không cả đời sẽ ăn vạ bên cạnh ca ca Nga. Quân tiêu giao nghe vậy cũng bất đắc dĩ than cười một tiếng, được rồi, hãy về thần chiều trước đi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. Phía đông huyền tinh vực, trận đại chiến vẫn đang trong hồi gay cấn. Nữ đế Nguyệt chỉ lam ra tay, đại chiến với nguyên đế, nhưng hiện tại Nguyệt Chỉ Lam chỉ là bán bộ đại đế, tu vi cảnh giới không ổn định, vẫn còn khoảng cách rất lớn so với nguyên đế. Tiếp theo vạt áo Nguyệt Chỉ Lam đã nhiễm máu, hiển nhiên đã chống đỡ không được. Mà vào thời khắc mấu chốt nhất, bỗng nhiên, toàn bộ thế giới nam đầu đột nhiên chấn động một chút. Cường giả phe nguyên tổ, thần triều có thể cảm giác rõ được quốc vận đang nhanh chóng giảm xuống, thậm chí những cường giả muốn đột phá bình cảnh kia lại khôi phục nguyên trạng lần nữa. Đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? một ít cường giả của nguyên tổ thần triều đang kêu to. Mà trái lại phía huyền thiên thần triều, quốc, vận đang mơ hồ đang nhanh chóng tăng vọt. Thậm chí khí vận nồng hậu kia phẳng phất như muốn biến thành thực chất, hội tụ về hướng huyền thiên thần triều. Cảnh giới của nữ đế Nguyệt Chỉ Lam vốn không củng cố, chưa hoàn toàn đột phá. Nhưng hiện tại, Nguyệt Chỉ Lam cảm thấy bình cảnh mình cần đột phá trở nên lỏng đi rất nhiều. Giữa trốn thiên địa, linh khí cuồn cuộn đều hội tụ về hướng bà, thậm chí cái gọi là chứng đạo chi kiếp cũng không phát sinh giống như toàn bộ thế giới nam đầu đều đang trợ giúp Nguyệt Chỉ Lam đột phá. Là tiêu nhi, mắt phượng của nữ đế Nguyệt Chỉ Lam sáng ngời, nở rộ ra ánh sáng xưa nay chưa từng có. Chuyển biến như vậy chỉ có một khả năng, đó chính là con trai của bà có được cơ duyên lớn nhất của thế giới nam đầu. Thật tốt quá, là thiếu đế điện hạ. Thiếu đế điện hạ thành công, ngày ấy thật là phúc tinh của huyền thiên thần triều chúng ta. Lấy được đột phá không chỉ là Nguyệt Chỉ Lam, ai trong các cường giả còn lại của huyền thiên thần triều cũng được khí vận thêm vào hơn nữa lượng khí vận thêm vào lần này còn nồng đậm hơn sự ra chỉ khí vận trước đó của tô vũ dành cho nguyên tổ thần triều rất nhiều lần dù sao khi đó tô vũ còn chưa thật sự được nam đầu tinh đế tán thành mà vân khê thì đã được nam đầu tinh đế tán thành trở thành chủ nhân tương lại của thế giới nam đầu ẩm vang quanh thân nguyệt chỉ lam có từng lớp quang hoàn bao phủ quang huy đế đạo vô cùng lộng lẫy chiếu sáng cửu thiên khí tức của bà cũng liên tục tăng lên cuối cùng một đế uy cuồn cuộn thổi quét thiên địa đàn áp hoàn vũ nữ đế nguyệt chỉ lam chứng đạo thành công trở thành đại đế tuổi trẻ nhất thế giới năm đầu hơn nữa còn dùng thân phận nữ tử để chứng đạo càng quan trọng là bà là huyền xá chi thể thực lực sau chứng đạo hiển nhiên cũng vượt qua đại đế bình thường này sắc mặt nguyên đế hơi đổi trong mắt dâng trào âm trầm thứ phế vật nguyên đế đã nhận ra tô vũ đã thất bại có thể nói cục diện đã lập tức xoay chuyển lại nguyên tổ thần triều vốn rơi vào hoàn cảnh xấu giống như tiêm máu gà bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố. Bên kia, nữ điện chủ của băng tuyết nữ thần điện nhìn thấy cảnh này cũng phát ra một tiếng thở dài thườn thượt. Nếu không bỏ dở cuộc liên hôn kia thì hiện tại băng tuyết nữ thần điện cũng có thể hưởng thụ khí vận thế giới nam đầu thêm vào giống như huyền thiên thần triều. Nhưng đáng tiếc, trong lúc toàn bộ chiến cuộc đảo ngược, trong hư không bỗng xuất hiện một lỗ hổng, có tinh quang lộng lẫy dâng trào, hóa thành một thông đạo không gian. Hai bóng người một nam một nữ xuất hiện trong đó, đó chính là quân tiêu giao cùng vân khê thiếu đế đại nhân công chúa điện hạ nhìn thấy quân tiêu dao và vân khê hiện thân tu sĩ huyền thiên thần triều đều phát ra tiếng kêu gọi kích động bọn họ biết nhờ hai người này mà chiến cuộc mới được đảo ngược đôi huynh muội này đã cứu vớt toàn bộ huyền thiên thần triều ánh mắt các thế lực ở đây đảo qua hai người trong mắt đều mang theo một tia dị sắc bọn họ còn tưởng rằng người có được cơ duyên chính là quân tiêu giao. kết quả lại cảm giác được ý chí thiên địa và khí vận cuồn cuộn được ra trì trên người vân khê Hiển nhiên, thế giới chi tử và chủ nhân tương lai của thế giới nam đầu, không phải là quân tiêu giao, mà là Vân Khê. Đồng thời, trong tay Vân Khê có cầm nam đấu quyền trượng, cũng làm đồng tử của những tu sĩ các thế lực trượt co rụt lại. Cảm giác khí tức kia còn khủng bố hơn cả đế binh, chẳng lẽ là chuẩn tiên khí? Thật là chuẩn tiên khí, xem ra Vân Khê công chúa của huyền thiên thần triều mới là chủ nhân tương lai của thế giới nam đầu. Nói như vậy, hẳn là Vân Tiêu thiếu đế từ bỏ tư cách, nhường vị trí này cho muội muội hắn. Không hổ là thiếu đế mang thánh thể đạo thai, tầm mắt cách cục này quá ghê gớm. Sau khi nhìn thấy quân tiêu giao, chắp tay nhường thân phận một thế giới đại thiên tri chủ cho muội muội nhà mình, thì rất nhiều thế lực đều than thở. Mặc dù là người của thế lực đối địch cũng không thể không cảm thán tầm nhìn, và ánh mắt của quân tiêu giao thật sự không phải bạn cùng lứa tuổi có thể sánh bằng. Nguyệt chỉ Lam nhìn thấy vậy cũng có một tia bất ngờ, nhưng bà cũng mừng cho Vân Khê từ đáy lòng. Dù sao đều là con cái của bà, ai có được cơ duyên cũng không quan trọng mẫu hậu cho người vân khê không chút do dự mà đưa nam đấu quyền trượng cho nguyệt chỉ lam chỉ có thực lực của nguyệt chỉ lam mới có thể phát huy ra uy lực của chuẩn tiên khí nam đấu quyền trượng này nguyệt chỉ lam tay cầm nam đấu quyền trượng giờ phút này thật sự giống như nữ đế quân lâm cửu thiên lãnh diễm tuyệt thế tư thế hiên ngang nguyên đế đại thế của ngươi đã mất nguyệt chỉ lam lạnh giọng khẽ kêu lên nguyệt chỉ lam chứng đạo thành công cộng thêm sức mạnh của chuẩn tiên khí, nam đấu quyền trượng. Có thể nói, giờ phút này bà hoàn toàn có tư cách chính diện đối kháng với nguyên đế. Càng đừng nói bởi vì Vân Khê trở thành thế giới chi tử của thế giới nam đầu, cho nên khí, vận toàn bộ thế giới nam đầu đều hội tụ về hướng huyền thiên thần triều. Huyền thiên thần triều muốn thất bại cũng khó. Tại sao lại như vậy, vì sao lại là kết quả này? Một ít cường giả của nguyên tổ thần triều thấy thế thì nhịn không được hô to lên. Rõ ràng chỉ kém một bước, chỉ cần bọn họ có thể diệt trừ đối thủ lớn nhất là huyền thiên thần triều thì nhất thống thế giới năm đầu cũng sắp thành công nhưng ai ngờ trong mấu chốt này tô vũ lại thua trận tất cả ưu thế đều không tồn tại có thể nói nguyên tổ thần triều đã mất đại thế nhưng nguyên đế đột nhiên lên tiếng mang theo một tia lạnh lẽo tột độ nguyệt chỉ lam ngươi cho rằng ngươi có thể chuyển bại thành thắng sao ai thắng ai bại còn chưa biết nguyên đế nói như vậy làm mắt phượng của nguyệt chỉ lam đanh lại rốt cuộc nguyên đế còn có thủ đoạn gì oanh kế tiếp đại chiến lại bùng nổ lần nữa. Nguyệt chỉ la múa may nam đấu quyền trượng, đồng thời còn có thể điều động toàn bộ sức mạnh thiên địa của thế giới nam đầu. Có thể nói giờ khắc này nguyên đế, điều này đã đối địch với toàn bộ thế giới nam đầu. Sức mạnh thế giới hùng hồn đàn áp xuống, trực tiếp áp chế hơn 3 phần thực lực của nguyên đế. Sau đó Nguyệt chỉ Lam điều động sức mạnh nam đấu quyền trượng, ngân hà mênh mông hiện lên, hóa thành thiên hà buông xuống, che trời lấp đất bao phủ về hướng nguyên đế và cường giả trận doanh nguyên tổ thần triều. Phụt! ngay tức khắc có vô số tiếng hộc máu vang lên vô số cường giả của nguyên tổ thần triều đã tan thành mây khói trong mảnh ngân hà lộng lẫy này mạnh như nguyên đế mà cũng ho ra máu liên tục lùi bước sức mạnh thiên địa áp chế cộng thêm nam đấu quyền trượng và bản thân nguyệt chỉ lam cho dù là nguyên đế cũng cảm thấy chịu không được tất cả đều kết thúc các thế lực băng tuyết nữ thần điện thấy thế thì lẩm bẩm nguyên tổ thần triều đã mất đại thế nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì trận sau khi bất hủ chiến này kết thúc huyền thiên thần triều sẽ trở thành thế lực ngự thống thế giới năm đầu rất nhiều thế lực ở đây đều mang tâm tư này nhưng quân tiêu giao lại chưa từng nhiều thả lỏng ánh mắt hắn thâm thúy như đang suy tư cái gì đó hẳn cũng sắp bị buộc phải tung ra át chủ bài cuối cùng rồi quân tiêu dao lẩm bẩm trong lòng đúng lúc này nguyên đế đã bị thương bỗng ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cười to hừm nguyệt chỉ lam nhíu mày lại nguyệt chỉ lam ngươi cho rằng nguyên tổ thần triều ta sẽ bại như vậy sao Vọng tưởng, dù bản đế phải kéo toàn bộ thế giới nam đầu cùng xuống địa ngục, cũng không để Huyền Thiên Thần Triều có được thắng lợi cuối cùng. Nguyên đế vừa dứt lời thì một khí tức khủng bố đã bùng nổ trong thân thể ông ta. Nhưng khí tức này lại cực kỳ quỷ dị, hư không chung quanh Nguyên đế giống như đều khô héo đi. Còn có một ít cường giả tu sĩ đứng hơi gần Nguyên đế, trực tiếp héo rút khô khốc với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cứ như toàn bộ huyết nhục tinh khí đều bị hấp thu. Đây, đây là khí tức của bạt tộc khi cảm nhận được khí thức nguyên đế tản mắt ra có cường giả nhịn không được kinh hãi nói thiên địa tĩnh mịch cường giả khắp thế giới nam đầu đều lộ ra vẻ mặt vô cùng chấn động sao nguyên đế lại bộc phát ra sức mạnh bạc tộc điều này có nghĩa là gì chẳng lẽ nguyên tổ thần triều đã âm thầm liên hợp với bạc tộc có cường giả kinh hãi nói lần này đừng nói là cường giả trận doanh huyền thiên thần triều cho dù là một ít thế lực kết minh với nguyên tổ thần triều cũng vô cùng kinh hãi những thế lực kết minh kia trừ một phần là bị nguyên tổ thần triều chinh phục thì phần lớn số còn lại đều cho rằng nguyên tổ thần triều có quốc vận cường thịnh ngày sau nhất định sẽ trở thành thế lực ngự thống thế giới năm đầu cho nên họ mới nguyện kết minh ý với nguyên tổ thần triều hiện tại nguyên đế lại bộc phát ra khí tức thuộc về bạt tộc những thế lực đó đều không thể bình tĩnh nổi nhưng làm người ta khiếp sợ còn ở phía sau trừ bỏ nguyên đế ra thì những cường giả trung tâm còn lại của nguyên tổ thần triều cũng phát ra khí tức thuộc về bạt tộc mà tên quốc sư từ đầu đến cuối chưa từng ra tay, cũng chậm rãi cởi lớp áo đen của mình ra. Bạt tộc, nguyên tổ thần triều quốc sư là một bạt tộc chân chính. Khi nhìn thấy tướng mạo của quốc sư, rất nhiều cường giả nhịn không được hít hà một hơi, chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Cường giả nguyên tổ thần triều không chỉ lây dính sức mạnh bạt tộc, thậm chí quốc sư của chúng cũng là sinh linh bạt tộc. Ai, quân cờ tô vũ này quả nhiên làm người ta thất vọng, vậy không còn cách nào. Quốc sư nhàn nhạt lắc lắc đầu, khi ông ta vừa dứt lời thì ở hướng nam nguyên tinh vực nguyên tổ thần triều bỗng có di động truyền đến mọi người nhìn lại nơi phát ra tiếng động họ phát hiện một trận pháp vô cùng to lớn đang dựng lên từ nam nguyên tinh vực trận pháp to lớn vô biên kia lan tỏa trận văn quỷ dị hiển nhiên không phải trận pháp thuộc về nhân tộc mà là của bạt tộc trong khi trận pháp này lưu chuyển gian vô số khí huyết bay lên trời hội tụ về hướng trận pháp mà nơi phát ra những khí huyết đó chính là vô số tu sĩ ngã xuống trong trận bất hủ chiến này Cảnh tượng này làm vô số tu sĩ thế giới nam đầu đều cảm thấy trong đầu trống rỗng. Đặc biệt là những cường giả thế lực cùng trận doanh với nguyên tổ thần triều, giờ phút này đột nhiên sinh ra cảm giác bị đâm sau lưng. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối, trận bất hủ chiến này đều là âm mưu của nguyên tổ thần triều và bạt tộc. Không sai, nhắc lên bất hủ chiến, lấy khí huyết hàng tỷ tu sĩ sinh linh để vận chuyển đại trận kia, chúng ta đều bị nguyên tổ thần triều lợi dụng. Đáng chết! Những cường giả cùng trận doanh với nguyên tổ thần triều đều vô cùng tức giận, bọn họ bị nguyên tổ thần triều coi thành công cụ nguyên tổ thần triều các ngươi tìm đường chết nguyên tổ thần triều đền mạng cho sư huynh ta những thế lực đó lập tức trở mặt nhưng hiện tại đã hoàn toàn bại lộ tất nhiên nguyên đế sẽ không để ý nhiều như vậy a à, nếu bản đế không chiếm được thế giới này thì hủy diệt nó đi nguyên đế phát ra tiếng hét lớn lạnh lẽo mà sau khi trận pháp kia vận chuyển hư không phía trên trận pháp có một kẽ nứt hư không bắt đầu hiện lên sau đó chậm rãi mở rộng không ngừng vỡ ra, quả thực giống như vết thương của trời cao. Đó là một kẽ nứt hư không cực kỳ to lớn. Kẽ nứt hư không này còn to hơn kẽ nứt xuất hiện trước đó trong thế giới năm đầu, gấp trăm lần. Mà khi nó xuất hiện, rất nhiều bóng dáng chi trích cũng hiện lên trong đó, rõ ràng là sinh linh bạc tộc. Lúc này, tất cả mọi người đã rõ, nguyên tổ thần triều hợp tác với bạc tộc, nhắc lên bất hủ chiến với huyền thiên thần triều, lấy khí huyết của vô số tu sĩ ngã xuống để vận chuyển trận pháp. Từ đó mở ra kẽ nứt hư không giữa thế giới Nam Đẩu và vô nhân khu, giúp càng nhiều sinh linh bạt tộc xâm nhập thế giới Nam Đẩu. Hơn nữa, càng làm tu sĩ thế giới Nam Đẩu cảm thấy bất an chính là, kẽ nứt hư không lớn như thế cũng không chỉ để đám sinh linh bạt tộc đi đến, sợ là có tồn tại càng khủng bố sắp sửa buông xuống. Kẽ nứt hư không chạy dài mấy vạn trượng giống như vết thương thế giới Nam Đẩu nứt ra. Thứ lao tới trước hết không phải là sinh linh bạt tộc, mà là lũ tăng yêu mênh mông vô tận kia tăng yêu chính là sinh linh cơ sở nhất của vô nhân khu số lượng cũng là lớn nhất nghiêm khắc mà nói kỳ thật tăng yêu không tính là hắc họa tộc đàn chúng chỉ là một ít yêu thú lây dính khí tức quỷ dị của vô nhân khu mới hóa thân thành tăng yêu khát máu nhưng cũng vì thế mới khiến số lượng tăng yêu cực kỳ khủng bố hơn nữa trong đám tăng yêu cũng không thiếu một ít tồn tại trí cường có một tăng yêu hung ngạc tản mát ra khí tức chuẩn đế há mồm nuốt trọn cả một sao trời sinh mệnh nhìn lũ tăng yêu che trời lấp đất, chi chít giống như châu chấu. Trừ nguyên tổ thần hướng ra thì tất cả cường giả thế lực của thế giới năm đầu, đều lộ ra sắc mặt khó coi tới cực điểm, đặc biệt là những thế lực từng kết minh với nguyên tổ thần triều. Rốt cuộc chúng ta đã làm cái gì? Nguyên tổ thần triều là đám điên. Xong rồi, chẳng lẽ thế giới năm đầu thật sự bị hủy trong một sớm sao? Vô số người dâng lên các loại tâm tư bất đồng, trong mắt đều là tuyệt vọng. Chỉ là hàng trăm triệu tăng yêu cũng đủ làm người ta đau đầu, càng đừng nói còn có vô số những sinh linh bạt tộc. Khác với những tăng yêu khát máu đến không có lý trí nọ, bạt tộc là tộc đàn trí tuệ chân chính, trừ một ít đặc thù ra thì trên cơ bản không có gì khác với nhân tộc. Giờ phút này, sinh linh bạt tộc từ kẽ nứt hư không trung hiện thân đều có khí, tức cực kỳ khủng bố. Đừng nói là chuẩn đế, ngay cả đại đế bạt tộc cũng xuất hiện một ít. Đồng tử của bọn chúng đều hiện ra một màu u lam thâm thúy như biển cả. Đây chính là điểm đặc trưng của cường giả bạt tộc đế cảnh thật là một vở hài kịch thú vị, thể hiện quá rõ thói hư tật xấu của nhân tộc. Một đại đế bạt tộc khoanh tay mà đứng, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh trào phúng. a à, không có thói hư tật xấu của nhân loại, thì làm sao tộc ta có thể bắt lấy nhược điểm, công hãm thế giới nam đầu kia chứ? Một đại đế bạt tộc khác cười nhạt và nói. Được, nhanh lên giải quyết cuộc chiến đi, chuẩn bị nghênh đón vương thượng giá lâm. Chờ công hãm thế giới nam đầu thì kế hoạch của tộc ta cũng có thể bắt đầu thi hành. Đại đế bạt tộc nói nhìn tăng yêu cùng bạt tộc che trời lấp đất, mạnh như nguyệt chỉ lam lúc này cũng nhíu chặt mày lại. Bà nhìn về phía nguyên đế nói, nguyên đế, đây là điều ngươi muốn nhìn thấy sao? Tuy rằng từ xưa hai đại thần triều chúng ta tranh phong với nhau, nhưng dù thế nào cũng sẽ không uy hiếp đến thế giới nam đầu. Nhưng hiện tại, ngươi lại muốn đích thân hủy diệt gia viên của mình sao? Nghe thấy câu hỏi của Nguyệt Chỉ Lam, Nguyên Đế lại lộ ra một nụ cười giữ tợn và nói, một núi không thể có hai hổ, ai bảo ngươi sinh ra một tiên thiên thánh thể đạo thai, nếu bản đế không làm như vậy thì có khả năng sau ngàn năm vạn năm, hắn ta có thể dùng một trường hủy diệt nguyên tổ thần triều ta. Bản đế có thể ngồi chờ chết sao? Nếu cuối cùng bản đế không thể trở thành chủ nhân thế giới này, vậy hủy diệt nó thì đã sao? Vẻ mặt của nguyên đế vô cùng lãnh khốc. Nói thật, ép nguyên đế làm ra hành động như vậy cũng là vì quân tiêu giao. Bởi vì áp lực mà tiên thiên thánh thể đạo thai, mang đến cho người ta thật sự quá lớn. Nếu không diệt trừ được, cuối cùng nguyên tổ thần triều nhất định sẽ thua cho nên nguyên đế cũng đã bất chấp tất cả. Thứ ông ta không chiếm được thì thà rằng hủy diệt. Kẻ điên. Nguyệt chỉ lam cắn chặt răng mà nói. Bà vung mạnh nam đấu quyền trượng, lại chém giết với nguyên đế nhưng giờ phút này, nguyên đế có được sức mạnh bạt tộc cũng không dễ giải quyết như vậy, càng đừng nói còn có tăng yêu và bạt tộc che trời lấp đất. Ca ca, làm sao bây giờ? Nhìn thấy cục diện hỗn loạn mà tuyệt vọng này, khuôn mặt nhỏ vân khê cũng lộ ra một tia hoảng hốt. Tuy rằng nàng là thế giới chi tử, chủ nhân tương lai của thế giới năm đầu, nhưng hiện tại dù sao nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi. Đối mặt với cục diện như vậy, nàng vẫn có chút có quá bất an, mà chỉ có Quân Tiêu Dao có thể đem đến cho nàng cảm giác an toàn. Không có gì, không tính là sóng to gió lớn gì. Quân Tiêu Dao xoa xoa đầu Vân Khê. Có thể cảnh này là cảnh tượng diệt thế tuyệt vọng đối với tu sĩ thế giới năm đầu, nhưng Quân Tiêu Dao đã từng trải qua sóng to gió lớn, cục diện này thật sự không coi là gì nhưng hiện tại hắn cũng phải đứng ra. Quân tiêu giao bước ra một bước, bạch y phần phật như trích tiên nhân đứng sừng sững trên đám mây. Hắn cao giọng mở miệng nói, chư vị, hắc họa xâm lấn, thế giới nam đầu lâm vào nguy cơ xưa nay chưa từng có. Chỉ có đoàn kết mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Những thế lực trước đó kết minh với nguyên tổ thần triều, thời điểm để các ngươi đoái công chuộc tội cũng tới rồi. Chỉ khi nào hoàn toàn tiêu diệt tăng yêu và bạt tộc xâm lấn, thì mới có thể giữ được thế giới nam đầu nếu không tất cả sinh linh thế giới nam đầu đều sẽ chết. Lời nói của quân tiêu giao rất mạnh mẽ, truyền khắp thiên địa. Trước kia hắn vốn là quân đế đình chi chủ, tất nhiên cảm giác toát ra một loại khí tràng uy nghiêm của người lãnh đạo, và thượng vị giả. Mọi người nhìn về phía thiếu niên bạch y trắng hơn cả tuyết, khí chất bất phàm, trong mắt đều là chấn động. Có lẽ là vì tiên thiên thánh thể đạo thai, có lẽ là vì khí tràng cường đại của quân tiêu giao, các thế lực khắp thế giới nam đầu đều tranh nhau hô ứng băng tuyết nữ thần điện ta nguyện tuân mệnh thiếu đế cản trở hắc họa băng tuyết nữ thần điện nữ điện chủ mở miệng đầu tiên băng tuyết nữ thần điện các nàng đã bỏ lỡ một cơ hội hiện tại không thể như vậy nữa ly hỏa thánh giáo ta nguyện tuân lệnh thiếu đế chiến vì thế giới năm đầu cường giả của ly hỏa thánh giáo cũng hô ứng còn có đỉnh thiên kiếm các phù vân thánh sơn ta cũng vậy quân tiêu giao gần như vừa hô lên đã được hưởng ứng cả nữ đế nguyệt chỉ lam cũng chưa từng có được uy vọng như vậy đương nhiên đó là vì tiên thiên thánh thể đạo thai của quân tiêu dao đã định sẵn tương lai của hắn sẽ là một đại nhân vật danh chấn giới hải cho nên các cường giả đều nguyện ý nể mặt quân tiêu dao dù sao hiện tại không đặt mối quan hệ tốt thì về sau đã không còn cơ hội chuyện được đọc bởi kênh haleji audio kk đôi mắt vân khê vô cùng lộng lẫy mang theo sùng bái kính ngưỡng kỳ thật so với nàng quân tiêu dao mới là người thích hợp trở thành chủ của thế giới năm đầu nhất có một người ca ca như vậy, Vân Khê chỉ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Bên kia, cũng có một bóng hình xinh đẹp đang nhìn chăm chú vào quân tiêu dao đó chính là bạch tuyết vi của băng tuyết nữ thần điện. Giờ phút này quân tiêu dao mặc bạch y lóa mắt đến mức khiến nàng không thể nhìn thẳng, trong lòng chỉ còn buồn bã hối hận. Sau khi được quân tiêu dao tập hợp, các thế lực thế giới nam đầu vốn như một cuộn chỉ rối cũng đã đoàn kết lại, bắt đầu chống lại tang yêu cùng bạt tộc rất trật tự. Tuy rằng bạt tộc khủng bố cường đại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể ngăn cản nhìn thấy thế lực bất hủ thế giới năm đầu kết thành chiến tuyến lần nữa, một đại đế bạt tộc nhăn mày lại, chợt nhìn về phía quân tiêu giao. Sao lại vậy? Một thế giới đại thiên lại sinh ra một tiên thiên thánh thể đạo thai. Dù thế nào, nếu bắt lấy người này hiến cho vương thượng thì nhất định sẽ đạt được tưởng thưởng thật lớn. Trong đôi mắt u lam của một đại đế bạt tộc khác hiện lên một tia tham lam. Các loại thể chất đặc thù có lực hấp dẫn rất lớn đối với bạt tộc, loại tiên thiên thánh thể đạo thai mấy kỷ nguyên, cũng khó gặp này càng hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Có thể nói, những đại đế bạt tộc đó kết luận, cho dù là bạt tộc cao cao tại Thượng Vương, cũng sẽ thèm nhỏ giải tiên thiên thánh thể đạo thai. Để bản đế tới chấn áp, một đại đế bạt tộc nhịn không được ra tay, thò một bàn tay che trời ra dáng thẳng về hướng quân tiêu giao. Làm càn, Nguyệt chỉ làm thấy cảnh này, thì đôi mắt xinh đẹp nở rộ ra lửa giận và hàn quang xưa nay chưa từng có. Quân tiêu giao chính là nghịch lân tuyệt đối không thể chạm đến của bà. Đối thủ của ngươi là ta. Nguyên đế ra tay ngăn cản nhìn thấy cự trưởng từ trên trời giáng xuống đang lao tới, Vân Khê lôi kéo góc áo của quân tiêu giao. Quân tiêu giao nhăn mày lại, trong lúc hắn muốn hành động thì một tiếng quát giả nua lạnh lẽo bỗng vang lên, lũ bạt tộc các ngươi há có thể động vào đế tử tộc ta. Khi tiếng nói này vừa dứt, một bóng dáng đế uy khổng lồ đã hiện lên. Một lão giả dâu tóc bạc trắng hiện lên từ hư không, hạc phát đồng nhan, nhìn qua có vài phần tiên phong đạo cốt. Khí thức tu vi của ông ta cũng siêu nhiên tuyệt đại, tản mắt ra một loại đế uy cuồn cuộn. Uy thế này tuyệt đối không phải đại đế bình thường có thể đạt tới. Vị lão giả này đột nhiên hiện thân, trực tiếp nâng trưởng dáng về hướng đại đế bạt tộc dám tấn công quân tiêu giao. Sắc mặt đại đế bạt tộc kia chợt biến đổi, vội vàng quay lại tung chiêu, va chạm với lão giả kia. Oanh! Một tiếng va chạm chấn động bầu trời mênh mông bùng nổ, đại đế bạt tộc bị đánh đến liên tục ho ra máu, bay ngược ra sau. Cảnh này làm tất cả thế lực khắp thế giới nam đầu đều mang đầy kinh ngạc. Đây là cường giả đến từ đâu, mà có thể dùng một chiêu đánh bay một đại đế bạt tộc. Phải biết rằng, sinh linh bạt tộc mạnh hơn nhân tộc cùng đẳng cấp rất nhiều. Thông thường một đại đế bạt tộc cũng mạnh hơn đại đế nhân tộc. Kết quả hiện tại, một đại đế bạt tộc lại dễ dàng bị đánh bay, bị thương như thế. Đây là điều mà tất cả mọi người không lường trước được. Ánh mắt quân tiêu giao trượt lóe. Đây không phải lần đầu tiên đều nghe thấy giọng nói này. Lão giả kia rõ ràng chính là tồn tại thần bí đã tặng cho quân tiêu giao, một cây bán tiên dược vào lễ thành nhân 18 tuổi mà hiện tại vào thời điểm nguy cấp nhất rốt cuộc lão giả lai lịch thần bí này cũng hiện thân hơn nữa quân tiêu giao chú ý tới xưng hô của lão giả đối với hắn đế tử quả nhiên là như thế quân tiêu giao đã hiểu rõ trong lòng nếu hắn đoán không sai thì lão giả này không phải là cường giả bản thổ của thế giới năm đầu mà là cường giả đến từ nhất mạch phụ tộc của hắn thế lực mẫu tộc của quân tiêu giao chính là huyền thiên thần triều mà theo phỏng đoán của quân tiêu giao thế lực phụ tộc của hắn còn cường đại hơn cả mẫu tộc thậm chí có khả năng là tồn tại đứng hàng đầu trong toàn bộ giới hải. Hiện tại nhìn thấy thực lực của lão giả thần bí này, quân tiêu giao càng xác định phán đoán của mình. Cảnh giới thực lực của lão giả này ít nhất cũng đã đến cấp cự đầu. Có thể phái ra loại cường giả cấp bậc này âm thầm bảo hộ, còn đưa ra bán tiên dược, thế lực phụ tộc của quân tiêu giao tuyệt đối không yếu. Mà bên kia, Nguyệt Chỉ Lam nhìn thấy lão giả này thì trong mắt Phượng cũng hiện ra một tia xúc động. Thì ra chàng vẫn luôn phái người âm thầm chú ý, Nguyệt Chỉ Lam lẩm bẩm. Bà cho rằng sau khi nam nhân kia rời đi thì không còn quan tâm mình nữa. Mà hiện tại xem ra không phải như thế. Hắn vẫn luôn đặt Nguyệt Chỉ Lam trong lòng, thậm chí còn cho cường giả như vậy âm thầm quan sát bảo hộ. Bạt tộc, lão phu thấy các ngươi là chán sống. Trong mắt lão giả này dâng lên ánh lạnh băng. Đây chính là một vị tiên thiên thánh thể đạo thai. Thậm chí cho dù là ở trong tộc bọn họ, đây cũng là thể chất trí cường có một không hai. Nếu nhân vê yêu nghiệt như quân tiêu giao trở về tộc, thì tuyệt đối sẽ được những lão cổ trong tộc bảo hộ như bảo bối mà nếu hôm nay quân tiêu dao xảy ra vấn đề gì thì ông ta khó có thể tưởng tượng mình sẽ bị trách phạt như thế nào dù sao phụ thân của quân tiêu dao có địa vị không bình thường trong tộc bọn họ cho nên dù thế nào thì ông ta cũng không thể để quân tiêu dao bị bạt tộc cướp đi hoặc là tổn thương ngươi không phải sinh linh bản địa của thế giới năm đầu rốt cuộc đến từ thế lực nào trong mắt các đại đế bạt tộc còn lại cũng hiện lên một tia kiêng kỵ Hừ, các ngươi còn không có tư cách hỏi đến. Lão giả ra tay, đế uy cuồn cuộn như sóng chiều thổi quét thiên địa, chấn động hoàn vũ. Tuy rằng các cường giả của những thế lực còn lại của thế giới năm đầu nhất thời hơi ngơ ra, nhưng bọn họ cũng phản ứng lại, hình như lão giả này có quan hệ với Nguyệt Chỉ Lam và Quân Tiêu Giao. Chẳng lẽ là vị Trượng Phu Thần Bí kia của nữ đế? Một ít người kinh nghi nói. Đến nay Trượng Phu Nguyệt Chỉ Lam là ai còn là một điều bí ẩn ở thế giới năm đầu, bà cũng không để lộ ra nhưng nhìn hình ảnh trước mắt, trượng phu của Nguyệt Chỉ Lam, có thể cho một vị cường giả đế cảnh cường đại như thế âm thầm bảo hộ, có thể thấy được lai lịch của ông ta cũng cực kỳ phi phàm. Mặc kệ thế nào, đây cũng là cục diện có lợi cho thế giới nam đầu chúng ta. Cường giả đế cảnh mấy đại thế lực bất hủ còn lại của thế giới nam đầu, cũng lộ ra cảm xúc phấn chấn, nếu chỉ dựa vào bọn họ đối kháng các đại đế bạt tộc thì như lấy trứng trọi đá. Nhưng hiện tại có một vị lão giả thực lực khủng bố gia nhập, vậy thì áp, lực của bọn họ có thể giảm bớt rất nhiều thậm chí có thể phá hủy kẽ nứt hư không lần nữa. Xông lên, các đại đế thế giới năm đầu cũng ra tay. Các cường giả của thế lực bất hủ đến từ Băng Tuyết Nữ Thần Điện, Ly Hỏa Thánh Giáo, cộng thêm lão giả thần bí kia, tuy là bạt tộc cường hãn, giờ phút này cũng có xu thế bị đè xuống mà đánh. Ngay cả những sinh linh bạt tộc và tang yêu còn lại, cũng chém giết với vô số tu sĩ các thế lực của tứ đại tinh vực thế giới năm đầu. Có thể nói, bất hủ chiến vốn thuộc về hai đại thần triều. Hiện tại đã hoàn toàn biến thành cuộc chiến tranh toàn diện do thế giới Đại Thiên đối kháng với Hắc Họa tộc đàn. Đế chiến bao la mênh mông, gợn sóng gây nên đánh rơi vô số sao trời. Trận đại chiến này vừa mênh mông cuồn cuộn, lại tàn khốc dữ dội. Vô số sinh linh thế giới Nam Đầu đẫm máu ngã xuống, nhưng không có tu sĩ nào trên thế giới Nam Đầu lui về phía sau, bởi vì bọn họ đã không có đường lui, đã số tu sĩ thế giới Nam Đầu đều rất khó rời khỏi nơi này, hơn nữa gốc rễ của các thế lực đều ở thế giới Nam Đầu bọn họ không có khả năng bỏ xuống tất cả mà di rời tập thể. Cũng trong cuộc đấu tranh không có đường lui này, tu sĩ thế giới năm đầu mới có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại nhất. Trong nhất thời, cục diện đã ổn định lại rất nhiều, thậm chí cả tăng yêu và bạt tộc đều bắt đầu lui về phía sau. Đáng giận, đại đế bạt tộc phát ra tiếng gào giống tức giận. Nếu không có lão giả thần bí đột nhiên xuất hiện này, quấy nhiễu thì bọn họ có thể hoàn toàn áp chế đại đế của thế giới năm đầu, sau đó có thể rảnh tay tàn sát những tu sĩ còn lại bởi vậy có thể thấy được một vị trí cường giả tuyệt đối có thể ảnh hưởng đến một trận đại chiến nguyên đế nhìn thấy không cuối cùng âm của mưu ngươi sẽ không thành công nguyệt chỉ lam tay cầm nam đấu quyền trượng mắt phượng lạnh lùng nhìn chăm chú vào nguyên đế rốt cuộc trượng phu của ngươi là ai giờ phút này sắc mặt của nguyên đế cũng trở nên âm trầm lão giả này xuất hiện nằm ngoài dự đoán của ông ta ngươi không có tư cách biết được nguyệt chỉ lam lạnh lùng nói mà bên kia khoái miệng quốc sư lại nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo các ngươi quả nhiên quá ngây thơ, thật cho rằng có thể ngăn cản bạc tộc ta khoách trương bước chân sao. Quốc sư vừa dứt lời thì bỗng nhiên, bên kia cái nứt hư không thật lớn kia có khí tức khủng bố phát ra. Khí tức kia chỉ vừa tuôn ra đã làm thế giới nam đầu run rẩy. Cảm nhận được khí tức này, dù là lão giả kia cũng phải biến sắc. Không ổn, chẳng lẽ là... Oanh! Bỗng nhiên, có một bóng dáng kéo dài qua từ phía bên kia kẽ nứt hư không? Đó là một bóng dáng vô cùng to lớn, cao hơn bạt tộc bình thường rất nhiều giống như một người khổng lồ đỉnh thiên lập địa thân hình đó rất mơ hồ được bao phủ trong khói đen cuồn cuộn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong làn khói đen nồng đậm kia có một đôi mắt màu tím như tà nguyệt mang theo hàn ý làm lòng người khiếp đảm quân tiêu dao nhìn về phía ma ảnh to lớn như người khổng lồ kia trong mắt cũng lộ ra một tia ngưng trọng một trong tam vương bạt tộc tướng thần đối với ma ảnh đáng sợ này quân tiêu dao cũng không cảm thấy xa lạ tia sức mạnh trước đó trên người Tô Vũ là thuộc về tướng thần. Mà tướng thần thân là một trong tam vương bạt tộc, hiển nhiên thực lực cũng cường đại đến không thể tưởng tượng. Giờ phút này, nhìn thấy mà ảnh khổng lồ kia, quân tiêu dao hơi nhíu mày lại. Trước mắt tuy rằng uy thế tướng thần phóng ra cũng cực kỳ cường hãn, nhưng hình như cũng không mạnh như trong tưởng tượng của quân tiêu dao Càng như là một khối pháp thân, quân tiêu dao có thể bình tĩnh tự hỏi, nhưng không có nghĩa là những người khác có thể như thế khi nhìn thấy tướng thần giống như ma thần cổ xưa xuất hiện các tu sĩ thế giới nam đầu đều vô cùng sợ hãi cảm giác có một hàn ý rét lạnh đến cực điểm lan từ tủy sống thẳng lên trên cho dù là cường giả cấp đại đế của thế giới nam đầu trông thấy uy thế cũng cảm thấy mí mắt giật giật bọn họ cũng chỉ từng nghe nói qua nhân vật như vương giả bạt tộc mà thôi dù sao tồn tại loại này có thể nói là boss cấp bậc diệt thế đối với một thế giới đại thiên lão giả kia cũng nhìn về phía tướng thần sau đó mở miệng nói chỉ là pháp thân sao xem ra chân thân của ngươi vẫn bị người ta nhìn chằm chằm không thể tự mình động thủ một câu của lão giả càng làm đầu của vô số tu sĩ thế giới năm đầu ở đây đều vang lên ong ong tướng thần cường đại như thế mà chỉ là một khối pháp thân nhưng mọi người nghĩ lại cũng cảm thấy hợp lý lấy thực lực của tướng thần nếu là chân thân buông xuống thì chỉ sợ đã sớm bị cường giả đứng đầu thế giới giới hải chú ý tới cũng bởi vì chân thân của tướng thần thời thời khắc khắc đều bị trí cường giả trong giới hải nhìn chằm chằm cho nên tướng thần chỉ có thể âm thầm ngưng tụ một pháp thân tiến đến mặc dù thực lực của pháp thân này còn kém chân thân rất nhiều nhưng ít ra xâm lấn một thế giới đại thiên vẫn còn dư giả mặc dù chỉ là một pháp thân của bổn vương cũng có thể quét ngang thế giới này tướng thần đạm mạc nói lời này của gã ta cũng không phải khoa trương sắc mặt giờ phút này của lão giả cũng cực kỳ ngưng trọng ông ta không nghĩ tới vương giả bạt tộc sẽ theo dõi một thế giới đại thiên như vậy đương nhiên ông ta cũng có thể âm thầm đưa tin triệu tập cường giả trong tộc nhưng làm vậy cũng cần thời gian hiển nhiên tướng thần sẽ không chờ ở đó ánh mắt gã ta dừng lại trên người quân tiêu giao trước đó tô vũ thúc giục một tia sức mạnh tướng thần khi đó tướng thần đã chú ý tới quân tiêu giao tiên thiên thánh thể đạo thai đây chính là thể chất có một không hai trong toàn bộ giới hải vô biên nếu là tướng thần có thể chiếm được sau đó cắn nuốt luyện hóa thì khó có thể tưởng tượng thực lực của gã ta sẽ lột xác đến trình độ nào. Cho nên tướng thần không chút do dự mà vung tay ra, muốn tóm về hướng quân tiêu giao. Dừng tay, lão giả thấy thế thì trừng to đôi mắt, thi triển ra thần thông, phát ra đế uy cuồn cuộn. Lấy thiên tư yêu nghiệt của quân tiêu giao, nói một cách không chút khách sáo, thì tầm quan trọng của hắn trong tộc còn cao hơn cả lão giả. Nhưng mà tướng thần thấy, thế thì vẻ mặt được che giấu trong làn khói đen lại vô cùng lạnh nhạt gã ta vẫn dáng một trưởng qua, tựa như một vòm trời màu đen sụp đổ xuống. Toàn bộ thế giới nam đầu đều đang chấn động. Oanh! Cả vị lão giả cấp bậc đế trung cự đầu kia đều cũng bị đẩy lui, thân thể chấn động, khí huyết quay cuồng. Nhưng thế công của tướng thần vẫn không bị cản trở, không được động vào ca ca ta. Đối mặt với ma trưởng khổng lồ kia, Vân Khê lại chắn trước người quân tiêu giao. Một câu của nàng như làm cả sức mạnh thiên địa thế giới nam đầu kích động. Căn nguyên đều đang sôi trào. Ấm ẩm Ẩm sao trời thế giới nam đầu có lôi quang lập lòe, cứ như cảm xúc của Vân Khê chính là cảm xúc của thiên đạo. Lôi quang vạn trượng dây dưa với nhau, hóa thành lôi long, dáng thẳng về hướng tướng thần. À, có thể điều động sức mạnh căn nguyên thế giới này, xem ra người chính là thế giới nam đầu chi tử hiện tại. Trong giọng điệu của tướng thần xuất hiện một tia ngoài ý muốn, nhưng vẫn không có gợn sóng quá lớn. Căn nguyên thế giới nam đầu thì thế nào? Nếu chân thân của tướng thần buông xuống còn có thể giơ tay mà đánh diệt thế giới này, tuy rằng hiện giờ chỉ là pháp thân, nhưng vẫn có thể chống lại sức mạnh thiên địa của thế giới nam đầu. Oanh! Cả người tướng thần bùng lên hắc quang khủng bố, và chạm với lôi mang thiên địa chút xuống kia, gã ta vẫn chụp vào quân tiêu dao. Ai dám đụng đến hài tử ta? Đôi mắt phượng của Nguyệt chỉ lam phụt ra sự lạnh lẽo ngập trời. Bà vung mạnh nam đấu quyền trượng, trực tiếp ném ra nguyên đế, ngăn cản ma trưởng của tướng thần. Phụt! Một dòng máu tươi chảy xuống từ khóe môi Nguyệt chỉ lam, sau khi chứng đạo. Nguyệt Chỉ Lam có thêm sức mạnh của nam đấu quyền trượng nên thật sự rất mạnh. Nhưng muốn chống lại tướng thần trước mặt thì hiển nhiên vẫn không đủ. Cho nên bà đã bị thương, có máu tươi uốn lượn chảy xuống dọc theo cái cầm tuyết trắng. Nhưng Nguyệt Chỉ Lam lại không chút lay động. Nhìn bóng dáng thướt tha của Nguyệt Chỉ Lam, quân tiêu dao ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, bóng hình xinh đẹp tinh tế như liễu kia giống như một cây trụ chống trời, mà chắn trước người hắn. Nữ vốn nhu nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Đây là sự kiên trì của một mẫu thân như Nguyệt Chỉ Lam. Tiêu Nhi, đừng sợ, có Vi Nương ở đây, Vi Nương sẽ bảo hộ con, sẽ không để kẻ nào xúc phạm tới con. Nguyệt Chỉ Lam hơi quay đầu, dung nhan tuyệt mỹ đã tái nhợt khiến người ta đau lòng. Nương, quân tiêu giao mấp máy môi, đôi mắt khẽ run. Quân tiêu giao trọng tu một đời, tuy rằng cũng có tình cảm đối với mẫu thân, muội muội, nhưng nói thật tuyệt đối không có khả năng so được với quân vô hối và khương nhu tuy rằng hắn cũng ngợi Nguyệt Chỉ Lam là nương, nhưng hiển nhiên là khác với Khương Nhu. Nhưng hiện tại, nhìn thân thể mềm mại nhu nhược kia lại luôn chắn trước người mình. Quân tiêu giao mơ hồ như thấy được quân vô hối. Bởi vì quân vô hối cũng luôn che trước người, thay quân tiêu giao che chắn tất cả sóng gió như vậy. Tuy rằng bóng hình xinh đẹp trước mặt không vĩ ngạn bằng quân vô hối, nhưng cũng kiên định không thể lay chuyển. Tấm lòng yêu quý con cái này là tương đồng. Ca, yên tâm, ta và nương đều không để ca có việc vân khê cũng siết nắm tay kiên định mà nhìn quân tiêu dao trong mắt có tình cảm nồng đậm đó là một loại tình cảm sinh tử gắn bó trái tim phù bụi đã lâu của quân tiêu dao lúc này đột nhiên cảm nhận được một cảm xúc vi diệu ánh mắt hắn nhìn về phía tướng thần mang theo một loại lạnh băng cực hạn tướng thần nếu ngươi dám làm nương và muội muội xảy ra bất chắc gì ta thể tương lai nhất định sẽ diệt bạt tộc ngươi chém tận giết tuyệt lời nói lạnh nhạt đến cực điểm của quân tiêu dao vang vọng trong thiên địa mọi người đều có thể cảm giác được quyết tâm cùng ý chí trong đó. Có thể nói, nếu là người khác nói ra, lời này thì chỉ làm người ta cảm thấy chẳng ra gì, thậm chí là không biết tự lượng sức mình. Nhưng quân tiêu do nói ra câu đó lại không làm ai cảm thấy hắn đang vui đùa. Phải biết rằng, đây chính là lời thề do tiên thiên thánh thể đạo thai phát ra. Nếu tiên thiên thánh thể đạo thai thật sự trưởng thành thì hủy diệt bạt tộc, cũng chưa chắc đã là ảo tưởng. Dù sao trước kia ở giới hải đã có lời đồn rằng, từng có tiên thiên thánh thể đạo thay bước vào vô nhân khu đại sát tứ phương ha ha được không hổ là đế từ tộc ta lão giả kia nghe thấy lời này thì cười ha ha lộ ra ý cười vừa lòng thiên phú tràn đầy thực lực cũng cao nhất tâm tính ý chí cũng ưu tú như thế thậm chí còn dám uy hiếp khiêu khích khi đối mặt với vương giả bạt tộc tướng thần trong truyền thuyết thật sự là làm người ta không tìm ra chút tì vết nào ông ta tin tưởng những cổ lão ánh mắt hà khắc trong tộc nhất định cũng sẽ rất vừa lòng với quân tiêu giao mà Nguyệt Chỉ Lam nghe thấy lời này thì đôi mắt đẹp cũng đỏ lên. Bà có thể cảm giác được Quân Tiêu Dao thật lòng khi nói những lời này. Trước kia bà luôn có thể cảm giác được tuy rằng giữa Quân Tiêu Dao và bà nhìn như ở chung hòa hợp, nhưng cứ cảm thấy có một tia ngăn cách. Ngăn cách này là trời sinh, có lẽ có liên quan đến lai lịch của hắn. Nhưng Nguyệt Chỉ Lam cũng không ngại, vẫn dành hết tình thương của mẹ cho Quân Tiêu Dao. Mà hiện tại, rốt cuộc bà cũng có được chân thành của Quân Tiêu Dao, Nguyệt Chỉ Lam cảm thấy rất cảm động, suýt đã rơi lệ bà cảm thấy tất cả đều đáng giá, mặc dù bỏ mạng vì quân tiêu giao cũng đã sao chứ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em ly Cà Phê nhé. A, à, hủy diệt bạt tộc ta. Ánh mắt tướng thần lạnh lùng dừng lại trên người quân tiêu giao, mặc dù ngươi là tiên thiên thánh thể đạo thai, nhưng hiện tại bản thân khó bảo toàn, lại có tư cách gì nói ra lời này. Tướng thần cũng không cho rằng quân tiêu giao không biết tự lượng sức mình. Dù sao lấy độ yêu nghiệt của tiên thiên thánh thể đạo thai, chỉ cần quân tiêu giao chứng đạo thành đế cũng đã đủ khủng bố nếu thật sự để hắn hoàn toàn trưởng thành thì sợ là tam vương bạt tộc tướng thần cũng có khả năng lật xe nhưng cũng may hiện tại quân tiêu giao còn chưa hoàn toàn trưởng thành ngươi càng nói như vậy thì càng làm sát tâm của bổn vương tăng lên mà thôi tướng thần ra tay lần nữa giống như thiên địa hạo kiếp vạn vật đều khô cạn nơi sinh linh bạt tộc đi qua thiên địa hoang vu vạn vật điêu tàn đây là sức mạnh hoang vu đặc trưng của bạt tộc mặc dù tướng thần trước mắt chỉ là một khối pháp thân, nhưng thi triển ra loại sức mạnh này cũng có uy lực làm thiên địa khô kiệt điêu tàn. Trên khuôn mặt lãnh diễm tuyệt thế của Nguyệt Chỉ Lam tràn đầy kiên quyết, bà thúc giục sức mạnh nam đấu quyền trượng, kiệt lực chống cự sức mạnh hoang vu của tướng thần. Nhưng sức mạnh kia cũng làm bà bị thương lần nữa, trong miệng trào ra máu tươi. Thậm chí da thịt bóng loáng của bà cũng bắt đầu lan tràn vết rách giống như đồ sứ. Bà quay đầu nói với lão giả kia, Tiền bối, hy vọng ngài có thể dẫn Tiêu Nhi và Khê Nhi rời đi, làm ơn. Này, lão giả lộ ra vẻ mặt trần chờ. Tuy rằng ở trong lòng hắn, tầm quan trọng của quân Tiêu Giao là không thể nghi ngờ, tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Nhưng Nguyệt Chỉ Lam cũng là ái nhân của vị kia, tuy rằng chưa được cưới hỏi đàng hoàng, nhưng kỳ thật cũng không khác gì rồi. Nếu Nguyệt Chỉ Lam ngã xuống tại đây thì vị kia nhất định sẽ tức giận. Mà trong lúc lão già trần chờ, Nguyệt Chỉ Lam lại lâm vào nguy cấp sức mạnh của tướng thần cực kỳ khủng bố cho dù là huyền thiên nữ đế nguyệt chỉ lam cũng không kiên trì được lâu lắm thiên nhai tên nam nhân phụ lòng ta có thể chết nhưng con của chúng ta không thể chết được khóe mắt nguyệt chỉ lam chảy xuống một giọt lệ trong đầu bà lại hiện ra bóng dáng phong thái cái thế kia nguyệt chỉ lam thân là huyền thiên nữ đế cao cao tại thượng của thế giới năm đầu nam tử có thể làm bà khuynh tâm há là nhân vật tầm thường mà ngay khi nguyệt chỉ lam rơi lệ ầm ầm bỗng nhiên toàn bộ thủ đô huyền thiên thần triều bắt đầu rung động cảnh tượng dị thường này làm tất cả mọi người kinh ngạc chẳng lẽ huyền thiên thần triều còn lưu có chuẩn bị gì sao có người kinh nghi nói dưới ánh mắt của rất nhiều người trong thủ đô của huyền thiên thần triều có từng trận văn lộng lẫy bay lên trời đan sen lưu chuyển với nhau tựa như quỹ đạo vận hành của sao trời chư thiên đừng nói là thế lực khác ngay cả cường giả huyền thiên thần triều cũng ngơ mặt ra khi nhìn thấy cảnh này huyền thiên thần triều bọn họ từng có trận pháp này từ khi nào chỉ có Nguyệt Chỉ Lam lộ ra ánh mắt hơi chấn động, chẳng lẽ là chuẩn bị mà hắn lưu lại. Ngay vào lúc tâm thần Nguyệt Chỉ Lam rung động, trung tâm trận pháp đang lưu chuyển kia có thần mang vô tận lộng lẫy hiện ra. Trong một mảnh hào quang sáng lạn đến mức khiến người ta không mở được mắt, một bóng dáng vĩ ngạn sánh vai với thiên địa hiện lên. Bóng dáng kia tựa như thần linh hiện thế, mờ mịt trong một mảnh thần hoa mông lung. Tuy rằng thân hình ông ta rất mơ hồ, nhưng lại không thể che giấu loại cao quý sinh ra đã có sẵn, và sự uy nghiêm áp đảo phía trên chúng sinh kia hơn nữa có thể cảm giác được đây là một vĩ nam tử tuyệt thế khi bóng dáng này hiện lên khí cơ toàn bộ thế giới nam đầu đều sôi trào rất nhiều người đã ngơ ra đây lại là vị nào nhưng nguyệt chỉ lam nhìn thấy bóng dáng này thì lệ trong hốc mắt lại nhịn không được chảy xuống thiên nhai giọng nói của nguyệt chỉ lam mang theo tưởng niệm bóng dáng này chính là trượng phu của bà cũng là cha ruột của quân tiêu giao và vân khê thiên nhai đại đế, vân thiên nhai. Thân phận lai lịch của ông không bình thường. Nguyệt chỉ lam vốn tưởng rằng, sau khi vân thiên nhai rời đi thì chẳng còn quan tâm gì mẫu tử bọn họ nữa. Ai ngờ, thì ra vân thiên nhai đã sớm an bài sẵn thủ đoạn của mình ở huyền thiên thần triều. Ngày sau, dù Nguyệt Chỉ Lam gặp phải nguy hiểm gì thì thủ đoạn đó cũng có thể được kích hoạt. Nguyệt Chỉ Lam chảy nước mắt cảm động, thì ra trong lòng nam nhân kia vẫn luôn vướng bận bà và bọn nhỏ. Mà bên kia, lão giả nọ nhìn thấy bóng dáng của Vân Thiên Nhai, thì trong mắt cũng lộ ra một tia kính ý tuy rằng lấy thực lực cấp cự đầu của ông ta cũng là một trí cường giả trong gia tộc nhưng vân thiên nhai chính là tồn tại cường đại nhất trong kỷ nguyên này của gia tộc tuổi kém hơn những cổ tổ gia tộc bọn họ nhưng thực lực cảnh giới và địa vị chỉ mạnh chứ không yếu hơn thì ra thiên nhai đã an bài sẵn thủ đoạn lão giả kia cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi mà bên kia tướng thần nhìn thấy vân thiên nhai thì trong đôi mắt tản ra anh tính yêu dị cũng lộ ra một tia kinh ngạc gã ta cũng không xa lạ gì với bóng dáng này. ngươi là thủ quan nhân, sao ngươi lại lưu lại thủ đoạn ở thế giới này? tướng thần thật sự kinh ngạc, không nghĩ tới lại đụng phải một thủ quan nhân ở một thế giới đại thiên. mà nghe tướng thần nói thế, các thế lực khắp thế giới nam đầu đều ngơ ra, trong đầu như có mười vạn lôi đình đang nổ vang. thậm chí nguyên đế của nguyên tổ thần triều cũng như bị sét đánh, thân thể cứng đờ. thủ quan nhân, ba chữ có sức nặng không phải là nhỏ, mọi người đều biết cường giả được người ta tôn kính nhất ở thế giới giới hải chính là thủ quan nhân trong vô nhân khu không ai trong bọn họ không phải trí cường giả đứng sừng sững trên thiên địa của giới hải như từng vị thần linh được chúng sinh giới hải cúng bái có thể nói mỗi một vị thủ quan nhân đều có địa vị cao quý đến khó có thể tưởng tượng dù sao vô nhân khu cũng đều dựa vào bọn họ tọa chấn mà trong giới hải lý tưởng của vô số tu sĩ trừ trở thành thế giới chi chủ gia thì chính là trở thành thủ quan nhân vô nhân khu bảo hộ thế giới giới hải được chúng sinh kính ngưỡng cùng cúng bái đây quả thực chính là thần linh nhân gian mà trước mắt huyền thiên thần triều lại có thủ đoạn do thủ quan nhân để lại điều này có nghĩa là gì chẳng lẽ trượng phu thần bí của nữ đế là một vị thủ quan nhân một vị cường giả thế giới nam đầu dại ra mà nói trong đầu nguyên đế như nổ tung ra ong ong chấn động khó trách khi ông ta chất vấn trượng phu của nguyệt chỉ lam là ai thì bà lại nói ông ta không có tư cách biết được quả thật, nguyên đế ông ta có thể đi chất vấn một vị thủ quan nhân sao? Giờ khắc này, thế giới năm đầu nhất lên tiếng ồ lên vô tận. Có thể nói, nếu Nguyệt Chỉ làm để lộ ra trượng phu của bà là thủ quan nhân thần bí cường đại, thì nói không chừng nguyên tổ, thần triều căn bản không dám động thủ với huyền thiên thần triều. Rất nhiều người cũng bình tĩnh trở lại. Vì sao quân tiêu giao lại yêu nghiệt như thế, còn nối dõi của thủ quan nhân yêu nghiệt như thế cũng có thể giải thích được. Không nghĩ tới lại đụng phải thủ quan nhân ở chỗ này. Tướng thần lạnh lẽo nói, thủ quan nhân chấn thủ vô nhân khu, gần như tồn tại túc địch với hắc họa tộc đàn. Mà thiên nhai đại đế vân thiên nhai trước mắt tuy không phải chân thân, nhưng cũng là một tia ý chí hóa thân. Ông ta đầu tiên là nhìn thoáng qua Nguyệt Chỉ Lam bị thương, sau đó lại nhìn qua quân tiêu giao cùng Vân Khê. Quân tiêu giao có thể cảm giác được, ánh mắt Vân Thiên Nhai nhìn hắn mang theo một tia nhu hòa và tán thưởng. Hiển nhiên thực lực thiên phú thể chất của quân tiêu giao làm Vân Thiên Nhai rất vừa lòng. Cuối cùng, ánh mắt ông ta quay về hướng pháp thân tướng thần, lập tức trở nên lạnh nhạt băng hàn, giống như một vị thần cao lãnh của nhân gian. Động vào nữ nhân của bản đế, còn mưu toan tổn thương con nối dõi của bản đế. Tướng thần, bản đế nhớ kỹ món nợ này. Trước mắt sẽ tiêu diệt khối pháp thân này của ngươi trước. Thiên nhai đại đế nâng trưởng lên, hàng tỷ quang hoa nở rộ, dạng rỡ khắp chư thiên. Ông ta muốn trực tiếp tiêu diệt pháp thân của tướng thần. Tuy rằng vân thiên nhai lúc này không phải chân thân, nhưng tướng thần cũng chỉ là một khối pháp thân. Cho nên khi nhìn thấy vân, thiên nhai ra tay, sắc mặt của tướng thần cũng biến đổi. Bạt tộc bọn họ lựa chọn công chiếm thế giới nam đầu là có mục đích riêng. Ban đầu tướng thần cho rằng, công chiếm một thế giới đại thiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng không nghĩ tới lại gặp phải thủ quan nhân ở chỗ này. Chỉ có thể nói là quá mức trùng hợp. Hơn nữa, càng trùng hợp chính là, ở một thế giới đại thiên như vậy lại ra đời một vị thánh thể đạo thai, vạn cổ hiếm thấy. Tướng thần theo bản năng nhận thấy, quân tiêu giao Giáng sinh không phải đơn giản như vậy, nhất định rất có lai lịch. Ban đầu nếu không có thủ đoạn Vân Thiên Nhai lưu lại thì tướng thần, có thể bắt quân tiêu giao đi, cẩn thận nghiên cứu một thời gian rồi lại luyện hóa. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có cơ hội này. Nếu tướng thần đến bằng chân thân thì nói không chừng còn có khả năng. Nhưng tướng thần thân là một trong tam vương bạt tộc, hành động của gã ta vốn dĩ đã cực kỳ mẫn cảm. Nhất cử nhất động đều bị cường giả giới hải chú ý, đặc biệt là thủ quan nhân phía vô nhân khu càng chú ý tướng thần. Cho nên tướng thần chỉ có thể ngưng tụ ra một pháp thân rồi tiến đến, không ngờ vẫn vấp phải trắc trở. Tướng thần theo bản năng cảm thấy, ngày sau Tiên Thiên Thánh Thể đạo thai, tên quân tiêu giao này tuyệt đối sẽ có tác dụng rất quan trọng. Nhưng hiện tại gã ta lại bất lực. Thủ đoạn Vân Thiên nhai lưu lại cũng cực kỳ khủng bố. Ông ta giơ tay nhấc chân thôi đã mang theo sức mạnh động thiên địa. Quân tiêu giao nhìn thôi cũng âm thầm líu lưỡi, xem ra phụ thân của đời này cũng có địa vị rất cường đại, thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Quan trọng nhất chính là, ông ta cũng bênh vực người mình. Điểm này là quan trọng nhất đáng chết. Tướng thần vô cùng tức giận. Sức mạnh pháp thân của gã ta đang dần dần tiêu hao. Hơn nữa mặc dù gã có thể chiến thắng, đánh hạ thế giới năm đầu, nhưng gia tộc sau lưng Vân Thiên Nhai nhất định sẽ phái cường giả tiến đến lần nữa. Bạch tộc muốn nhanh chóng im hơi lặng tiếng mà đánh hạ một thế giới, mà không phải khuấy đảo cho cả giới hài đều biết. Cho nên sau một hồi chống lại, bóng dáng pháp thân của tướng thần cũng trở nên nhạt nhòa, muôn rời khỏi. Vân Thị Đế tộc, bổn vương nhớ kỹ món nợ này muốn chạy. Vân Thiên Nhai thỏ bàn tay to lớn ra, bộc phát sức mạnh vô song, cứ như cả thế giới đều bị đánh tan. Đây là một trong những thần thông trí cường của Vân Thị Đế Tộc, Vân không diệt giới trưởng. Phanh! Một chương giáng xuống, cứ như một thế giới bị nghiền áp. Pháp thân tướng thần trực tiếp nổ tung, giống như pháo hoa vô tận nở rộ. Thiên Nhai Đại Đế, chờ! Tiếng quát tức giận quanh quẩn thật lâu, thể hiện sự phẫn nộ của tướng thần. Gã ta đường đường là vương giả bạt tộc, lại bị người ta đánh nát một pháp thân bằng cách thức khuất nhục như thế. Tuy rằng chỉ là một pháp thân, nhưng cũng làm ảnh hưởng đến uy nghiêm của vương giả bạt tộc là gã ta. Nhưng một trường này không chỉ tiêu diệt pháp thân tướng thần, mà cả rất nhiều tăng yêu chung quanh cũng tan biến, thậm chí mấy đại đế bạt tộc cũng bị trùng kích. Không đến mức trực tiếp bị đánh chết, nhưng cũng bị thương. Thiên nhai đại đế cường thế, khủng bố như vậy đó. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết rốt cuộc trận đại chiến cũng sắp kết thúc nguyên đế nhìn thấy vậy thì cả người giống như thạch hóa xong rồi đều xong rồi trong đầu nguyên đế trống rỗng hình như ngay từ lúc huyền thiên thần triều có thánh thể đạo thay giáng sinh nguyên tổ thần triều đã bắt đầu đi đến bước đường hủy diệt mà hiện tại tất cả đều đã kết thúc tạm thời đừng nói đến áp lực vân thị đế tộc mang đến chỉ chuyện nguyên tổ thần triều bọn họ cấu kết với bạt tộc cũng đã là tội chết toàn bộ thế lực thế giới năm đầu đều sẽ cướp lấy cơ hội hủy diệt nguyên tổ thần triều kết thúc lão già của vân thị đế tộc cũng ra tay muốn rửa sạch địch nhân mấy đại đế bạt tộc có kẻ trốn có kẻ chết tăng yêu và những sinh linh bạt tộc còn lại cũng bị tiêu diệt sạch còn nguyên tổ thần triều cùng nguyên đế căn bản không cần nguyệt chỉ lam ra tay những thế lực bất hủ từng kết minh với nguyên tổ thần triều đều hận chúng thấu xương giờ phút này sau khi biết trượng phu của nguyệt chỉ lam là thủ quan nhân những thế lực đó càng nghĩ thôi đã thấy sợ sợ cuối cùng huyền thiên thần triều sẽ thanh toán với bọn họ cho nên cả đám đều rất ra sức trong việc tàn sát tu sĩ nguyên tổ thần triều muốn mượn cách này để được huyền thiên thần triều tha thứ. Còn nguyên đế thì bị mấy đại đế của các thế lực bất hủ vây công. Ông ta vốn đã bị thương nên tất nhiên không chịu nổi. Cuối cùng trong một tiếng gào giống không cam lòng và phẫn nộ, ông ta bị đánh nổ. Mà bên này, Nguyệt Chỉ Lam thì cùng quân tiêu giao, Vân Khê nhìn về phía Vân Thiên Nhai. Vân Thiên Nhai không phải là chân thân, đây chẳng qua là thủ đoạn ông để lại mà thôi. Nhưng ông cũng lưu lại một tia linh thức của mình trong đó. Đầu tiên ông nhìn về phía Nguyệt Chỉ Lam và nói, chỉ lam năng lượng trong thủ đoạn ta để lại cũng sắp hao hết nhưng tiếp theo có vân mặc cổ tổ ở đây an nguy của mọi người không còn đáng lo ngại nữa vành mắt nguyệt chỉ lam phiếm hồng tuy rằng trong lòng oán trách vân thiên nhai rời đi nhưng bà cũng hiểu rõ lý lẽ biết vân thiên nhai thân là thủ quan nhân nên không có khả năng thời thời khắc khắc ở bên mình khi thủ quan nhân hưởng thụ chúng sinh cúng bái và tôn kính thì tất nhiên cũng phải gánh vác trách nhiệm của mình ngay sau đó vân thiên nhai lại nhìn về phía vân khê con rất giống với mẫu thân, cả thể chất cũng tương tự. Nghe Vân Thiên Nhai nói thế, Vân Khê vẫn có cảm giác khá mới lạ, dù sao từ khi nàng sinh ra cũng chưa từng nhìn thấy Vân Thiên Nhai. Phụ, phụ thân, nhưng Vân Khê vẫn yếu ớt mà nói một tiếng. Thân hình Vân Thiên Nhai được bao phủ trong ánh sáng, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy nụ cười nhẹ trên khóe môi ông. Cuối cùng ông ta mới nhìn về phía quân tiêu giao. Tâm thần quân tiêu giao hơi lạnh đi, tuy rằng Nguyệt chỉ Lam không để bụng rốt cuộc hắn có lai lịch gì, luôn chút hết toàn bộ tình thương của mẹ cho hắn. Nhưng rốt cuộc Vân Thiên Nhai có thái độ gì, quân tiêu giao không biết. Ông có chấp nhận nhi tử của mình còn có thân phận lai lịch khác hay không? Cho nên giờ phút này trong mắt quân tiêu giao cũng lộ ra một tia cẩn thận. Mà vẻ mặt của Vân Thiên Nhai vẫn rất bình thản. Không nghĩ tới lại là tiên thiên thánh thể đạo thai, xem ra tương lai của nhi tử ta nhất định phải danh chấn toàn bộ thế giới giới hải. Vân Thiên Nhai nhu hòa nói, không có chút khác thường nào, cứ như thật sự đang nói chuyện với nhi tử ruột thịt của mình. Vẻ mặt của quân tiêu giao cũng bình thản lại một ít Cha mẹ đời này của hắn có vẻ đều không kém Hơn nữa hình như đều không để ý rốt cuộc hắn có lai lịch gì Đối với con, thế giới nam đầu quá nhỏ Sau khi mọi chuyện kết thúc thì để vân mặc cổ tổ dẫn con về tộc đi Nếu đám lão gia hỏa trong tộc biết con là tiên thiên thánh thể đạo thai Thì không biết sẽ mừng đến cỡ nào Trong giọng nói của vân thiên nhai cũng mang theo tự hào đối với quân tiêu giao Quân tiêu giao cũng khẽ gật đầu và nói Hài nhi cũng có tính toán này nghe quân tiêu giao nói thế vân thiên nhai lộ ra ý cười sau đó bóng dáng ông ta chậm rãi tiêu tán thiên nhai nguyệt chỉ lam nhịn không được kêu gọi hiện tại vô nhân khu đang trong lúc rối loạn sau này ta sẽ trở về thăm mọi người vân thiên nhai để lại một câu cuối cùng rồi thân thể hóa thành quang điểm tiêu tán nhìn vân thiên nhai biến mất ánh mắt quân tiêu giao lộ ra một tia thâm thúy cũng có một tia chờ mong mơ hồ rốt cuộc hắn cũng có thể rời khỏi thế giới năm đầu đi đến giới hải càng rộng lớn rốt cuộc vân thị đế tộc là gia tộc như thế nào quân tiêu giao lẩm bẩm trong lòng trận đại chiến các bậc sử thi liên quan đến tồn vong của thế giới nam đầu này rốt cuộc cũng hạ màn các cường giả và tu sĩ của nguyên tổ thần triều bao gồm cả nguyên đế đều bị các thế lực bất hủ khắp nơi giết sạch không còn một ít tăng yêu và sinh linh bạt tộc còn lại cũng bị đuổi tận giết tuyệt khe nứt hư không cũng khép lại tóm lại thế giới nam đầu xem như đã an toàn tất cả mọi người biết Trận đại chiến này có thể thắng lợi đều là nhờ vào huyền thiên thần triều. Hoặc nên nói là nhờ trượng phu của huyền thiên nữ đế, vị thủ quan nhân cường đại thần bí kia. Hơn nữa, phía sau vị thủ quan nhân này là, gia tộc có nội tình và thực lực cao cấp nhất nhì giới hải. Suy cho cùng, không có bao nhiêu gia tộc dám tự xưng là đế tộc. Thêm nữa, cũng nhờ vào thủ quan nhân mà trong thời gian ngắn, thế giới nam đầu không cần lo lắng sẽ lại có hắc họa tộc đàn xâm lược. Sinh linh của thế giới nam đầu, cuối cùng cũng có thể hưởng thụ một khoảng thời gian an bình còn một việc mà các thế lực bất hủ đều hiểu rõ đó chính là có lẽ tương lai thế giới năm đầu sẽ do huyền thiên thần triều quyết định huyền thiên thần triều sẽ trở thành thế lực thống trị ở thế giới năm đầu không một ai nghi ngờ điều này không bàn đến trượng phu của nữ đế nguyệt chỉ lam cường đại đến mức nào bối cảnh có khủng bố đến bao nhiêu chỉ dựa vào chính bản thân huyền thiên thần triều thôi cũng đã đủ để gánh vác địa vị của thế lực thống trị suy cho cùng nữ đế nguyệt chỉ lam đã chứng đạo nữ nhi vân khê của bà là thế giới chi tử do chính ý chí của thế giới năm đầu, tinh đế năm đầu lựa chọn là chủ nhân tương lai của thế giới năm đầu. Nhi tử của bà lại là tiên thiên thánh thể đạo thai độc nhất vô nhị vạn cổ, tư chất yêu nghiệt vô song, sau đó nhất định sẽ đi vào đế tộc hùng bá một phương kia. Tương lai hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật có quyền thế ngập trời ở giới hải. Hơn nữa, các thế lực như thần điện nữ thần băng tuyết cũng đã trở thành minh hữu và người ủng hộ kiên định của huyền thiên thần triều. Cho nên dù thế nào thì việc huyền thiên thần triều thống nhất thế giới năm đầu cũng đã trở thành kết cục đã định chuyện được đọc bởi kênh haleji audio sau đại chiến toàn bộ thế giới năm đầu đều bách phế đãi hưng trận đại chiến này phá hủy rất nhiều tinh vực và sinh mệnh cổ xưa đông huyền tinh vực là chiến trường chính nên bị hủy hoại nhiều nhất huyền thiên thần triều phái rất nhiều cường giả duy trì trật tự dẫn dắt các thế lực lớn xây dựng lại gia viên vì vậy cũng không cần nói nhiều về uy danh của huyền thiên thần triều nữa không còn thế lực nào dám khiêu khích địa vị của huyền thiên thần triều ở thế giới năm đầu có thể nói sự quật khởi của huyền thiên thần triều đã không gì có thể cản trở nữa dù sao có liên hệ với một đế tộc cường đại thì huyền thiên thần triều nhất định sẽ phát triển phồn thịnh mà ngay lúc khắc nơi bắt đầu chỉnh đốn lại trật tự ở thủ đô huyền thiên thần triều trong một tòa đại điện rộng lớn vài bóng dáng đang nói chuyện với nhau đó là nguyệt chỉ lam quân tiêu giao vân khê và vị lão giả kia cũng chính là một vị cổ tổ của vân thị đế tộc vân mặc trong lần đại chiến này may mắn nhờ tiền bối ra tay nguyệt chỉ lam cảm tạ vân mặc tuy rằng hiện giờ nguyệt chỉ lam cũng là một vị nữ đế thân phận địa vị đều không thấp nhưng dù sao vân mặc cũng là cổ tổ của nhất mạch ở vân thị đế tộc hơn nữa còn có quan hệ chặt chẽ với vân thiên nhai vì vậy sự tôn kính nên có thì vẫn phải có ha ha nữ đế khách khí lão phu chỉ là một lão già nhàn rỗi ở lại trong tộc cũng không có việc gì làm lúc trước thiên nhai nói có việc nhờ vào lão phu lão phu liền đến đây vẫn luôn ở lại thế giới năm đầu nhưng thật không ngờ lại gặp phải chuyện bạt tộc xâm lấn này. Vân mặc cười ha ha nói. Quân tiêu giao mở miệng dò hỏi, không biết tiền bối có biết mục đích bạt tộc xâm lấn là gì không? Ta thấy hình như mục đích quan trọng nhất của bọn chúng không phải là muốn phá hủy thế giới nam đầu. Nghe quân tiêu giao hỏi, trong mắt vân mặc hiện lên một tia thưởng thức. Quân tiêu giao không chỉ có thiên phú tuyệt thế, mà còn có tâm tư vô cùng tinh tế. Đây là nhân vật có thể làm đại sự. Vân mặc nói, lão phu không biết tình huống cụ thể, nhưng lúc trước trong tộc từng nhận được tin tức. Không chỉ tướng thần, mà hình như tam vương bạt tộc đều có hành động. Còn về mục đích của bạt tộc, thì có đồn đãi là muốn tìm vị đế vương tối cao vô thượng của chúng. Lời nói của Vân mặc làm mấy người quân tiêu giao đều dùng mình. Người lãnh đạo bạt tộc là nhất đế tam vương. Thực lực của Tam Vương đã cường đại đến thế thì cảnh giới thực lực của vị đế vương bạt tộc trong truyền thuyết kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Đế vương bạt tộc trong truyền thuyết kia tên là đế nữ bạt, là nữ đế tối cao của bạt tộc ả à, đã biến mất rất lâu, nhưng lúc trước có tin tức, hình như bạt tộc đang tìm kiếm chuyển thế của đế nữ bạt. Nghe Vân Mặc nói, đáy mắt quân tiêu giao xẹt qua một tia sáng. Đế nữ bạt, tên này khiến quân tiêu giao, nhớ lại đế nữ châu mà lúc trước hắn đánh dấu trong khe nứt hư không, giữa hai bên này lại có liên hệ gì đây? Ý của tiền bối là, bạt tộc cho rằng, chuyển thế của vị đế nữ bạt kia có lẽ là ở một trong các thế giới giới hải. Quân tiêu giao nói, không sai, cho nên bạt tộc mới có hành động, muốn đem thế giới nam đầu làm thành ván cầu, tiếp đó thẩm thấu vào các thế giới khác, tìm kiếm tung tích của đế nữ bạt. Nếu bạt tộc tìm được chuyển thế của đế nữ bạt, thì e rằng đây sẽ là kiếp nạn lớn của giới hải trong tương lai. Ngữ khí của Vân mặc lộ ra một chút lo lắng. Nhưng ông ấy vẫn nói với Nguyệt Chỉ Lam, đương nhiên, việc này cũng không có liên quan gì đến các ngươi. Sau lần này, trong thời gian ngắn, bạt tộc sẽ không tiếp tục tạo thành uy hiếp đối với thế giới nam đầu huyền thiên thần triều cũng có thể trở thành thế lực thống trị thế giới nam đầu nhưng vân tiêu nó vân mặc nhìn về phía quân tiêu giao với tư chất của quân tiêu giao nếu ở lại thế giới nam đầu thì không khác gì phung phí lộc trời ý của tiền bối là thật ra trong lòng của nguyệt chỉ làm hiểu rất rõ ràng kỳ thật ngay lúc đứa bé này sinh ra lão phu liền lập tức cảm nhận được nhưng thiên nhai từng nói không thể can thiệp vào sinh hoạt của mọi người hiện giờ ngươi cũng nhìn thấy thiên phú của đứa nhỏ vân tiêu này mặc dù trước mắt trong tộc không biết gì về nó. Nhưng nếu Vân Tiêu trở lại Vân Thị Đế Tộc, thì nhất định sẽ trở thành nhân vật trung tâm. Vân Mặc nói. Vân Khê nghe đến đây thì bỗng hiểu ra. Đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi run rẩy, ngữ khí cũng mang theo một tia kinh hoàng. Nương, như vậy là có ý gì, chẳng lẽ ca ca phải? Nguyệt chỉ lam nhẹ gật đầu, tuy rằng bà cũng rất luyến tiếc quân tiêu giao. Nhưng đối với tiên thiên thánh thể đạo thai, thế giới nam đầu thật sự quá nhỏ bé vậy Khê Nhi muốn đi cùng ca ca. Ngữ khí của Vân Khê vô cùng kiên định. Quân tiêu giao lại cười cười và nói, Khê Nhi, muội nói gì vậy? Hiện tại muội là thế giới nam đầu tri tử, còn có rất nhiều căn nguyên của thế giới nam đầu cần muội luyện hóa. Bây giờ rời đi với huynh ngược lại là sẽ cản trở muội. Ở bên cạnh ca ca làm sao có thể gọi là trở ngại được. Không kiềm nén được, trong mắt Vân Khê xuất hiện một giọt nước mắt trong suốt. Vân Tiêu, quyết định của ngươi là. Vân mặc nhìn về phía quân Tiêu Giao, Tuy ông rất muốn quân tiêu giao trở về vân thị đế tộc, nhưng suy cho cùng việc này cần chính bản thân quân tiêu giao quyết định. Ta muốn đến vân thị đế tộc. Ngữ khí của quân tiêu giao đầy quyết đoán. Quân tiêu giao không phải loại người bảo thủ, có chỗ dựa lợi hại như vậy mà còn cố chấp nhất định phải dựa vào nỗ lực của chính bản thân để vươn lên gì đó, không phải là tên ngốc mới làm sao. Đúng như lời nói của Vân Mặc, chỉ cần quân tiêu giao trở lại vân thị đế tộc, thì với tư chất tiên thiên thánh thể đạo thai, hắn tuyệt đối sẽ là thiên tài trung tâm, là báu vật vô giá. Hơn nữa, phụ thân hiện giờ của hắn là Vân Thiên Nhai, cũng là đại lão của Vân Thị Đế Tộc. Cho nên, thật sự như lời nói của Nguyệt Chỉ Lam nói, quân tiêu giao vừa sinh ra đã đứng trên chúng sinh, tương lai nhất định sẽ trở thành tồn tại trói mắt nhất ở giới hải. Tiêu nhi, nương ủng hộ con. Tuy rằng Nguyệt Chỉ Lam cũng luyến tiếc quân tiêu giao nhưng bà hiểu rõ lý lẽ. Mặc dù huyền thiên thần triều cũng là một thế lực bất hủ hùng bá một phương, tương lai còn có thể trở thành thế lực thống trị thế giới năm đầu, nhưng thật ra vẫn thua kém rất nhiều so với vân thị đế tộc. Phải biết rằng, cho dù đưa mắt nhìn khắp toàn bộ thế giới giới hải, thì vân thị đế tộc cũng là quái vật khổng lồ xếp hàng đầu. Với thiên phú của quân tiêu giao, tất nhiên sẽ có tương lai càng tốt hơn ở vân thị đế tộc. Nhưng mà... Vành mắt vân khê phiếm hồng. Trước kia tuy quân tiêu giao bế quan 15 năm, nhưng ít ra hắn vẫn ở huyền thiên thần triều. Chỉ cần vân khê muốn thì vẫn có cách để gặp mặt hắn. Nhưng bây giờ, quân tiêu giao phải rời đi vân khê vốn có chút ỉ lại hắn tất nhiên trong lòng sẽ khó chịu thấy vân khê rừng rừng nước mắt quân tiêu dao có chút không đành lòng tuy vân khê chỉ là muội muội hờ nhưng quân tiêu dao cũng không thể không thừa nhận hắn quả thật có chút yêu thương cô bé xinh đẹp thuần khiết người cũng như tên này như vậy đi chúng ta lại giao hẹn với nhau được không quân tiêu dao cười nhẹ và nói vân khê ngừng nước mắt nhìn về phía quân tiêu dao lúc nào muội có thể hoàn toàn khống chế lực lượng căn nguyên của thế giới trở thành chủ nhân chân chính của thế giới năm đầu hơn nữa tu vi cao hơn cảnh giới trí tôn thì khi đó muội có tư cách rời khỏi thế giới năm đầu đến vân thị đế tộc tìm huynh hiện giờ vân khê là thế giới tri tử ở lại thế giới năm đầu tu luyện là thích hợp nhất cho nên trước mắt quân tiêu giao không thể đưa vân khê cùng đến vân thị đế tộc nghe thấy lời giao hẹn này trong đôi mắt xinh đẹp của vân khê lập tức lập lòe ánh sáng kiên định thoạt nhìn điều kiện này hình như là có chút hà khắc suy cho cùng cảnh giới trí tôn cũng không phải dễ dàng đạt đến như vậy không phải ai cũng yêu nghiệt như quân tiêu dao nhưng vân khê tin tưởng nếu nàng có thể khống chế sức mạnh căn nguyên của thế giới nam đầu một cách thuần thục thì không chừng thật sự có thể dùng tốc độ nhanh nhất đột phá đến cảnh giới trí tôn đến lúc đó nàng có thể đi tìm quân tiêu dao một lời đã định vân khê nín khóc mỉm cười vươn ngón út ra quân tiêu dao cũng duỗi tay ra sau khi hàn huyên từ biệt quân tiêu dao chuẩn bị rời đi cùng vân mặc Nguyệt Chỉ Lam và Vân Khê ở lại thế giới Nam Đẩu, củng cố địa vị của Huyền Thiên Thần Triều. Đến lúc đó, tuy Huyền Thiên Thần Triều vẫn không thể sánh bằng Vân Thị Đế Tộc, nhưng hiển nhiên cũng sẽ trở thành một trong những thế lực bất hủ đứng đầu ở giới hải. Ca ca, Huynh nhất định phải chờ Khê Nhi, Khê Nhi sẽ đi tìm Huynh. Vân Khê yêu kiều hô lớn. Quân tiêu giao hơi mỉm cười. Hai Huynh muội các ngươi thật không đơn giản, ngươi thì không cần nhiều lời, là một quái vật triệt triệt để để cô bé vân khê cũng có thiên phú tuyệt thế không chỉ là huyền xá chi thể hơn nữa tuổi trẻ như vậy đã trở thành chủ nhân của một đại thế giới tiền đồ của nó cũng không thể khinh thường vân mặc cười thản nhiên nói quân tiêu dao cũng mỉm cười đương nhiên hắn sẽ không nói là chính hắn nhường vị trí chủ nhân đại thế giới cho vân khê bởi vì quân tiêu dao quả thật là chướng mắt vị trí này nhưng cưng chiều muội muội hờ của mình một chút cũng không có gì đúng rồi tiền bối Người có thể giới thiệu một chút về vân thị đế tộc cho vãn bối biết được không? Quân tiêu giao nói. Đừng xa lạ như vậy, ngươi là nhi tử của thiên nhai, cứ gọi lão phu là mặc lão đi. Đương nhiên, ta sẽ nói rõ ràng chuyện của gia tộc cho ngươi biết. Tay áo của vân mặc vung lên, một chiếc thuyền cổ xưa xuất hiện. Ông và quân tiêu giao hạ xuống thuyền, lao ra khỏi thế giới nam đầu. Ở giới hải, các thế giới khác nhau đều được tách riêng bằng vách tường thế giới, trừ một vài địa điểm đặc biệt hoặc truyền tống trận, ra thì chỉ có cường giả ở cảnh giới chuẩn đế, trở lên mới có năng lực xuyên qua các thế giới. Đương nhiên, thông thường cường giả cũng sẽ không tùy tiện đi vào một thế giới khác. Nguyên nhân rất đơn giản, thế giới khác, nhau, quy tắc thiên địa cũng có khác biệt. Một vị cường giả chuẩn đế đến một thế giới khác, cũng có thể xuất hiện tình huống không quen khí hậu. Một khi gặp phải loại tình huống này, thì không chừng sức chiến đấu của người đó sẽ bị suy yếu một chút. Cho nên nếu không có mục đích gì, thì cường giả ở các đại thế giới sẽ không tùy tiện qua lại. Vân Mặc dẫn theo quân tiêu giao rời khỏi thế giới Nam Đầu. Bên ngoài thế giới Nam Đầu là một mảnh vũ trụ đen nhánh mênh mông vô tận. Tĩnh mịch, trống trải. Ở nơi rất xa không nhìn thấy cuối, thấp thoáng có vài ánh sao mỏng manh lập lòe. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, có cảm giác như đã đến nơi tận cùng thế giới. Người bình thường lần đầu tiên đối mặt với cảnh tượng như vậy, không chừng thật sự sẽ hơi e sợ. Vân Mặc thì đã nhìn mãi thành quen, ông liếc nhìn quân tiêu giao một cái, nhận thấy thần sắc của quân tiêu dao vẫn vô cùng bình thản việc này khiến trong lòng vân mặc càng đánh giá cao quân tiêu giao thêm vài phần theo lý thuyết quân tiêu dao sinh ra ở thế giới năm đầu trước nay hẳn chưa từng rời khỏi thế giới này nhưng đối mặt với cảnh tượng như vậy hắn vẫn có thể bình thản đạm bạc chỉ tâm tính này cũng đã làm vân mặc vô cùng hài lòng hổ phụ vô khuyển tử thiên nhai sinh được một nhi tử tốt vân mặc cảm thán trong lòng lúc này quân tiêu dao mở miệng mặc lão, ta chỉ muốn biết rốt cuộc vân thị đế tộc cường đại đến mức nào. Hắn cần phải biết rõ về nội tình và thực lực của vân thị đế tộc. Giới hải không phải cửu thiên tiên vực. Ở tiên vực, quân tiêu giao dùng họ quân là có thể một tay che trời, không cần kiêng rè gì. Đối với vấn đề của quân tiêu giao, trên mặt vân mặc bất chợt toát ra một chút kiêu ngạo cùng tự hào. Nếu muốn nói rõ ràng, thì mấy ngày mấy đêm cũng nói không hết. Nói ngắn gọn, ở toàn bộ giới hải, ngươi không cần kiêng để bất cứ thế lực nào, bởi vì những người khác sẽ kiêng rẻ con. Vân Mặc giải thích cực kỳ đơn giản, lại miêu tả sự cường đại của Vân Thị đế tộc vô cùng rõ ràng. Quân Tiêu Giao hơi gật đầu. Lời này cho thấy một tin tức, chính là hắn có thể trêu chọc bất cứ kẻ nào mà không cần cố kỵ gì thậm chí. Chém giết bất cứ kẻ nào. Đây mới là thông tin quân tiêu giao yêu cầu biết rõ. Bởi vì hắn cần phải vang danh giới hải. Hắn phải tìm được bốn hồn của Khương Thánh Y, hoặc phải nói, khiến chính mình văng danh thiên hạ làm bốn hồn của khương thánh y tìm đến hắn hắn tin tưởng hắn và bốn hồn của khương thánh y tuyệt đối có một loại duyên phận thu hút lẫn nhau theo vận mệnh mặc kệ thế nào quân tiêu dao cũng đã âm thầm hạ quyết định cho dù vận dụng loại thủ đoạn thiết huyết nào hắn cũng phải uy chấn giới hải đây là thủ đoạn đạt thành mục đích của hắn nhưng trước hết việc quan trọng nhất quân tiêu giao phải biết chính là làm sao để dung nhập vào vân thị đế tộc hơn nữa còn phải là có quyền lợi và địa vị thật sự Tuy rằng hiện giờ dựa vào Vân Thiên Nhai, hắn cũng có thể thực hiện tất cả, nhưng dù sao cũng phải tự dựa vào bản thân để chứng minh. Quân tiêu giao hắn không muốn làm cha nhị đại, dù hắn cũng có thể dựa vào cha để ăn cơm. Bên cạnh, Vân mặc nhìn quân tiêu giao nói, có người tồn tại, trận đấu tranh đoạt vị trí thiếu chủ lần này xem như mới có cái để xem. Quân tiêu giao nghe vậy thì đuôi lông mày hơi nhướng lên. Với thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai, của hắn mà còn phải chủ động đi tranh giành vị trí thiếu chủ kia sao? truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Xem ra trong nội bộ vân thị đế tộc cũng rất rắc rối phức tạp. Quân tiêu giao nói, nếu đã có chuyện tranh giành vị trí thiếu chủ, vậy thì cho thấy có sự tranh giành giữa các tộc mạch khác nhau. Quân tiêu giao có chút không thích việc này. Không phải hắn sợ loại tranh đấu này, mà bởi vì hắn đã quen thuộc với loại gia tộc có không khí hài hòa đoàn kết, như quân gia. Vân mặc nghe vậy, hơi mỉm cười nói, thật ra người không cần lo lắng việc này đâu, vân tiêu. Tuy nội bộ Vân thị đế tộc ta cũng có sự tranh giành giữa các tộc mạch khác nhau, nhưng nhìn chung vẫn rất đoàn kết. Hơn nữa, nhất mạch này của lão phu cũng chính là tộc mạch của phụ thân ngươi, vẫn luôn là tộc mạch nắm quyền trong Vân thị đế tộc. Hơn nữa, Vân Tiêu ngươi là Tiên Thiên Thánh thể đạo thai, có thiên phú và thực lực kinh người như thế, thì việc trở thành thiếu chủ của Vân thị đế tộc sẽ không có trở ngại gì đâu. Nghe lời nói của Vân Mặc, Quân Tiêu gào khẽ gật đầu. Như vậy thì tốt rồi hắn chỉ sợ gặp phải loại tộc mạch suy tàn, cần hắn đi trọng trấn hay gì đó. Cốt chuyện như vậy khó tránh khỏi có chút cẩu huyết. Sau đó, quân tiêu giao cũng hiểu rõ hơn. Thiên tài của vân thị đế tộc nhiều như cá giết qua sông. Chỉ ở giới hải đã có đến 10 vị có danh có tiếng. Trong tộc mạch vân thiên nhai nắm quyền này cũng có một nữ thiên tài khá nổi tiếng. Bọn họ đều có thiên phú kinh người bất đồng. Đương nhiên, những người này không thể so sánh với tiên thiên thánh thể đạo thai của quân tiêu giao. Suy cho cùng thì từ cổ trí, Kim, đây chính là loại thể chất số 1 số 2. Tất nhiên, nội bộ vân thị đế tộc ta có tranh chấp thế nào đi nữa thì đối ngoại, cũng vô cùng đoàn kết. Bởi vì ở giới hải không phải chỉ có một mình vân thị đế tộc. Vân mặc nói, nguyện nghe kỹ càng. Quân tiêu giao hiếu kỳ nói, hắn muốn hiểu biết thêm một chút về sự phân bố thế lực ở giới hải. Nhìn hết toàn bộ giới hải vô tận, những tộc có thể được xưng là đế tộc cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tính cả vân thị đế tộc ta, tổng cộng có bát đại đế tộc tồn tại, Bát đại đế tộc này còn được gọi là bát tộc viễn cổ, nội tình thâm hậu, truyền thừa vạn đời, bao trùm phía trên các thế lực bất hủ ở giới hải, làm chủ vũ trụ mênh mông, quan sát chúng sinh vô tận. Bát tộc viễn cổ. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm tự nói, không ngờ khởi nguyên của Vân thị đế tộc lại xa xưa đến như vậy. Xem ra hắn cũng coi như biết cách đầu thai, được sinh trong một gia tộc hiển hách. Quan hệ giữa bát đại đế tộc rắc rối phức tạp, nhất thời khó có thể nói rõ ràng. Nhưng Vân thị đế tộc ta là bộ tộc số 1 số 2, đứng đầu trong bát đại đế tộc các đế tộc khác nhiều ít cũng có sự kiêng rẻ vân thị đế tộc nói tới đây trong lời nói của vân mặc lờ mờ toát ra chút kiêu ngạo cho dù trong bát đại đế tộc vân thị đế tộc họ cũng là tộc dẫn đầu đây là nội tình và thực lực của vân thị đế tộc quân tiêu giao hoàn toàn yên lòng không thể nghi ngờ có chỗ dựa vững chắc như vân thị đế tộc thì hành động của quân tiêu giao ở giới hải sẽ thuận tiện hơn rất nhiều đúng rồi vân tiêu hiện giờ trong tộc không có bao nhiêu người biết về sự tồn tại của ngươi dù sao thiên nhai vẫn luôn giấu giếm chuyện này. Có lẽ hắn không muốn người trong tộc quấy dày mẫu tử các ngươi. Mà hiện giờ ngươi phải trở về gia tộc, cũng nên làm tên tuổi của mình trở nên nổi bật. Vân mặc nói. À, ý của mặc lão là. Quân tiêu giao nói. Trước đây ta có nghe nói, bia phong thần có khả năng sẽ xuất thế ở toái tinh hải. Đó có lẽ là điểm xuất phát để ngươi nổi danh giới hải. Vân mặc nói. Bia phong thần. Không sai, từ xưa đến nay bia phong thần bi, ghi danh rất nhiều thiên tài kinh người ở thế giới giới hải. Tất cả thiên tài trẻ tuổi ở giới hải đều xem việc ghi lại tên họ của mình, trên bia phong thần là vinh quang. Bia phong thần có tất cả chín khối, trọng điểm ghi nhận nhiều phương diện khác nhau, như thân thể, nguyên thần, ngộ tính, thiên phú các loại. Lần này, bia phong thần xuất thế ở Toái Tinh Hải không biết về phương diện nào. Nhưng với thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai của ngươi, ta nghĩ việc ghi tên lên bia phong thần hẳn là sẽ không có vấn đề gì hơn nữa nếu xếp hạng ở những vị trí đứng đầu trên bia phong thần thì còn có thể đạt được khen thưởng vừa có thể nổi danh vừa có thể được khen thưởng thật đúng là một công đôi việc vân tiêu lần đầu tiên ngươi về gia tộc nếu ngươi không có chút danh tiếng gì thì những đứa nhỏ trong gia tộc không thể không tìm con đánh hai ba chiêu đâu vân mặc hơi mỉm cười và nói quân tiêu giao rốt cuộc hiểu rõ bia phong thần này gần như có thể xem như là phiên bản tuổi trẻ của vạn thế đế bảng cũng chính là ghi lại xếp hạng thiên tài ở giới hải từ xưa đến nay, hơn nữa chia thành chín khối, xếp hạng nhiều phương diện khác nhau. Quân tiêu giao chính là yêu quái thập toàn thập mỹ, thân thể, nguyên thần, ngộ tính, thiên phú, mỗi phương diện gần như đều là đỉnh cao nhất. Cũng tốt, thật ra ta cũng muốn biết rốt cuộc thiên tài của giới hải đạt đến trình độ nào. Quân tiêu giao gật đầu, hắn quả thật có chút hứng thú. Nghe nói, người có thể ghi tên lên cả chín khối của bia phong thần, còn có thể đạt được phần thưởng đặc biệt, Vân Mặc nói, ông ấy cũng rất muốn biết tiên thiên thánh thể đạo thai, trong truyền thuyết rốt cuộc có đủ năng lực ghi tên lên cả chín khối của bia phong thần, hay không? Quân tiêu giao chỉ mỉm cười, hưng bá cả chín khối bia phong thần sao? Đối với hắn, việc này hình như cũng không khó khăn gì. Nhưng trước hết vẫn là đứng đầu một khối của bia phong thần đi, coi như là một phần quà gặp mặt tặng cho vân thị đế tộc. Quân tiêu giao quyết định, đối với các vị thiên tài giới hải, chỉ cần có thể ghi tên mình lên bia phong thần đã là vinh quang tột đỉnh nhưng đối với quân tiêu giao nếu không bước lên vị trí đầu bản thì không còn ý nghĩa gì nữa chỉ có thể nói hiện tại tầm mắt của quân tiêu giao đã cao đến mức ngay cả thiên tài tuyệt thế ở giới hải cũng chỉ có thể ngước nhìn mà ngay khi quân tiêu giao đến nơi bia phong thần xuất thế cũng chính là toái tinh hải bạt tộc trong hắc họa tộc đàn vẫn không ngừng xâm lược các thế giới giới hải thế giới năm đầu chỉ là một trong các mục tiêu của bạt tộc mà thôi bọn chúng còn có rất nhiều lựa chọn khác thế giới thanh dương là một thế giới trong giới hải vô tận khác với thế giới nam đầu là một thế giới đại thiên, nó chỉ là một thế giới tiểu thiên. Nhưng dù chỉ là thế giới tiểu thiên, diện tích của thế giới thanh dương cũng vô cùng rộng lớn. Trong một thế giới tiểu thiên như vậy, hỗn độn đạo tôn đã xem như chiến lực đỉnh cao. Ở thế giới thanh dương cũng xuất hiện khe nứt hư không, có sinh linh bạt tộc xâm lược. Đương nhiên, bởi vì thế giới thanh dương chỉ là một thế giới tiểu thiên, cho nên bạt tộc xâm lược nơi này không có khả năng đáng sợ như thế giới nam đầu, càng không thể bị một vương giả bạt tộc chú ý. Chiến lực mạnh nhất của sinh linh bạt tộc xâm lược thế giới Thanh Dương cũng chỉ cùng một cấp bậc với Hỗn Độn Đạo Tôn mà thôi. Lúc này, rất nhiều thế lực cùng tu sĩ của thế giới Thanh Dương đang đánh trận đấu quyết định với sinh linh bạt tộc xâm lược. Nhưng người lãnh đạo các tu sĩ của thế giới Thanh Dương lại là một vị nam tử trông vô cùng trẻ tuổi. Nam tử tư thế oai hùng, vóc dáng thon dài, tóc đen tung bay. Tay hắn ta nâng một cái hồ lô như trạm ngọc, mặt ngoài phân bố hoa văn tinh tế huyền ảo mà khí tức cảnh giới của hắn ta rõ ràng đã đạt đến trí tôn cảnh việc này làm người ta hơi giật mình phải biết rằng đừng nói ở một thế giới tiểu thiên ngay cả ở thế giới đại thiên thì người còn trẻ tuổi như thế đã đạt đến trí tôn cảnh cũng vô cùng hiếm thấy mặc dù hắn ta đã có thực lực trí tôn cảnh nhưng dù sao vẫn hơi yếu kém khi đối mặt với một đạo tôn bạt tộc không ngờ một thế giới tiểu thiên lại có thể sinh ra một kẻ dị loại như ngươi nhưng vô dụng hôm nay bạt tộc ta sẽ hoàn toàn xâm chiếm thế giới thanh dương Giọng điệu của vị đạo tôn bạt tộc kia vô cùng lạnh lùng, "Mơ tưởng có Sở Tiêu ta tồn tại thì không cho phép bạt tộc ngươi hủy diệt thế giới Thanh Dương." Thanh niên tên Sở Tiêu quát lớn một tiếng, vang vọng trời đất, căn nguyên thế giới vô cùng vô tận hội tụ quanh hắn ta, một thần phù thấp thoáng hiện ra. Đó là căn nguyên đế binh của thế giới Thanh Dương, thần phù Thanh Dương. Nhìn thấy thần phù xuất hiện, vô số tu sĩ của thế giới Thanh Dương đều hưng phấn hét lớn, Sở Tôn uy vũ, mà trong đám người một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần nhìn sở tiêu một tia ý cười ẩn hiện trên gương mặt cuối cùng trận đại chiến này đã kết thúc với thắng lợi của thanh dương thế giới tại thanh dương thế giới tu sĩ thế lực các phương đều nhìn chằm chằm sở tiêu có thể nói vào lúc quan trọng nhất nếu không có sở tiêu dẫn ra ý chí của thanh dương thế giới hiển hóa ra thanh dương thần phù vậy e rằng thanh dương thế giới sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát đều là dựa vào sở tôn thanh dương thế giới chúng ta mới có thể cứu không sai sở tôn chính là lãnh tụ của thanh dương thế giới chúng ta sở tôn đã được thanh dương thần phủ chấp nhận hắn ta chính là chủ nhân của thanh dương thế giới vô số ánh mắt vừa sùng bái vừa tôn kính nhìn sở tiêu sở dĩ bọn họ sùng kính sở tiêu không chỉ đơn thuần vì công tích này của hắn mà vì cuộc đời của hắn ta quá mức truyền kỳ từ nhỏ đã bị coi là cùi mục thậm chí còn bị người ta từ hôn khi nhục nhưng sở tiêu không vì thế mà trầm luân cuối cùng trong một đêm đã quật khởi mạnh mẽ hót một tiếng kinh hãi chúng nhân trở thành thiên kiêu một đời sau đó từng bước từng bước hắn ta đi tới như hôm nay trở thành sở tôn được vạn chúng kính ngưỡng lúc này đối mặt với vô số ánh mắt sùng kính chăm chú của các tu sĩ thanh dương thế giới sở tiêu vốn đã trải qua đủ mọi trắc trở cũng không nhịn được mà cười cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc hắn nhìn về phía một vị nữ tử tuyệt mỹ đứng trong đám đông nữ tử kia mặc váy trắng thuần thân thể mềm mại thon thả nhan như son ngọc băng thanh ngọc khiết mái tóc sáng bóng đến mức có thể soi gương được vấn lên bởi một cây châm ngọc bích gió nhẹ lướt qua một hai sợi tóc vương trên khuôn mặt khuôn mặt trái xoan đường nét tinh xảo đôi mắt như ngọc thạch đen óng ánh vừa nhìn qua dường như vẻ đẹp này không thuộc về mảnh thiên địa này mà như tiên nữ lạc phàm thanh tuyền thấy nữ tử tuyệt mỹ này ánh mắt sở tiêu trở nên mềm mại dịu dàng đạm đài thanh tuyền đây là phương danh của vị nữ tử này cũng là tình cảm chân thành của sở tiêu một đường hắn ta đi lên đạm đài thanh tuyền đã giúp đỡ rất nhiều lúc trước hắn ta bị từ hôn là đạm đài thanh tuyền cổ vũ hắn để cho hắn ta rời đi cũng chính vì có đạm đài thanh tuyền cổ vũ sở tiêu mới có thể có được món trí bảo giúp hắn ta thay đổi vận mệnh về sau có thể nói đạm đài thanh tuyền chính là nữ nhân trong định mệnh của hắn ta mà đạm đài thanh tuyền cũng coi sở tiêu là bằng hữu tốt nhất thậm chí có lẽ còn có một tia tình cảm vượt ra ngoài tình bạn tốt nhưng giữa nàng và Sở Tiêu chưa từng có cử chỉ nào thân mật gì. Dù sao thì, lai lịch của nàng cũng khá đặc biệt. Nếu quả thực xảy ra chuyện gì với hắn, sẽ khiến cho hắn rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục. Bởi vậy cho nên, Đạm Đài Thanh Tuyển vẫn luôn giữ khoảng cách nam nữ nên có giữa hai người. Sở Tiêu cũng không phải hạng người tinh trùng lên não, cho nên cũng không ngại. Hắn ta cho rằng, Đạm Đài Thanh Tuyển cũng quan tâm tới mình, cũng có hảo cảm với mình. Mà bây giờ, đại chiến đã kết thúc, cuối cùng hắn ta cũng có cơ hội bày tỏ tấm chân tình của mình. Lúc này, thấy Sở Tiêu đã giải quyết được triệt để tai họa ngầm của Thanh Dương thế giới, trở thành chủ nhân của Thanh Dương thế giới, từ trong lòng, Đạm Đài Thanh Tuyền cũng thấy mừng cho hắn ta. Nhưng dường như nghĩ tới chuyện gì đó, mi mắt nàng hơi rũ xuống, ánh mắt hơi tối đi buồn bã. "Thanh Tuyền, chúng ta thành công rồi." Sở Tiêu bước tới bên cạnh Đạm Đài Thanh Tuyền. "Sở Tiêu, chúc mừng ngươi." Đạm đại Thanh Tuyền nhoẻn cười xinh đẹp, mị hoặc vô cùng. Sở Tiêu nhìn mà ngây người thậm chí hắn ta chỉ muốn vượt rào ôm chặt nữ tử tuyệt mỹ nào vào lòng nhưng hắn ta nhịn được hắn ta biết đạm đài thanh tuyền là một người rất giữ gìn hiện giờ hắn ta còn chưa thổ lộ tấm lòng muốn trở thành đạo lữ với đạm đài thanh tuyền cho nên sở tiêu chỉ cười nói nếu không có thanh tuyền ngươi sở tiêu ta không thể đi được tới bây giờ tất cả đều vì sở tiêu ngươi cố gắng đạm đài thanh tuyền mỉm cười nói nàng thích nhất ở sở tiêu là kiên cường nghị lực và dũng khí nhìn giai nhân trước mặt tràn đầy nụ cười cuối cùng sở tiêu không thể nén nổi ngọn lửa nóng trong lòng kia hắn nhịn không được mà nói thanh tuyền hiện giờ đã bình định được dị tộc hết thảy đều kết thúc mà ta cuối cùng cũng trở thành chủ nhân của thanh dương thế giới cho nên sở tiêu hít sâu một hơi nhìn đạm đài thanh tuyền chân thành hỏi thanh tuyền nàng đồng ý gả cho ta chứ một câu này khiến cho cả thiên địa xung quanh yên tĩnh rồi tiếng hoan hô nổ bùng cả đám tu sĩ của thanh dương thế giới xung quanh đều đang cười ồn ào. Gả cho hắn ta, gả cho hắn ta, gả cho hắn ta. Tiếng hoan hô xung quanh khiến cho khuôn mặt đẹp như ngọc tạc của đạm đài thanh tuyền, hơi hồng lên, càng như đánh phấn, động lòng người. Nhưng nàng lại cắn môi, khiến cho trái tim sở tiêu rơi bột một cái. Không nên mà, chẳng lẽ mình và đạm đài thanh tuyền không phải ý hợp tâm đầu sao? Vì sao nàng còn trần chờ? Đúng lúc này, bỗng nhiên có một tiếng hừ lạnh vang lên giữa thiên địa. Chợt một cỗ sức mạnh kinh khủng ập xuống, dường như cả thế giới đều chấn động. Cái này, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ sinh linh bạt tộc còn chưa bị tiêu diệt hết sao? Biến cố như vậy khiến cho chúng tu sĩ Thanh Dương thế giới đều biến sắc. Giữa không trung xuất hiện một vị lão giả mặc hoa phục màu tím nhạt. Khí tức của lão giả kia khiến cho tất cả tu sĩ của Thanh Dương thế giới đều biến sắc. Hỗn độn đạo tôn. Trước đó, khi bạt tộc xâm lấn, một vị bạt tộc cấp hỗn độn đạo tôn đã có thể uy hiếp toàn bộ thanh dương, thế giới. Mà bây giờ, lại có thêm một vị hỗn độn đạo tôn nữa bất ngờ xuất hiện. Tất cả mọi người đều không ngờ nổi. Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tiểu thư tộc ta, há ngươi có thể trèo cao được. Lão giả lạnh lùng khinh thường nhìn sở tiêu. Sở tiên chấn động, không thể tin nổi mà nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn ta lại nhìn sang đạm đài thanh tuyền. Thanh tuyền, cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này suy nghĩ của sở tiêu loạn hết cả lên rồi. Mặc dù hắn biết lai lịch của đạm đài thanh tuyền có hơi thần bí. Nhưng thế này thì hơi quá rồi. Một vị hỗn độn đạo tôn nấp trong bóng tối làm người hộ đạo. Khoản chi này tuyệt đối kinh người. Tiểu thư, người đã ở thanh dương thế giới đủ lâu rồi. Bồi kẻ này chơi cũng chán rồi đi, nên về tộc thôi. Lão giả kia nói với đạm đài thanh tuyền. Chơi. Toàn thân sở tiêu run lên. Trận đại chiến thảm liệt vô cùng của cả thanh dương thế giới, trong mắt lão giả này, chỉ là một trò chơi thôi sao hắn ta nhìn đạm đài thanh tuyền không thể tin nổi chẳng lẽ đạm đài thanh tuyền chỉ đang chơi đùa với mình thôi sao đủ rồi lăng lão đừng nói nữa thấy ánh mắt của sở tiêu đạm đài thanh tuyền cắn môi quát lên nàng áy náy nhìn sở tiêu thật có lỗi sở tiêu có một số việc thanh tuyền không nói rõ với ngươi thực ra ta không phải tu sĩ của thanh dương thế giới mà là đến từ đạm đài đế tộc bốn chữ đạm đài đế tộc vừa dứt toàn bộ thanh dương thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù tuyệt đại bộ phận tu sĩ vừa nghe bốn chữ đạm đài đế, tộc đều mờ mịt ngơ ngác. Nhưng một số cường giả đỉnh cao của thanh dương thế giới nghe được danh hiệu này, đều biến sắc. Đạm đài đế tộc, hẳn là đạm đài đế tộc kia. Xem ra chính là đạm đài đế, tộc một trong tám bộ tộc từ thời viễn cổ trong truyền thuyết kia. Không ngờ thanh tuyển tiểu thư lại xuất thân từ đế tộc bực này. Khó trách, vị trí hộ đạo lại có hẳn tu vi hỗn độn đạo tôn nghe được một chút tin tức từ xung quanh sắc mặt sở tiêu cũng hơi cứng lại một trong bát đại đế tộc đạm đài đế tộc mặc dù hiện giờ sở tiêu cũng không rõ lắm rốt cuộc đạm đài đế tộc có quyền thế ngập trời cỡ nào nhưng hắn ta cũng hiểu có thể được gọi là đế tộc hiển nhiên là một thế lực gia tộc kinh khủng vô biên một phương lúc này xem như hắn ta đã hiểu vì sao cho tới bây giờ đạm đài thanh tuyền vẫn chưa từng tiếp xúc thân mật với hắn ta vì nếu quả thật sở tiêu dám có cử chỉ thân mật với đạm đài thanh tuyền e rằng ngay một khắc sau hắn ta sẽ bị vị hỗn độn đạo tôn này vỗ chết chỉ với một trưởng nghĩ tới đây hắn ta lại nhìn đạm đài thanh tuyền ánh mắt lại đầy ôn nhu đạm đài thanh tuyền vẫn luôn nghĩ cho hắn ta sở tiêu ngươi sẽ không trách ta giấu ngươi chuyện này chứ đạm đài thanh tuyền hơi yếu ớt hỏi nàng thật sự không muốn bỏ lỡ vị bằng hữu tốt nhất này thanh tuyền thì ra ngươi cũng vì ta sở tiêu mỉm cười thì ra đạm đài thanh tuyền luôn giữ khoảng cách với hắn không phải vì nàng không thích hắn mà là vì bảo hộ hắn nghĩ tới đây sở tiêu cảm thấy thật sung sướng về phần trò chơi gì đó mà lão giả kia nói sở tiêu ấn chặt suy nghĩ này trong lòng hắn tin tưởng nhất định đạm đài thanh tuyền sẽ không coi những tháng ngày kinh lịch cùng hắn như một trò chơi đạm đài thanh tuyền không phải loại trả xanh đùa bỡn người ta như thế nghe được sở tiêu nói vậy đạm đài thanh tuyền cũng thầm thở dài một hơi ít nhất coi như sở tiêu cũng hiểu được nàng sở tiêu đứng đối diện với lão giả kia ngực lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti mà nói. Ta không biết đạm đài đế tộc khủng bố cỡ nào. Nhưng, ta hiện tại, là chủ nhân của thanh dương thế giới, là cường giả trí tôn. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai có thể biết trước tương lai của ta sẽ có được thành tựu bực nào? Ta đã nói, ta sẽ cưới đạm đài thanh tuyền. Tiếng sở tiêu sang sảng vang vọng đất trời. Chỉ bằng ngươi, lão giả tên lăng lão kia chỉ cười lạnh khinh thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio chủ nhân của một thế giới tiểu thiên bé xíu mà có lòng tự tin lớn thế cơ à. Dưới chứng đạm đài đế tộc ta có tới vài chục thế giới đại thiên, chủ nhân một thế giới tiểu thiên, với đế tộc ta mà nói, chỉ như hạt bụi. Nếu ngươi là chủ nhân của một thế giới đại thiên, vậy lão phu thực sự phải cúi đầu chào ngươi. Về phần tu vi của ngươi, dù cảnh giới trí tôn không cao, nhưng trong thế giới bé nhỏ này cũng coi như hiếm thấy. Nhưng dù như thế, ngươi muốn cưới tiểu thư nhà ta cũng không khác gì người si nói mộng ánh mắt lăng lão đầy xem thường mặc dù ở tuổi này trong một thế giới tiểu thiên sở tiêu tu luyện được đến trí tôn khiến cho hắn khá bất ngờ nhưng cũng không có tác dụng gì với đế tộc mà nói bình thường kế thông gia vẫn phải kể đến môn đăng hộ đối muốn làm thông gia cũng phải thông gia đồng cấp thế lực gả thấp là không thể nào đường đường huyết mạch của đế tộc viễn cổ làm sao có thể gả thấp quả thật sở tiêu cũng có chút thiên phú tu luyện nhưng xuất thân lại quá hèn mọn cho dù gộp cả thanh dương thế giới vào cũng không đủ cho lăng lão nhìn thêm một cái càng không được đạm đài đế tộc để vào mắt rằng người này càng không thể cưới được tiểu thư của họ thanh tuyền tiểu thư thọ yến của cổ tổ sắp đến lão nhân gia ngài cũng nhớ tiểu thư đó lăng lão lên tiếng lần nữa đạm đài đế tộc nghe vậy thì hơi biến sắc vị cổ tổ kia là cổ tổ mạch này của nàng địa vị phi phàm về tình về lý đạm đài thanh tuyền đều phải tới mừng thọ mà nghe nói phong thần bi sắp xuất thế tiểu thư cũng có thể đi lịch luyện một lát lăng lão tiếp tục nói đạm đài thanh tuyền thân là thiên tri kiêu nữ của đạm đài đế tộc không thể ở lại thế giới tiểu thiên này mãi được với lăng lão đây là lãng phí thời gian đạm đài thanh tuyền thở dài một hơi thật sâu khẽ gật đầu nàng cũng biết mình không thể nào ở lại thanh dương thế giới mãi được đó căn bản là vô thực cho dù nàng muốn ở lại đây đạm đài đế tộc cũng sẽ phái người tới đón nàng đi thấy đạm đài thanh tuyền đồng ý trong lòng sở tiêu hơi ê ẩm tầm mắt của hắn có hạn mặc dù biết thế giới bên ngoài thanh dương thế giới càng rộng lớn hơn, nhưng cũng không nghĩ lai lịch của đạm đài thanh tuyền kinh khủng hơn mình bao nhiêu. tranh lệch của cả hai không thể dùng trời và đất để hình dung nữa rồi. tiểu thư, đi thôi. lăng lão vung tay áo, một chiếc thuyền độ không hiện ra. đạm đài thanh tuyền bước lên thuyền. sau lưng có tiếng sở tiêu vang lên. thanh tuyền, chờ ta. ta cam đoan, sẽ rất nhanh thôi. ta sẽ đi tìm nàng. sở tiêu bình tĩnh thốt ra lời thề son sắt. Lòng tin kia thậm chí khiến cho Lăng lão cũng phải nhìn lại một tí. Tên thổ dân ở thế giới Tiểu Thiên Mới Quật khởi này có được sức mạnh gì mà dám tự tin như thế? Ma Đạm Đài Thanh Tuyền chỉ cười hơi miễn cưỡng. Nàng biết, đây là một chuyện rất khó khăn, không phải chỉ dựa vào nghị lực và cố gắng là có được. Có rất nhiều chuyện, từ khi con người ta sinh ra đã được định sẵn. Nhưng nàng vẫn mỉm cười gật đầu với Sở Tiêu. Sau đó, Đạm Đài Thanh Tuyền cùng Lăng lão liền rời khỏi Thanh Dương thế giới quay đầu nhìn lại Thanh Dương thế giới đang nhỏ dần, ánh mắt Đạm Đài Thanh Tuyền vẫn còn một tia lưu luyến. Lăng lão bên cạnh nói: "Tiểu thư, phí mất bao nhiêu năm ở Thanh Dương thế giới rồi, nếu không có chút thành tích, chỉ sợ đến khi về tộc sẽ không tránh được vài lời nói ra nói vào." Đạm Đài Thanh Tuyền nghe vậy, thân thể mềm mại bỗng nhiên chấn động, một cỗ khí tức tiểu thiên tôn tràn ra. Thân là thiên tri kiêu nữ của Đạm Đài đế tộc, đương nhiên Đạm Đài Thanh Tuyền có thực lực phi phàm. Khi ở Thanh Dương thế giới, sở dĩ nàng vẫn giấu kín tu vi là vì sợ sẽ đả kích sở tiêu mà thân là thiên kiêu đế tộc tu vi tiểu thiên tôn quả thực cũng là đỉnh rồi không phải lăng lão nói phong thần bi xuất thế rồi sao chỉ cần lưu danh được ở đó cũng coi như là thành tích đi đạm đài thanh tuyền thản nhiên nói mà một bên khác đạm đài thanh tuyền rời đi rồi thanh dương thế giới cũng khôi phục sự yên tĩnh không một ai đi quấy giày sở tiêu bọn họ cũng biết tâm tình sở tiêu sẽ không tốt dù sao thì nữ nhân vốn tưởng là của mình kết quả lại là thiên nữ đế tộc mà mình chỉ có thể đứng nhìn từ xa không thể khinh nhờn đổi lại là ai cũng sẽ hụt hẫng không thể nào tiếp thu được nhưng mà sở tiêu không hề ủ rũ như mọi người tưởng tượng trong tay hắn nâng một cái hồ lô như mài từ ngọc đây chính là trí Chí bảo thay đổi vận mệnh của hắn hồ lô càn khôn chính vì có món trí bảo này hắn mới có thể tự tin mình có thể đuổi kịp được đạm đài thanh tuyền bởi vì sở tiêu lấy được món trí bảo này là một món chí bảo hiếm có có thể ảnh hưởng đến thời gian. Sau khi đại chiến kết thúc, thanh dương thế giới cũng khôi phục sự bình tĩnh, không nghi ngờ gì, sở gia sau lưng sở tiêu cũng trở thành đệ nhất gia tộc của thanh dương thế giới. Nhưng tất cả mọi người đều biết được ở thanh dương, dù sở gia có mạnh hơn nữa, nhưng vẫn còn cách đạm đài đế, tộc một trong tám tộc từ viễn cổ một khoảng xa 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 không thể chạm tới. Hoặc là nói, căn bản hai bên không có khả năng so sánh. Mà lúc này tại sở gia, trong một động thiên phúc địa sở tiêu ngồi xếp bằng đang phun ra nuốt vào linh khí thiên địa trong mắt của hắn ta có sự kiên định kiên quyết nhất định phải đuổi kịp bước chân của đạm đài thanh tuyền đồng thời hắn ta cũng muốn khiến cho đạm đài đế tộc cao ngạo kia biết được sở tiêu hắn ta tuyệt đối không phải con sâu cái kiến mà được chú định sẽ là chân long đằng vân cửu thiên trong tay sở tiêu hồ lô càn hôi như trạm ngọc kia không ngừng chìm nổi mơ hồ trong đó tràn ngập một loại khí tức cực kỳ đặc biệt khi sở tiêu định nhờ hồ lô càn khuyên để tu luyện Bên ngoài Động Thiên Phúc địa này có tiếng động vang lên. "Tiêu Nhi, phụ thân." Sở Tiêu quay sang nhìn, một vị nam tử trung niên đi tới. Người này chính là phụ thân của Sở Tiêu. "Phụ thân, có chuyện gì vậy?" Sở Tiêu hỏi. Phụ thân của Sở Tiêu trầm ngâm một lát, dường như trong ánh mắt có một tia do dự. Nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn lên tiếng hỏi. "Tiêu Nhi, có phải con rất thích vị thanh tuyển cô nương kia không?" "Đương nhiên rồi ạ." Sở Tiêu nói. "Thật ra, có một việc vi phụ vẫn chưa nói với non cha của sở tiêu hơi trần trừ thở dài một hơi phụ thân rốt cuộc là có chuyện gì sở tiêu nhíu mày tiêu nhi con thật sự rất ưu tú sở ra chúng ta vốn là một thế gia bình thường trong một tiểu quốc mà bây giờ đã trở thành đại gia tộc của toàn bộ thanh dương thế giới nhưng tiêu nhi thực ra sở ra chúng ta cũng không chỉ đơn giản như vậy cha sở tiêu nói phụ thân rốt cuộc người muốn nói gì ạ sở tiêu hơi nhíu mày mơ hồ trong đó, hắn ta cảm giác dường như phụ thân của mình muốn nói đến chuyện gì rất quan trọng. Nếu ta nói, thực ra bối cảnh của con không hề yếu hơn cô nàng thanh tuyền kia thì sao? Bỗng nhiên cha sở tiêu hỏi. Cái gì? Sở tiêu chấn động tâm thần. Hắn ta nhìn phụ thân, hơi giật mình. Thật ra, căn cứ theo ghi chép nguyên quán của sở gia chúng ta. Sở gia chúng ta hiện tại là một mạch của sở gia từ xa xưa. Mà sở gia từ xưa còn có một cái tên khác, chính là... Đế tộc sở thị câu này của cha sở tiêu khiến cho hắn ta choáng váng ngẩn người dường như trong não có lôi đình nổ tung sở ra bọn họ chính là một mạch của đế tộc sở thị trước kia ư phụ thân rốt cuộc có chuyện gì xảy ra đế tộc sở thị nhưng trong tám đại đế tộc bây giờ không có đế tộc sở thị mà sở tiêu thật sự không hiểu sau khi đạm đài thanh tuyền rời đi hắn ta đã tận lực điều tra tám đại đế tộc càng điều tra càng khiến cho người ta tuyệt vọng trong thế giới giới hải trên cơ bản tám tộc từ thời viễn cổ chính là bá chủ kết quả hiện tại không ngờ phụ thân hắn ta lại nói rằng thực ra hắn ta được sinh ra trong đế tộc sở thị hoàn toàn chính xác hiện tại trong tám đại đế tộc không có đế tộc sở thị là vì từ rất lâu trước kia đế tộc sở thị ta đã sụp đổ nguyên nhân sụp đổ không được ghi chép rõ ràng lắm có thể có nhiều mặt nhưng trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng là hình như tổ tiên đế tộc sở thị chúng ta đã từng tham gia một trận đại chiến với hắc họa cũng chính trong trận chiến kia một vài tổ tiên mạnh nhất của đế tộc sở thị ta đã vẫn lạc có thể đây chính là một trong những nguyên nhân mà đế tộc sở thị xuống dốc cha sở tiêu nói tới đây bỗng nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý đó là hắc họa tộc quần khiến cho tổ tiên vẫn lạc sao ạ sở tiêu hỏi không cha sở tiêu nói tới đây thì bình tĩnh nhìn hắn ta căn cứ theo ghi chép nguyên nhân dẫn đến tổ tiên vẫn lạc không tránh khỏi liên quan tới một mạch đế tộc mạch đế tộc nào vậy Sở tiêu hỏi. Đế tộc Vân Thị. Cha sở tiêu gần từng chữ. Đế tộc Vân Thị. Bờ môi sở tiêu khẽ run lên. Lúc trước, hắn ta đã từng điều tra tin tức liên quan tới 8 đế tộc lớn. Mà theo như tin tức thu được, nội tình của 8 đại đế tộc là cường đại vô biên, không có khác biệt mạnh yếu về bản chất. Nhưng giữa các đế tộc vẫn có vài phân phân chia mạnh yếu. Mà nghe đồn, đế tộc Vân Thị chính là tồn tại số một số 2 trong 8 đế tộc. Thậm chí, dường như có một số thế lực cho rằng, Vân thị là đế tộc mạnh nhất đứng đầu 8 đế tộc, cũng là thế lực đứng đầu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cái nhìn của một số thế lực khác. Nhưng từ nơi này cũng có thể thấy được, trong 8 đế tộc, Vân thị tuyệt đối là thế lực cấp đỉnh cao. Mà không ngờ nguyên nhân đế tộc Sở thị bọn họ hủy diệt lại có quan hệ với đế tộc Vân thị. Sở Tiêu hoàn toàn không ngờ nổi. Thế nhưng là, vì sao đế tộc Vân thị lại muốn ra tay với đế tộc Sở thị chúng ta? Sở Tiêu vẫn nghi vấn. Cha Sở Tiêu trầm giọng xuống, còn phải hỏi sao? Căn cứ theo ghi chép, lúc trước, tám tộc viễn cổ, không hẳn là chín tộc viễn tổ. Đế tộc sở thị ta đứng hạng một hạng hai. Đế tộc vân thị kia vô cùng có dã tâm, muốn trở thành thế lực mạnh nhất trong chín đế tộc, bởi vậy đã âm thầm hãm hại tổ tiên đế tộc sở thị ta. Sau khi tổ tiên đế tộc sở thị ta vẫn lạc, tộc vận ngày càng xa sút Ngược lại, đế tộc vân thị tranh thủ cơ hội thượng vị, hiện giờ đế tộc vân thị rất mạnh, con cũng biết đó. Giọng nói của cha sở tiêu lạnh đi, mặc dù sở ra bọn họ chỉ có thể coi là một mạch nhánh không có gì đặc biệt của đế tộc sở thị lúc trước nhưng dù sao trong cơ thể cũng chảy huyết mạch của đế tộc sở thị thì ra là thế sở tiêu tự lẩm bẩm hắn ta cũng không đi phân biệt xem phụ thân mình nói đúng hay sai nếu đã được ghi chép lại thì hẳn là không sai rồi mà chuyện từ xa xưa như thế sở tiêu cũng không thể đi nghiệm chứng được lúc trước không nói với con là vì sở ra ta không có năng lực mà cũng không muốn tạo cho con áp lực quá lớn nhưng hiện tại con đã trở thành chủ nhân của thanh dương thế giới cũng có được tư cách biết những bí ẩn này thì ra bối cảnh của ta giống như thanh tuyền sở tiêu chậm rãi siết chặt nắm đấm hắn ta cũng hiểu vì sao mình có được khí vận như vậy ngoại trừ món trí bảo hồ lô càn khôn này thì ra bản thân hắn ta cũng có huyết thống đế tộc cho nên tiêu nhi luận xuất thân huyết thống thực ra con không hề kém thanh tuyền cô nương kia chỉ là đế tộc sở thị ta đã xuống dốc cha sở tiêu thở dài nói Sở tiêu hít sâu một hơi nói, phụ thân, hài nhi hiểu rồi. Thanh tuyển là thê tử mà con đã chọn, dù đạm đài đế tộc có ngăn cản, con cũng phải đưa nàng trở về. Còn có đế tộc vân thị. Sở tiêu hơi hít mắt, giọng hơi lạnh đi. Tiêu nhi, con đừng xúc động, con tuyệt đối không thể đối phó được với đế tộc vân thị. Tâm thần cha sở tiêu run lên. Đừng nói là một mình sở tiêu. Dù cả đế tộc sở thị xem như đã từng cường thịnh lại xuất hiện, cũng không dám nói có thể đối địch với đế tộc vân thị dù sao thì đế tộc Vân Thị cũng quá sâu, nội tình thâm sâu khó lường. Phụ thân, Hải Nhi đã hiểu, Hải Nhi sẽ không xúc động như vậy nữa. Sở tiêu mỉm cười. Sau đó, trò chuyện một lúc, cha sở tiêu cũng rời đi. Toàn bộ động thiên phúc địa chỉ còn lại một mình sở tiêu. Hắn ta giơ tay lên, hồ lô càn khôn lưu chuyển một vầng sáng kỳ lạ. Nếu không có bảo bối này, có thể ta thực sự không cách nào mang thanh tuyền, về và báo thù cho đế tộc sở thị được. Nhưng có nó, ta tuyệt đối có hy vọng món bảo bối hồ lô càn khôn này của sở tiêu chính là một món trí bảo có thể ảnh hưởng đến thời gian nói một cách đơn giản thì tốc độ thời gian trôi qua trong hồ lô càn khôn khác với bên ngoài vì sao sở tiêu còn trẻ như vậy đã có thể tu luyện thành trí tôn có lẽ có một phần nguyên nhân do huyết mạch đế tộc sở thị kia nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất là vì có hồ lô càn khôn trong hồ lô càn khôn có một vùng không gian rộng lớn được sở tiêu gọi là thiên địa càn khôn một ngày bên ngoài bằng một năm trong thiên địa càn khôn Sở tiêu lợi dụng tranh lệch này nên mới có thể nhanh chóng quật khởi. Đừng thấy hắn ta quá trẻ mà lầm, thời gian tu luyện tuyệt đối không hề ngắn. Sở tiêu vừa khẽ động tâm. Một khắc sau, hắn ta liền tiến vào thiên địa càn khôn bên trong hồ lô càn khôn. Mảnh thiên địa này tỏa sáng vàng rực rỡ, linh khí thiên địa nồng đậm chảy xuôi. Tốc độ thời gian trong này trôi qua khác với bên ngoài. Chỉ có một điều đáng tiếc là, thiên địa càn khôn cần phải có năng lượng để khởi động nói cách khác chỉ có bằng cách tiêu hao các loại năng lượng mới có thể ảnh hưởng đến tốc độ thời gian trôi qua trước đó sở tiêu cũng đã hao hết tâm lực tìm đủ loại năng lượng mới có thể tu luyện được trong thiên địa càn khôn nhưng hiện giờ sở tiêu đã trở thành chủ nhân của thanh dương thế giới hắn ta có thể quán chú sức mạnh bản nguyên của thanh dương thế giới vào trong thiên địa càn khôn như vậy hắn ta có thể ở trong thiên địa càn khôn tu luyện mãi một ngày bên ngoài bằng một năm trong thiên địa càn khôn sở tiêu tu luyện một năm trong thiên địa càn khôn tương đương với 360 năm, ở bên ngoài. Đây chính là nguyên nhân tại sao sở tiêu lại tự tin mình có thể đuổi kịp đạm đài thanh tuyền. Mà lòng tin của sở tiêu không chỉ đến từ thiên địa càn khôn. Ở chính giữa thiên địa càn khôn, có một vầng mặt trời vàng kim kỳ diệu. Nhưng đó không phải mặt trời thật sự. Nhìn kỹ lại, chính giữa vòng kim hoa óng ánh kia là một trang giấy màu vàng. Trên đó ghi rất nhiều văn tự cổ đại, như chư thiên tinh đấu vận hành, vô cùng phức tạp. Mỗi một chữ viết đều như đại tinh óng ánh, lóa mắt, không ai dám nhìn thẳng. Với cảnh giới tu vi hiện tại của ta, hẳn là có thể tiếp tục học tập thần thông cao cấp hơn. Ánh mắt sở tiêu trong vắt. Trên trang giấy như lá vàng này ghi lại thần thông cực kỳ cao thâm. Liên quan đến thời gian, lúc trước, tu vi của sở tiêu không cao, chỉ có thể lĩnh ngộ một chút da lông. Bây giờ, mặc dù hắn vẫn không thể nào hoàn toàn thấu hiểu hết trang lá vàng này, nhưng cũng có thể từ đó lĩnh ngộ ra thần thông cao thâm hơn. Mà sở tiêu còn ẩn ẩn cảm giác được, dường như lá vàng này không phải bản hoàn chỉnh, vẫn khiến hắn cảm thấy không trọn vẹn. Thậm chí, sở tiêu còn cảm thấy, có thể chính nhờ lá vàng này, mà hình thành nên mảnh thiên địa càn khôn trong hồ lô càn khôn này. Rốt cuộc lá vàng này là thần vật vô thượng bực nào? Mà đây chỉ là một mảnh không trọn vẹn, nếu như có được bản hoàn chỉnh. Vậy chẳng phải sau này ta có vốn liếng trở thành trí cường giả rồi sao? trong mắt sở tiêu có ngọn lửa bốc lên lá vàng này cùng với thiên địa càn khôn chính là vốn liếng để hắn ta quật khởi hắn ta muốn tiếp tục tu luyện trong thiên địa càn khôn chờ tới khi thực lực tăng lên hẳn rồi sẽ tiếp tục đi tìm phần lá vàng còn thiếu sau đó có thể quang minh chính đại đi tìm đạm đài thanh tuyền rồi thậm chí là thu với đế tộc vân thị cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội dù sao thì sức mạnh thời gian cũng chính là một trong những sức mạnh khủng khiếp nhất thế giới này Sở tiêu đã có được cơ duyên này, nên hắn ta tự tin, rằng mình có thể thực sự trở thành nhân vật tuyệt thế trong giới hải. Thanh tuyền, chờ ta. Còn cả đạm đài đế tộc đã xem thường ta và đế tộc vân thị. Các ngươi, đều chờ đó cho ta. Trong không gian hắc ám mênh mông bát ngát, có một chiếc thuyền vượt qua biển sao. Trên bong thuyền, một già một trẻ, là quân tiêu giao và vân mặc. Một lúc sau, bỗng nhiên quân tiêu giao cảm ứng được gì đó từ một nơi sâu xa. Rất kỳ lạ, từ khi tu luyện tiểu số mệnh thuật, thi thoảng quân tiêu giao lại có cảm giác này. Dường như có thể cảm nhận được một chút sóng vận mệnh sóng sánh trong cõi u minh. Cảm giác này, có vẻ như muốn nói, quân tiêu giao sẽ gặp phải một số người thú vị. Vân tiêu, sao thế? Thấy sắc mặt quân tiêu giao thay đổi, vân mặc hỏi. Không có gì, mặc lão, còn cách toái tinh hải không xa chứ? Quân tiêu giao hỏi. Ừ, đến lúc đó, người cứ đi tới đi, lão phu sẽ âm thầm quan sát dù sao đây cũng là nơi đám trẻ tuổi các người lịch luyện chỉ có những tu sĩ nằm trong phạm vi tuổi tác nhất định mới có tư cách lưu danh trên phong thần bi cho nên đây là cơ duyên thuộc về thế hệ trẻ tuổi quân tiêu dao khẽ gật đầu mấy ngày sau cuối cùng quân tiêu dao đã tới địa giới toái tinh hải toái tinh hải không nằm trong bất kỳ thế giới nào mà nằm trong một mảnh địa vực tối tăm nhất giới hải quân tiêu dao đã tới địa giới toái tinh hải hắn nhìn quanh thì ra ngân hà bao la mênh mông như đại dương kia chính là toái tinh hải đây là một khu vực bao la vô cùng không thuộc về bất kỳ thế giới nào nhưng người ta lại cảm thấy dường như nó còn rộng hơn cả một thế giới tiểu thiên đương nhiên cho dù toái tinh hải mênh mông vô tận nhưng so với toàn bộ giới hải thì nó cũng chỉ như một hạt cát trong sa mạc một giọt nước giữa biển rộng mà thôi quân tiêu giao một mình tiến vào toái tinh hải mặc dù toái tinh hải không thuộc về bất kỳ thế giới nào nhưng trong đó có rất nhiều ngôi sao sinh mệnh, rất nhiều sinh linh dừng chân tại đây. Chính giữa Toái Tinh Hải, có một viên sinh mệnh cổ tinh mênh mông. Trong tòa sinh mệnh cổ tinh này có một tòa thành trì mênh mông. Nó lớn khoảng tương đương nửa cổ tinh. Đây là một tòa thành trì trong Toái Tinh Hải. Vì nó gần với nơi phong thần bi xuất thế nhất, nên vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều sinh linh tu sĩ của các thế lực khác nhau, chủng tộc khác nhau tới tới lui lui trong đó. Không thiếu một số thiên kiêu trẻ tuổi có lai lịch không tầm thường những thiên kiêu kia ai nấy đều tài hoa xuất chúng, dùng dị thú quý hiếm kéo xe. Bên người còn có một đoàn tùy tùng đi theo, có cả người hộ đạo với khí tức nội liễm. Mỗi một vị đều có thể khiến cho các tu sĩ xung quanh kinh hô trận trận. Có thể thấy, trong giới hải, thiên kiêu cũng nhiều như cá giết sang sông, không hề ít hơn cửu thiên tiên vực. Mà các thiên kiêu đang tập trung ở đây chỉ là một phần cực nhỏ mà thôi. Nhưng chính trong tình huống các thiên kiêu đang ùn ùn kéo tới này, lại có một thân ảnh vô tình khiến tất cả đều chú ý tới. Là một vị công tử, toàn thân áo trắng như tuyết, khoan thai hạ bước, ánh mắt bình tĩnh. Quanh thân hán không có tùy tùng như chúng tinh phủng nguyệt, cũng không có người hộ đạo gì. Nhưng khí chất vô hình siêu nhiên kia lai khiến cho tất cả mọi người choáng váng. Như một đóa sen trắng nở rộ giữa bùn. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Có thể nói, khí chất công tử như ngọc này còn vượt xa hơn đám thiên kiêu kia vị công tử kia thật đẹp quá không biết là thiên kiêu của thế lực nào nhỉ không biết nữa hình như chưa từng nhìn thấy nhân vật này không phải là thiên kiêu của một cổ tộc thần bí nào đó chứ có rất nhiều tu sĩ trong thành choáng váng nhưng khí chất của công tử áo trắng kia quá siêu tuyệt người bình thường không ai dám tùy ý bước lên đáp lời một số nữ tử lại có vẻ mặt như hoa si mà đúng lúc này một nữ tử cũng nhìn vị công tử áo trắng kia đôi mắt đẹp cũng lóe lên kỳ dị sau đó, nàng xoay mắt một vòng, khoái miệng nhách lên thành một nụ cười quỷ dị, bước tới vị vị công tử áo trắng kia. Công tử áo trắng khiến cho tất cả các phương thế lực trong thành đều chú ý, tới kia đương nhiên chính là quân tiêu giao. Hắn cảm thấy mình đã khiêm tốn lắm rồi, không để lộ tí khí tức nào ra ngoài rồi. Nhưng vẫn khó mà giấu được khí chất siêu nhiên như trích tiên kia. Nhưng quân tiêu giao không ngại. Dù sao hắn cũng quen với cảm giác vạn chúng chú mục này rồi. Lúc này hắn chỉ tò mò về phong thần bi sắp xuất thế thôi. Nhưng đúng lúc này, một nữ nhân xa lạ bỗng nhiên mỉm cười tiến lại gần hắn. Nữ tử kia cũng cực kỳ xinh đẹp, mi tâm điểm chu sa, mặt như hoa đào, tiên diễm vũ mị, ung dung hoa quý, hiển nhiên nàng có xuất thân bất phàm. Sao bây giờ chàng mới tới? Nữ tử kia vừa nói vừa bước tới thật gần quân tiêu dao rất quen thuộc muốn giữ chặt tay hắn. Đồng thời, thân thể mềm mại cũng kéo ra, lộ ra đường cong mềm mại. Quân tiêu dao không đổi sắc, không gian xung quanh rung động. Nữ tử vồ hụt, có vẻ lúng túng. a, à, vị kia không phải kiêu nữ của cổ tộc Giang Thị, Giang Thải Vi sao? Chẳng lẽ vị công tử áo trắng này là đạo lữ của nàng? Không đúng. Không phải nghe nói hạ viêm. Công tử của cổ tộc Hạ Thị đã định Giang Thải Vi là nữ nhân của mình sao? Thế là thế nào? Xung quanh có tiếng bàn tán xôn xao. Vì lai lịch của nữ tử tên Giang Thải Vi này cũng không bình thường. Chính là thiên tri kiêu nữ của cổ tộc Giang Thị. Cổ tộc Giang Thị được gọi là cổ tộc mặc dù còn kém rất xa đế tộc nhưng cũng là thế lực bất hủ có danh tiếng một phương. Thống trị một thế giới đại thiên, có thể nói là vô cùng cường thịnh. Vị công tử này, giúp ta một chuyện đi, giả làm đạo lữ của ta một chút được chứ. Nữ tử tên Giang Thải Vi Vũ Mị nháy mắt với quân tiêu giao một cái, bí mật truyền âm nói với hắn. Nhưng dung nhan tuấn Mỹ của quân tiêu giao vẫn không động không chuyển, lạnh nhạt như cũ. Ta biết ngươi sao? Sắc mặt Giang Thải Vi hơi khựng lại. Nàng là Giang Thải Vi, mặc dù không phải thiên nữ tuyệt thế dương danh giới hải, nhưng cũng là một mỹ nhân có danh có tiếng của cổ tộc Giang Thị. Ta là Giang Thải Vi, là người của cổ tộc Giang Thị. Giang Thải Vi âm thầm cắn môi truyền âm giải thích. Cổ tộc Giang Thị? Không biết. Quân tiêu giao nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Không phải hắn đang cố tình giả vờ không biết. Mà đúng là hắn không biết cổ tộc Giang Thị. Dù sao thì hiện tại quân tiêu giao cũng chỉ mới rời khỏi nam đấu thế giới mà thôi. Ngoại trừ tám đế tộc, thì hắn cũng không hiểu lắm về cách cục của toàn bộ giới hải. Hoàn toàn không phải là để thăm dò, nhưng trong mắt giang thải vi thái độ này chắc chắn là da vành da vẻ kiêu ngạo lạnh lùng đây mặc dù cổ tộc giang thị của nàng không đến mức nổi danh toàn giới hải như tám đế tộc nhưng dầu gì thì cũng có chút danh mỏng theo như nàng thấy là quân tiêu dao đang cố ý khiến nàng khó xử giang thải vi cắn môi trong lòng uất ức thân là kiêu nữ cổ tộc giang thị nàng đi tới đâu mà không phải là chúng tinh phủng nguyệt chứ thậm chí còn không thiếu một số con chó chạy theo liếm gót nữa tỉ như hạ viêm của cổ tộc hạ thị kia vẫn dây dưa với nàng mãi đấy thôi. Nghe nói, lần này Hạ Viêm cũng sẽ tới đây. Vì không muốn bị Hạ Viêm quấy rối, Giang Thải Vi mới nghĩ ra hạ sách này. Mà hình dáng tướng mạo của quân tiêu dao, quả thực có khiến cho tim nàng đập nhanh hơn một chút. Mặc dù không biết rốt cuộc lai lịch của vị công tử áo trắng này thế nào, nhưng chí ít, với nhan giá trị này, đem về làm nam sủng, ngày đêm thưởng ngoạn cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, cho tới bây giờ, Giang Thải Vi chưa từng gặp nam tử nào khiến mình kinh diễm đến thế. Về phần hạ viêm kia, càng không thể nào so được với vị công tử tươi non ngon miệng trước mặt đây được. Không biết tính danh của công tử là gì. Giang Thải Vi vẫn không buông ta. Cho tới bây giờ vẫn là nam nhân quấn lấy sau lưng nàng, hấp tấp a du nịnh hót nàng. Hiện giờ, nàng lại đang chủ động quấn lấy một nam tử. Đây cũng thực là một cảnh tượng kỳ lạ. Thật ngại quá, ta còn có việc, không có hứng. Quân tiêu giao vẫn lãnh đạm. Mỹ sắc ư. Quân tiêu giao nhìn mãi quen mắt rồi, Chớ nói chi, từ sau khi Khương Thánh Y vì mình mà vẫn lạc, tâm cảnh của quân tiêu giao cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn tới giới hải chủ yếu là vì muốn tìm bốn hồn của Khương Thánh Y, hắn không muốn có liên hệ gì với những nữ nhân khác. Thấy quân tiêu giao đang muốn bỏ đi, Giang Thải Vi tính tình khá ngang ngược cũng hơi chán nản. Ta ra lệnh cho ngươi dừng lại. Giang Thải Vi tức giận bước tới. Quân tiêu giao làm như không thấy. Nếu không phải vì thấy dung mạo ngươi đẹp, căn bản ngươi không có tư cách khiến bổn tiểu thư chú ý. Giang Thải Vi ngăn trước mặt quân tiêu giao. Quân tiêu giao hơi nhíu mày. Đúng lúc này, một giọng nói từ đằng xa vọng lại. Thải Vi, đây là thế nào? Phía xa xa có một đám người xuất hiện. Dẫn đầu là một công tử áo gấm, bụng phệ. Xung quanh có rất nhiều tùy tùng. Chính là hạ viêm công tử của cổ tộc hạ thị. Thấy hạ viêm đến đây, trong đôi mắt đẹp của Giang Thải Vi thêm vài phần bực bội. Vị hạ viêm công tử này chính là người theo đuổi cứng đầu nhất. Mà gã còn giống cao da chó, muốn bỏ cũng không bỏ được. Cổ tộc Hạ thị sau lưng Hạ Viêm cũng là cổ tộc cường thịnh một phương, danh khí cực kỳ không tệ, thậm chí so ra còn mạnh hơn cổ tộc Giang thị sau lưng Giang Thải Vi một chút. Chính vì vậy, Giang Thải Vi mới không tiện vạch mặt với Hạ Viêm. Cho nên, nàng mới nghĩ ra biện pháp này muốn khiến cho Hạ Viêm biết khó mà lui. Thấy ánh mắt của Hạ Viêm, Giang Thải Vi dán luôn thân thể mềm mại vào quân tiêu giao, cười quyến rũ nói, "Không sao, chỉ là tiểu đạo lữ của ta giận dỗi mà thôi." hạ viêm thấy vậy mặt mũi tái đi sau đó gã nhìn quân tiêu dao dù gã không thể không thừa nhận vị công tử áo trắng trước mặt đây quả thực như trích tiên hạ hồng trần đẹp trai đến mức gã phát ghen phát ghét mặc dù thân là tu sĩ có đủ loại phương pháp có thể thay đổi dung nhan hình mạo nhưng không một ai muốn hoàn toàn thay đổi dung nhan trời sinh của mình chứ nói gì đến khí chất bẩm sinh kia không phải ai cũng có thể bắt trước tại hạ là hạ viêm của cổ tộc hạ thị không biết vị công tử này họ gì tên gì đến từ thế lực nào mặc dù từ đáy lòng hạ viêm lạnh lẽo nhưng gã cũng không phải kẻ ngu nhìn qua quân tiêu dao có vẻ lai lịch rất lớn cho nên gã cũng không tùy tiện khiêu khích mà quân tiêu giao từ đầu đến cuối vẫn lạnh nhạt vô cùng hắn tới đây là để xem phong thần bi không phải để cuốn vào vở kịch vớ vẩn này thân hình hắn hơi chấn động một chút ầm um. giang thải vi kia bị đánh bay ngã mạnh xuống đất tóc tai đầy bụi đất vừa chật vật vừa lộn xộn giang thải vi cũng ngẩn tỏ te nàng đường đường là kiêu nữ cổ tộc Giang Thị, lại bị người ta đối đãi như thế. Khiến cho Giang Thải Vi chưa từng bị chịu tủi thân bao giờ, lập tức biến thành một con sư tử cái đang nổi điên. Nàng nhìn Hạ Viêm, cả giận hỏi. Hạ Viêm, ngươi chỉ đứng đó xem thôi sao? Hạ Viêm nghe vậy mới hiểu, thì ra quân tiêu giao không phải đạo lữ của Giang Thải Vi. Gã mừng rơn. Mà đây vừa lúc là một cơ hội để gã biểu hiện, lấy lòng Giang Thải Vi. Mặt khác, Hạ Viêm cũng hiểu khá rõ về thiên kiêu các thế lực lớn, Mặc dù Quân Tiêu Dao có dung mạo tuấn mỹ, khí chất siêu tuyệt, nhưng trong ấn tượng của gã, không có nhân vật này có lẽ là thiên kiêu từ một thế giới nào đó đi ra. Nghĩ tới đây, Hạ Viêm cũng không kiêng kỵ nữa, lạnh lùng nói: "Bây giờ, bổn công tử lệnh cho ngươi, quỳ xuống, xin lỗi thải vi." Quân Tiêu Dao dừng bước, hờ hững nhìn sang Hạ Viêm, trên mặt hắn cũng không có vẻ tức giận. Tầm mắt và phong độ của Quân Tiêu Dao đã sớm siêu phàm thoát tục tiếng rêu dao của người bình thường nghe vào tai hắn yếu ớt giống như tiếng mũi vo ve vậy hắn chỉ cảm thấy không thú vị mà thôi nhưng hành động dừng bước này của quân tiêu dao ở hạ viêm nhận thấy chính là biểu tượng của kiêng kỵ hạ viêm càng thêm khẳng định quân tiêu dao chắc chắn là không có lai lịch gì cả sao hả ngươi đã biết sợ rồi sao tiểu thư của cổ tộc giang thị ngươi há có thể đắc tội được sao còn cổ tộc hạ thị của ta ngươi càng không đắc tội nổi Khóe miệng hạ viêm nhách lên thành một nụ cười lạnh lùng cao ngạo hắn đang hưởng thụ cảm giác sảng khoái làm ra vẻ ở trước mặt Giang Thải Vi. Cổ tộc hạ thị, quân tiêu giao lầm bẩm Trước đó Vân mặc đã từng nói qua, hắn không cần phải kiêng kỵ bất kỳ thế lực nào ở giới hải. Đã như vậy, quân tiêu giao cũng vừa vặn thí nghiệm một chút. Quân tiêu giao nghĩ tới đây, tâm niệm vừa động, không đợi hạ viêm kịp phản ứng, hắn đã vỗ một trưởng tới. Thần khí vạn trượng ùn ùn kéo đến. Quân tiêu giao im lặng giống như sữ nử, nhưng ra tay lại như chiến thần dáng thế, khí cơ mênh mông, vù vù. Lúc hạ viêm, còn chưa kịp phản ứng, bàn tay pháp tắc của quân tiêu giao đã hoàn toàn bao trùm lấy gã. Đây giống như là trời sập vậy. Hạ viêm muộn màng nhận ra, chỉ trong nháy mắt đã bị đánh thành một cục thịt nát. Tĩnh mịch, cả tòa thành trì, giờ phút này rất nhiều tu sĩ thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại. Mới vừa rồi bọn họ còn đang ăn dưa xem kịch, nghĩ xem quân tiêu giao sẽ đối diện với hoạnh hoẹ của hạ viêm bằng cách nào. Kết quả một khắc sau đó, hạ viêm rốt cuộc bị một bàn tay chụp chết. Loại chuyển biến 360 độ này khiến cho đầu óc của tất cả mọi người trong chốc lát trống rỗng, chưa kịp lấy lại tinh thần. Ngay cả những kẻ theo đuôi và người hầu của Hạ Viêm, đầu óc cả lũ đều trống rỗng, sau đó tinh thần kích động, run giọng quát quân tiêu dao, ngươi người lại giết chết Hạ Viêm công tử. Giết? Những kẻ theo đuôi và người hầu này đều ra tay. Hạ Viêm đã chết, bọn họ cũng khó mà trốn khỏi trách nhiệm. Nhưng lần này, quân tiêu giống nhau đều là một trưởng bổ tới. Trưởng pháp tác tựa như bàn tay thiên thần mỗi một đường vân tay đều có thể thấy được rõ ràng giống như ngũ chỉ sơn ép tới đám người kia ầm ầm vẫn như cũ là một trưởng kết thúc hết thảy dứt khoát lưu loát không hề dây dưa dài dòng vô số tu sĩ xung quanh đều im lặng đầu óc trống rỗng đây thế này có phải hơi mạnh quá rồi không tuy hạ viêm đó không phải là thiên kiêu đứng đầu nhất nhưng dù gì cũng là trí tôn cảnh vậy mà cứ thế bỏ mình sao vị bạch y công tử đó rốt cuộc có lai lịch ra sao chẳng lẽ thật sự là truyền nhân một cổ tộc nào đó cố ý che giấu? Trước đó quân tiêu giao đã bị khắp nơi nhìn chằm chằm vào, chỉ là bởi vì vẻ ngoài vượt quá mức bình thường, khí chất xuất trần của hắn. Nhưng bây giờ, mọi người thật sự cảm thấy khiếp sợ bởi thực lực của quân tiêu giao. Vô số ánh mắt dừng ở trên người quân tiêu giao, muốn do xét lai lịch của hắn. Nhưng quân tiêu giao là tồn tại bực nào? Nếu như hắn không muốn, thì cho dù là đại đế cũng khó mà hoàn toàn dò ra sâu cạn của hắn mà càng như vậy thì quân tiêu dao lại càng có vẻ thần bí. Một số nữ tu sinh đẹp thấy thế, khóe miệng cũng không nhịn được chảy nước miếng. Một công tử vừa tuấn tú xuất trần lại vừa thần bí thế này, với các nàng mà nói quả thật có sức thu hút rất lớn. Tầm mắt quân tiêu giao ngược lại nhìn sang Giang Thải Vi. Giờ khắc này, Giang Thải Vi đang ngây ra như phỗng. Trong đôi mắt đẹp đầy vẻ hoảng sợ. Vị nam tử ở trước mặt này nhìn thì có vẻ như ôn tồn lễ độ, tuấn tú tuyệt thế, thế mà lại dùng vẻ mặt lạnh tanh tiện tay giết chết một đám người hạ viêm ngay cả mắt cũng không nháy lấy một cái loại cảm giác này y hệt như là một người đọc sách nho ra thanh tú tiện tay vung đao giết người vậy tạo cho người ta cảm giác tương phản cực lớn rõ ràng là một gương mặt trưởng thành khiến cho người ta say mê nhưng lại ra tay quả quyết như thế không chừa một chút đường sống nào người người giết hạ viêm cổ tộc hạ thị sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu giọng giang thải vi run lẩy bẩy mặt mày trắng bệch chẳng sao cả quân tiêu giao bình thản đáp. Mục đích của hắn chính là để kiểm tra xem đế tộc vân thị ở trong giới hải, đến cùng có uy vọng và lực chấn nhiếp lớn cỡ nào. Sau đó ánh mắt hắn hờ hững nhìn thoáng qua Giang Thải Vi. Giang Thải Vi đổ mồ hôi lạnh toàn thân, dùng mình. Lúc này, quân tiêu giao ở trong mắt nàng ta đã không còn là tiểu thịt tươi thanh tú nữa, mà giống như một vị quân vương máu lạnh hơn. Ngay lúc tinh thần Giang Thải Vi sắp sửa sụp đổ, một giọng nói lãnh đạm đột nhiên truyền tới, vị huynh đài này lại có thể tiện tay xóa sổ thiên kiêu của cổ tộc hạ thị quả nhiên thực lực bất phàm chẳng qua trông rất lạ mặt không biết tục danh của huynh đài là gì quân tiêu dao đưa mắt nhìn ngược lại phát hiện là một vị nam tử giống như thư sinh trong thế tục trong tay cầm quạt xếp y mặc một bộ nho sam nhìn qua rất có phong độ của người trí thức điều khiến cho quân tiêu dao ngạc nhiên là hắn cảm nhận được một loại khí thức rất kỳ lạ ở trên người vị nam tử này trong quá khứ quân tiêu dao chưa từng tiếp xúc qua loại khí thức khiến cho người ta có cảm giác mênh mông thâm thúy mà lại rộng rãi chính trực đó chính điều này đã khiến cho quân tiêu dao có chút hứng thú mà một số tu sĩ xung quanh nhìn thấy vị nam tử này ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên lại là tống đạo sinh thiên kiêu của tắc hạ học cung vậy mà y cũng tới thật sự là tống đạo sinh y chính là thiên kiêu rất nổi tiếng của tắc hạ học cung hiện tại không ngờ y cũng đặc biệt vì bia phong thần mà tới rất rõ ràng vị nam tử trẻ tuổi này tên là tống đạo sinh rất có tiếng tăm ở giới hải. Không nói là loại tồn tại tên tuổi, như sấm đánh bên tai nhưng chắc chắn cũng không phải hạng người bừa bãi không có tiếng tăm. Tắc hạ học cung. Quân tiêu giao nghe được nghị luận của những người xung quanh, âm thầm lẩm bẩm. Trước đó lúc Vân mặc giới thiệu bố cục các thế lực bên trong giới hải, cho hắn cũng đã từng nhắc tới tắc hạ học cung. Tắc hạ học cung chính là thế lực lớn nhất, học phủ tối cao hưng thịnh nhất trong giới hải. Nội tình vô cùng thâm hậu, lịch sử cũng hết sức cổ xưa luận về địa vị, tương đương với địa vị của cửu thiên tiên viện ở tiên vực. Hơn nữa bởi vì quy tắc bất cứ ai, cũng có thể đến trường nên bất luận là sinh linh tộc đàn nào, sau khi tư chất đạt tiêu chuẩn thì đều có thể đi vào bên trong tu hành. Thậm chí ngay cả thiên kiêu trong tám đế tộc lớn, nếu như nguyện ý thì đều có thể đi đến tắc hạ học cung tu tập. Có thể nói, nếu như quân tiêu giao, muốn thì có thể cân nhắc một chút tiêu chuẩn của thiên kiêu trong giới hải là gì. Tắc hạ học cung đó quả thật là một nơi có thể đi dù sao nơi đó cũng là nơi tập trung thiên tài. Và lại địa vị và nội tình của tắc hạ học cung ở trong giới hải, không hề thua kém tám đế tộc lớn. Thậm chí bởi vì môn đồ của tắc hạ học cung rất đông, vô số cường giả trong giới hải đều từng tu tập ở trong tắc hạ học cung, nên cho dù là tám đế tộc lớn cũng phải nề mặt tắc hạ học cung. Đương nhiên, nói theo cách thông thường, tắc hạ học cung cũng là một phe học phủ luôn giữ trung lập, đứng ngoài cuộc không tham gia vào tranh chấp của các thế lực lớn. Quân Tiêu Dao ngược lại không ngờ có thể chạm mặt Thiên Kiêu của Tác Hạ Học Cung, ở đây. Tống đạo sinh mở miệng, nhưng không phải muốn thay Giang Thải Vi giải vây. Thân phận Thiên Kiêu Tác Hạ Học Cung của y còn cao hơn thân phận của Giang Thải Vi nhiều. Y chỉ là hơi tò mò về Quân Tiêu Dao mà thôi, muốn thăm dò thân phận lai lịch của Quân Tiêu Dao một chút. Dù sao bây giờ Quân Tiêu Dao ở giới hải dường như vẫn chỉ là hạng người vô danh. Tại hạ Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao bình thản lên tiếng. Ba chữ này lần đầu tiên vang lên bên tai cả đám thiên kiêu ở giới hải. Mà ngày sau, cũng đã định trước sẽ trở thành một cái danh hiệu không thể gạt qua ở trong giới hải. Quân tiêu giao. Tống đạo sinh nghe xong tên của quân tiêu giao thì hơi nhíu mày. Ở trong ấn tượng của y, trong giới hải không có phe thế lực tương đối nổi danh nào mang họ quân cả. Mặc dù tên tuổi quân gia tiên vực cũng được không ít thế lực ở trong giới hải biết đến, nhưng cũng không thể đụng phải một người họ quân thì lập tức cho rằng đây là một thành viên trong gia tộc lớn mạnh thần bí ở trong truyền thuyết đó. Dù sao cũng không phải chỉ có người quân gia mới có thể mang họ quân. Hơn nữa giới hải cũng không tính là phạm vi thế lực của quân gia. Cho nên Tống Đạo Sinh im lặng suy nghĩ trong đầu một phen, vẫn không nghĩ ra lai lịch của quân tiêu giao. Có điều y vẫn hơi mỉm cười nói, thì ra là quân công tử, có điều ngươi giết người của cổ tộc Hạ Thị, e rằng cổ tộc Hạ Thị sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quân tiêu giao tiện tay miểu sát đám người Hạ Viêm, dẫn đến đám hạ viêm ngay cả tín hiệu cầu cứu cũng chưa kịp truyền đi. Nhưng chuyện ở chỗ này đương nhiên không thể che giấu được, sẽ nhanh chóng truyền đến cổ tộc hạ thị. Cổ tộc hạ thị cũng sẽ nhanh chóng phái cường giả đi đến đây. Mặc dù cổ tộc hạ thị ở trong mắt tống đạo sinh, không phải kiểu gia tộc đứng đầu đó. Chỉ là dầu gì bọn họ cũng thống trị mấy đại thiên thế giới, cũng coi như gia tộc rất có tiếng tâm. Không sao, quân tiêu giao vẫn như cũ nói câu này. Xem ra xuất thân của quân công tử không đơn giản, lẽ nào là thiên kiêu của một thế lực nào đó cố ý ẩn giấu? Tống đạo sinh thử lên tiếng thăm dò. Quân tiêu giao cười nhạt, không nói gì. Đúng lúc này, ở chỗ sâu toái tinh hải đột nhiên có sóng chấn động truyền đến. Ồ, oh, xem ra bia phong thần sắp sửa dáng thế rồi. Quân công tử, cùng nhau đến tham gia náo nhiệt một chút được không? Tống đạo sinh ngỏ lời. Có thể. Quân tiêu giao gật nhẹ đầu. Trong thành trì, vô số bóng người bay lên không trung, đều đang lướt nhanh đi đến chỗ sâu toái tinh hải giang thải vi nhìn quân tiêu ra rời đi lúc này mới tỉnh táo trở lại hít thở từng hơi từng hơi mồ hôi lạnh chảy dòng dòng sau lưng nàng ta cảm thấy may mắn vì quân tiêu dao không có ra tay với nàng ta nhưng nghĩ lại cái này đại biểu cho quân tiêu dao hoàn toàn coi thường nàng ta giống như con kiến ven đường đạp hay không đạp thì cũng không thành vấn đề không đếm xỉa đến chính là sỉ nhục lớn nhất quân tiêu dao rốt cuộc có lai lịch gì người của cổ tộc hạ thị mà biết thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ bản tiểu thư ngược lại muốn xem thử ngươi có năng lực gì mà không thèm đếm xỉa tới ta giang thái vi âm thầm cắn răng trong lòng vẫn không phục nàng ta cũng lao tới khu vực trung tâm toái tinh hải toái tinh hải tựa như biển cả mênh mông mà ở trung tâm toái tinh hải thì lại giống như vòng xoáy tinh vân vậy từ đầu đến cuối thiên kiêu thực lực hơi yếu một chút ngay cả tiến vào cũng không làm được đương nhiên cái này với quân tiêu dao và tống đạo sinh mà tự nhiên không hề có chút trở ngại Tống Đạo Sinh thông qua khóe mắt liếc nhìn, vẫn luôn quan sát quân tiêu giao. Nhưng y vẫn không cách nào cảm nhận được dù chỉ một xíu khí tức của quân tiêu giao. Điều này khiến cho trong đầu Tống Đạo Sinh luôn tấm tắc lấy. Làm lạ. Phải biết, cho dù là mấy tên thiên kiêu yêu nghiệt ở trong tắc hạ học cung, mặc dù mạnh đến cùng cực, nhưng ít nhất Tống Đạo Sinh vẫn có thể cảm giác được khí tức kinh khủng của bọn họ. Nhưng quân tiêu giao lúc này lại khiến cho y ngay cả một điểm khí tức, cũng không phát hiện được. Có đôi khi, thứ không biết thường hay là thứ kinh khủng nhất, đây lại là yêu nghiệt từ đâu chui ra. Tống đạo sinh âm thầm xúc động. Theo thời gian trôi qua, thiên kiêu tập trung đến cũng càng lúc càng nhiều. Trong đó không thiếu một ít người có khí cơ mạnh mẽ hùng hậu. Nhưng khiến cho quân tiêu giao thất vọng chính là, hình như hắn cũng không gặp được một người có thể gợi lên hứng thú cho hắn. Thậm chí ngay cả vị tống đạo sinh, của tác hạ học cung này cũng chỉ là bình thường sơ sài mà thôi. Tuy tống đạo sinh là thiên kiêu nổi tiếng của tác hạ học cung, nhưng y rõ ràng không phải là nhân vật yêu nghiệt nhất tắc hạ học cung, thế nên không cách nào lọt vào mắt quân tiêu giao được. Ta thấy cái bia phong thần này hình như cũng không để cho thiên kiêu khắp nơi tụ tập. Quân tiêu giao bỗng nhiên lên tiếng. Tống đạo sinh nhìn quân tiêu giao một chút rồi nói, xem ra quân công tử không biết rồi, bia phong thần này xuất thế cũng không tính là hiếm lạ. Chín khối bia phong thần ở giới hải vẫn luôn thường xuyên xuất thế, có thể cách mấy tháng, một năm hay mấy năm sẽ xuất hiện một lần. Thế nên nếu như ở cách quá xa hoặc là thiên kiêu có chuyện khác cũng sẽ lười tới, dù sao thì vẫn luôn có cơ hội. Hơn nữa cũng không phải chỉ cần tới là có thể lưu danh ở trên bia phong thần mà vẫn cần phải xem năng lực bản thân." Tống đạo sinh nói. Y giải thích một phen, Quân Tiêu Dao coi như đã hiểu rõ. Sự xuất hiện của bia phong thần không tính là hiếm lạ, có thể lưu lại tên ở trên đó mới tính là hiếm thấy." Tống đạo sinh nói với Quân Tiêu Dao, kỳ thật mấy yêu nghiệt của Tắc Hạ Học Cung, chúng ta đều có kỷ lục lưu danh ở bia phong thần ta so với bọn họ vẫn còn hơi kém. Quân tiêu giao chỉ hờ hứng nói, lưu tên ở trên cái bia phong thần này chắc là cũng không khó đâu nhỉ. Lời này của quân tiêu giao thẳng khiến cho tống đạo sinh hoàn toàn ngây ra. Tên gia hỏa này, cái gì cũng không hiểu rõ mà còn muốn lưu lại tên ở trên bia phong thần sao. Nhưng tu dưỡng tu tập ở tắc hạ học cung buộc tống đạo sinh phải nhịn xuống, cười khổ một tiếng nói, quân công tử, lời này của ngươi không nên để cho những thiên kiêu lưu danh ở bia phong thần nghe được. Trên cái bia phong thần, này chính là ghi chép về những nhân vật thiên kiêu yêu nghiệt nhất giới hải, từ xưa đến nay, có năng lực cực cao ở một khía cạnh nào đó. Có thể nói, chỉ cần có thể lưu lại tên ở trên bia phong thần, vậy thì đã vượt qua trên 99% thiên kiêu ở giới hải rồi. Tống đạo sinh cười khổ giải thích, thật sự là không biết nên nói gì cho phải. Ngay cả vị thiên kiêu tắc hạ học cung là y đến đây, cũng chỉ là dự định thử vận may một chút mà thôi, chứ cũng không dám nắm chắc có thể thật sự lưu danh. Phải không, ta ngược lại đã coi thường rồi, vậy có thiên kiêu nào đã từng lưu lại tên ở trên chín khối bia phong thần này không quân tiêu dao quay lại hỏi lần này ngay cả tống đạo sinh cũng hơi trợn tròn mắt vị bạch y công tử trước mặt này nhìn qua cũng không phải hạng người không có mắt nhìn đó sao lại có thể nói ra những lời hết sức mê sảng kiểu này chứ nếu không phải biểu cảm trên mặt quân tiêu dao vẫn luôn bình tĩnh thì tống đạo sinh thật sự cho rằng quân tiêu dao đang đùa giỡn y quân công tử người đang nói đùa sao lưu tên trên cả chính khối bia phong thần, ai có thể làm được chứ? Một vị thiên kiêu, cho dù có yêu nghiệt đi nữa thì trung quy cũng có giới hạn. Ví dụ như có người nhục thân rất mạnh, có người nguyên thần đứng đầu, nhưng muốn mỗi một phương diện đều phải mười phân vẹn mười thì sao có thể được chứ? Thời gian và tinh lực của một vị tu sĩ trung quy đều có giới hạn. Chỗ này mạnh thì chỗ đó kiểu gì cũng sẽ yếu đi một chút. Quân tiêu giao không lên tiếng. Hắn có được tính là toàn năng cả mười hạng không nhỉ? Ngay lúc quân tiêu giao đang thảo luận với Tống Đạo Sinh, một tiếng động giống như sấm rền vang vọng khắp cả toái tinh hải vang lên sau đó tất cả mọi người chăm chú nhìn vào trung tâm một khối bia đã cổ xưa cao tới vạn trượng từ chỗ sâu trong hư không hiện ra giáng xuống phía trên có rất nhiều điểm sáng lập lòe trói mắt mỗi một điểm sáng đều đại diện cho một thiên kiêu yêu nghiệt đã từng danh chấn ở thời đại ấy phóng mắt nhìn lại trăng chịt chi chít khiến cho người ta có cảm giác đè nén cùng cực đó chính là bia phong thần quân tiêu giao dõi mắt nhìn lại mặc dù bia phong thần tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng rộng lớn mênh mông. Nhưng sau khi hắn kinh lịch phụ thân quân vô hối, nhà mình dẫn động bảng vạn thế đế xong, cái gọi là bia phong thần cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhưng đúng lúc này, một màn khiến cho người ta không ngờ đến đã xảy ra. Trong hư không truyền tới một tiếng sấm nổ vang, rồi khối bia phong thần thứ hai lại lần nữa hiện thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng sấm khiến cho người ta giật mình khiếp sợ, chấn động cả toái tinh hải tất cả thiên kiêu đang có mặt ở đây đều vô cùng ngạc nhiên không ngờ không chỉ là một khối bia phong thần xuất thế mà là hai khối cùng lúc xuất thế đây cũng không phải cảnh tượng thường gặp gì mặc dù bia phong thần xuất thế coi như thường xuyên nhưng hai khối đồng thời xuất thế vẫn rất hiếm gặp chuyện gì xảy ra vậy mà lại có đến hai khối bia phong thần cùng lúc hiện thế sao ngay cả tống đạo sinh cũng có vẻ giật mình cảnh tượng này cũng không thường thấy quân tiêu dao ở bên cạnh ngầm thu mắt lại lẽ nào nguyên nhân là do mình sao Hai khối bia phong thần đều cao hơn vạn trượng, vô cùng to lớn. Vô số lực lượng pháp tắc bay lên, lưu chuyển. Trên thân bia còn có điểm sáng vô tận lưu chuyển. Mỗi một điểm sáng đều là một cái tên sáng chói, mang đến cho người ta một loại uy áp khiến tim đập nhanh. Mỗi một cái tên ở phía sau đều đại diện cho một yêu nghiệt vô song, ép ngang đương thời ở một lĩnh vực nào đó. Có thể nói, chỉ riêng khí tức uy nghiêm mà bia phong thần phát tán ra, cũng đã khiến cho một số thiên kiêu cảm thấy tức ngực, có chút ngạt thở trong đó có một ít thiên kiêu lần đầu tiên tới bia phong thần tham gia náo nhiệt lòng đầy tự tin nhưng nhìn đến bia phong thần giờ phút này đang quấn quanh pháp tắc uy áp cái thế thì mặt mày lại hơi tái nhợt bọn họ vốn tràn đầy tự tin đã có tính toán trước rồi vậy mà bây giờ ai nấy đều chuột dạ thậm chí còn muốn đánh chống lui quân đương nhiên phần lớn thiên kiêu đều khá thông dong hơn nữa còn hơi kích động hai khối bia phong thần này một khối là ghi chép về mặt thần thông thiên phú còn một khối khác ngạch đầu tiên tống đạo sinh nhìn về hướng một khối bia phong thần trong số đó bia phong thần khác nhau thì điểm nghiêng về cũng khác nhau có bia phong thần thì kiểm tra nguyên thần có cái thì kiểm tra thiên phú có cái thì kiểm tra thân thể mà trước mắt một khối bia phong thần hiện thế trước này là kiểm tra thần thông nói cách khác chính là đánh giá chiêu thức thần thông còn một khối khác lại khiến cho tống đạo sinh hơi ngạc nhiên bởi vì khối bia phong thần đó chính là kiểm tra hình tướng nói đơn giản hơn một chút chính là giá trị nhan sắc khối bia phong thần này cũng được tu sĩ giới hải, cho là cái bia phong thần gân gà nhất, không có giá trị nhất. Nhưng khối bia phong thần, kiểm tra giá trị nhan sắc này lại rất được những thiên tri kiêu nữ đó hoan nghênh. Một mặt là đám thánh nữ kiêu nữ trong giới hải, cũng có thể lấy việc lưu danh ở trên khối bia phong thần này làm vinh dự. Đây là minh chứng và khẳng định vẻ đẹp của các nàng. Mặt khác, nam tử có thể lưu danh ở trên khối bia phong thần này đương nhiên, cũng nhất định là đối tượng được cả đám nữ tu truy đuổi quân công tử giá trị của khối bia phong thần kiểm tra thần thông này rất lớn nếu như có thể lưu danh ở trên đó thì chắc chắn có thể danh chấn bốn phương về phần một khối khác nếu như có thể lưu danh ở phía trên thì có lẽ có thể gợi lên sự chú ý của một số kiêu nữ tống đạo sinh lần nữa nhìn quân tiêu dao một chút y không cho rằng quân tiêu dao có thể rất dễ dàng lưu danh ở trên bia phong thần kiểm tra thần thông nhưng lưu danh ở bia phong thần kiểm tra giá trị nhan sắc thì chắc không thành vấn đề Nói thật, Tống đạo sinh tự nhận bản thân mình cũng coi như nho nhã đúng mực, tướng mạo đoan chính, nhưng y đứng ở bên cạnh Quân Tiêu giao quả thật giống như đom đóm và trăng sáng vậy, mờ nhạt không ánh sáng. Lời này của Tống công tử sai rồi, có đôi khi diện mạo cũng là một phần thực lực. Quân Tiêu Dao cười nhạt, hắn đây cũng không phải tùy tiện nói một chút thôi, mà là đã tự mình trải nghiệm qua. Lớn lên có một cái túi da tốt, thì ở từng phương diện đều sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ví dụ như bắt cóc diên triệt công chúa của Tiên đỉnh cổ, ăn cơm mềm của lão di lạc tương linh vân vân. Các nàng đều từng giúp đỡ cho quân tiêu giao rất nhiều, ở thời khắc mấu chốt luôn khởi lên tác dụng quan trọng. Ha ha cũng chỉ có quân công tử mới có năng lực nói ra những lời này. Tống đạo sinh hơi xấu hổ, mà theo hai khối bia phong thần hiện thế, một số thiên kiêu cũng đã chuẩn bị ra tay. Lúc này, ở đằng xa rốt cuộc lại có thêm một bóng người đi tới. Đó là một vị nữ tử, váy dài màu trắng thuần, vóc dáng cao giáo thon thả mềm mại, gương mặt như ngọc, ngũ quan tinh xảo. Lông mi rất dài, một đôi mắt đen bóng như đá quý sáng long lanh. Toàn thân có một loại xinh đẹp trong trẻo động lòng người, khí chất vô song. Nàng vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của một nhóm người. Dù sao thì nữ tử xinh đẹp tuyệt trần như vậy, ở giới hải vẫn rất hiếm gặp. Loại khí chất tỏa sáng rực rỡ đó, ngay cả vị Giang thải vi của cổ tộc Giang thị kia cũng còn kém xa. Giang thải vi cũng đi theo tới nhưng vẫn luôn ở đằng sau, sợ quân tiêu giao lại chú ý tới nàng ta. Ồ, Tống đạo Sinh đưa mắt nhìn sang, có vẻ ngoài ý muốn. Y mở miệng nói, vị cô nương này, lẽ nào là vị kiêu nữ của đế tộc đạm đàm đó? Nữ tử nghe vậy cũng nhìn qua tống đạo sinh, nhẹ nhàng mỉm cười nói, tiểu nữ tử chính là đạm đài thanh tuyền. Giọng nói truyền ra, thiên kiêu khắp nơi đều lộ ra biểu cảm khiếp sợ, là thiên kiêu của bát đại đế tộc. Không ngờ lại có thể gặp được thiên kiêu của bát đại đế tộc ở đây. Thì ra nàng chính là vị kiêu nữ đó của đế tộc đạm đài, quả nhiên không hổ là xuất thân đế tộc sự xuất hiện của đạm đài thanh tuyền đã dẫn tới một hồi náo động dù sao địa vị của thiên kiêu bát đại đế tộc cũng rất cao không phải ở cùng một thế giới với tu sĩ bình thường cho nên người bình thường đều rất khó gặp được quả nhiên thanh tuyền cô nương đủ khiêm tốn những năm gần đây liên tục không nghe được tin tức về thanh tuyền cô nương tống đạo sinh cũng gật đầu đáp lễ nói nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha